Xin chào các bạn, hôm nay mình xin đọc cuốn sách Không gì là không thể của tác giả Gail Matthew Adam. Có thể là cách đọc của mình nó không được hay lắm, các bạn thông cảm nha. Từ bao đời nay, thành công luôn là ước mơ và là mục tiêu của con người. Theo đó, những câu hỏi như thành công là gì hay làm thế nào để đạt được thành công luôn khiến con người phải trăn trở. Liệu thành công có phải là khi chúng ta có thật nhiều tiền, sở hữu những tiện nghi hiện đại và sống một cuộc đời vương giả, hay thành công là khi ta có một công việc ổn định và một gia đình hạnh phúc? Trong quá trình tìm kiếm câu hỏi, câu trả lời cho những trăn trở của mình, nhiều người đã nhận ra rằng thành công thật sự không chỉ được đo bằng vật chất sở hữu mà còn đến từ những giá trị vô giá về mặt tinh thần. Cuộc sống hiện đại mở ra cho con người nhiều cơ hội để thành công, nhưng đồng thời cũng mang đến không ít thách thức. Chắc chắn khi đối mặt với những thách thức đó, không ít người trong chúng ta cảm thấy bế tắc và cần lắm những lời khuyên bổ ích. Cho đến nay, nhiều người đã đem cuốn sách Cách nghĩ để thành công của Napoleon Hill như người bạn đồng hành của mình trên con đường tìm kiếm thành công, và họ đã khám phá ra những chân lý vĩnh cửu về thành công từ đây. Quả thật, với hơn 60 triệu bản được phát hành, Cách nghĩ để thành công được xem là cuốn sách có khả năng truyền cảm hứng thành công hơn bất kỳ cuốn sách nào khác. Tư tưởng trong Cách nghĩ để thành công đã giúp hàng ngàn người trên thế giới trở thành triệu phú và đã đạt được thành công bền vững. Đó là lý do vì sao Napoleon Hill được tôn vinh là người tạo ra những nhà triệu phú. Cùng với Cách nghĩ để thành công của Napoleon Hill, Không gì là không thể của Gail Matthew Adam đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết của rất nhiều người. Những triết lý đơn giản nhưng vô cùng sâu sắc và hữu dụng của Không gì là không thể đã giúp rất nhiều người đạt được thành công như họ mong đợi. Đến với những bí quyết này, bạn nhận ra rằng không có giới hạn nào trong tư duy của con người ngoài những giới hạn do chính con người đặt ra. Trên hành trình tìm kiếm thành công, chắc chắn sẽ không ít lần bạn phải đối mặt với những khó khăn, thử thách của cuộc sống và những thất bại không mong đợi. Thế nhưng điều bạn cần làm là hãy luôn ghi nhớ, thất bại chính là hình ảnh khác của thành công. Mỗi nghịch cảnh, thất bại hay đau khổ đều mang trong nó hạt giống của những lợi ích tương đương hoặc lớn hơn. Hãy học cách đối mặt và vượt qua những thất bại. Hãy để Không gì là không thể đồng hành với bạn trên hành trình khám phá sức mạnh bản thân và đạt đến thành công hằng mong đợi. Biết mong đợi chiến thắng hay đạt được mục đích mà mình đề ra là vô cùng quan trọng. Thông thường, nếu bạn muốn chiến thắng thì bạn sẽ không ngại vượt khó. Những ai khát khao chiến thắng sẽ tiếp tục bước những bước cần thiết một cách vững vàng và không bao giờ bỏ cuộc trước tình thế khó khăn. Bạn sẽ dễ dàng thành công hơn nếu trước hết bạn biết mình muốn gì. Sau đó bạn phải có kế hoạch hành động cụ thể. Có thể lúc khởi đầu bạn không có lời giải đáp cho tất cả mọi câu hỏi, nhưng chớ để điều đó ngăn cản bạn thực hiện cuộc hành trình đi đến thành công của mình. Chỉ cần có niềm tin vào bản thân và một ý chí phấn đấu không mệt mỏi thì mọi ước mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực. Nếu bạn cố gắng mà không phải mất gì, ngược lại còn gặt hái thêm nhiều thành công, thì hãy cố gắng bằng mọi giá. Danny Kaye từng nói cho rằng cuộc sống là một khung vải rộng và bạn nên vẽ vào đó tất cả những sắc màu trong khả năng của mình. Quả thật, bạn chính là người họa sĩ quyết định nội dung cũng như sắc màu trong bức tranh cuộc sống của mình. Bức tranh đó trở nên như thế nào, tươi sáng hay u tối, là tùy thuộc vào chính bạn. Bạn có thể xoay chuyển một cuộc đời theo cách bạn mong muốn. Nếu ví cuộc đời bạn như một doanh nghiệp thì tất cả cổ phiếu của doanh nghiệp ấy đều thuộc về bạn. Bạn chính là tổng giám đốc của doanh nghiệp ấy. Không gì có thể ngăn cản được bước tiến của bạn nếu khát khao thành công của bạn thật sự mạnh mẽ. Khó khăn hay thất bại chỉ là những trở ngại mà cuộc sống muốn thử thách
ý chí và lòng kiên trì của bạn mà thôi. Do đó đừng để tâm đến những lời chỉ trích cay độc hay xét đoán chủ quan của những người xung quanh. Giá trị của bạn được đo bằng những hành động sở hữu ích mà bạn đã làm được cho chính mình, cho cuộc sống hôm nay là kết quả của những gì được thực hiện theo kế hoạch của ngày hôm qua, và ngày mai sẽ bắt đầu từ hôm nay. Hãy sống hết mình cho hiện tại để không phải hối tiếc vì những gì bạn đã trải qua hoặc lãng phí. Với sự hy sinh, lòng kiên trì, quyết tâm, nỗ lực không mệt mỏi và tính tự chủ của mình, nhất định bạn sẽ thành công. Bạn chính là người làm chủ số phận của mình, không gì là không thể. Khởi đầu suôn sẻ đã là thành công một nửa. Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, chấn chỉnh mọi sai sót và biến mọi lỗi lầm thành tài sản. Song nó chỉ thích chơi với những ai có thể giết chết sự trì hoãn và biến hướng đến các mục tiêu cụ thể với mục đích rõ ràng. Cứ mỗi giây phút trôi qua khi đồng hồ gõ đều để rút dần khoảng cách là khi thời gian đang chạy đua với từng người. Trì hoãn đồng nghĩa là với thất bại, bởi không ai có thể lấy lại được thời gian đã mất dù chỉ một giây. Hãy tiến về phía trước với sự quả quyết và đúng lúc, rồi thời gian sẽ yêu mến bạn. Nếu bạn lưỡng lự hay đứng yên, thời gian sẽ loại bạn ra khỏi cuộc chơi. Cách duy nhất để tiết kiệm thời gian là sử dụng nó một cách khôn ngoan. Hãy cho tôi biết bạn sử dụng thời gian nhàn rỗi như thế nào và tiêu tiền ra sao. Tôi sẽ cho bạn biết 10 năm nữa bạn là ai và đang ở đâu. Ngày hôm nay là ngày quan trọng nhất, sở dĩ tôi nói như vậy vì đó là ngày mới nhất và cũng là ngày không bao giờ trở lại trong cuộc đời bạn. Đừng chờ đợi ngày mai, hãy sống trọn vẹn cho hôm nay. Đừng để sự lo lắng, thất vọng, tức giận hay hối hận xuất hiện trong ngày hôm nay của bạn. Tất cả đều đã thuộc về quá khứ và chỉ xảy đến trong tương lai. Hãy làm việc thật nghiêm túc và sống có trách nhiệm với chính cuộc sống của mình. Đối với một kẻ lười biếng thì hôm nay cũng giống ngày mai và chẳng khác gì hôm qua. Họ luôn tìm lý do để trì hoãn những việc cần phải làm trong ngày. Trì hoãn sẽ khiến những dự định của bạn không bao giờ trở thành hiện thực. Mọi nỗ lực, lời nói, hành động của bạn ngày hôm nay sẽ quyết định tương lai của bạn ngày hôm sau. Hoàn thành mục tiêu đề ra trong ngày hôm nay sẽ giúp bạn cảm thấy hưng phấn và tạo tiền đề để bạn thực hiện tốt hơn công việc của mình vào ngày mai. Thậm chí nụ cười ngày hôm nay cũng có thể ảnh hưởng đến ngày mai của bạn. Vì vậy đừng để đến ngày mai những gì bạn có thể làm ngày hôm nay. Để thành công, không hẳn bạn cần phải có kiến thức sâu rộng về một lĩnh vực nào đó, nhưng nhất thiết bạn phải biết sử dụng thường xuyên vốn kiến thức mà bạn có. Những người thành công đều hiểu rõ mình không phải dựa trên những suy luận tự có mà dựa trên những thói quen thường nhật. Do vậy, bạn nên tự liệt kê các hoạt động hàng ngày của mình để tìm hiểu xem bạn đang sử dụng thời gian ra sao. Sau đây là một số câu hỏi quan trọng mà bạn nên đặc biệt chú ý. Bạn đang sử dụng thời gian ra sao? Bạn đã lãng phí bao nhiêu thời gian và phí phạm vào những việc gì? Làm sao để chấm dứt sự phí phạm này? Hãy học cách sử dụng thời gian. Thời gian là tài sản quý giá nhất của con người, nhưng cũng là thứ bị lãng phí nhiều nhất. Nếu không biết cách sử dụng thời gian hợp lý, bạn sẽ để cuộc đời mình trôi qua trong vô nghĩa. Thời gian không bao giờ mang đến những ưu phiền nuối tiếc của con người và cũng không thể nào trở lại hay chờ đợi bất kỳ ai. Trong trận đánh Waterloo, Napoleon đã giao cho tướng Marshal Gouzy chỉ huy một trong ba cánh quân quan trọng nhất nhằm cắt sự liên minh giữa thống chế Blücher và công ước và công tước Wellington. Thế nhưng do chậm trễ, Grouchy đã tạo điều kiện để Blücher có đủ thời gian đưa quân đến Waterloo yểm trợ cho Wellington. Có thể nói nếu Grouchy hành động quyết đoán và nhanh chóng hơn thì sự nghiệp lẫy lừng của Napoleon đã không kết thúc trong trận đánh này và lịch sử châu Âu đã khác đi từ năm 1815. Rất nhiều người trong chúng ta biện hộ cho việc trễ nải của mình bằng vô số lý do khác nhau. Thế nhưng dù vì lý do nào đi chăng nữa, việc chậm trễ vẫn là điều khó chấp nhận.
Nó để lại những hậu quả tai hại mà bạn sẽ phải mất rất nhiều thời gian sau đó để khắc phục. Cách sử dụng thời gian hợp lý nhất là hãy luôn đúng giờ. Sự đúng hẹn luôn mang lại những lợi ích lớn lao. Khi đúng hẹn, bạn không chỉ tiết kiệm được thời gian của mình mà còn thể hiện được sự tôn trọng đối với người khác. Cơ hội công việc của và các mối quan hệ của bạn trở nên như thế nào tùy thuộc vào cách thức sử dụng thời gian của chính bạn. Thành công không bao giờ đến với những kẻ thụ động lười biếng. Cuộc sống luôn chứa đựng rất nhiều điều kỳ diệu, song chúng chỉ đến với những ai biết sử dụng thời gian hợp lý. Ý nghĩa của thời gian nằm trong ý nghĩa của công việc bạn làm. Do vậy, đừng phí phạm thời gian và công sức vào những chuyện vặt vãnh. Hãy vươn tới những điều lớn lao. Hay luôn ghi nhớ, bình minh của ngày hôm nay sẽ không bao giờ hé rạng ngày thứ hai. Hãy hoàn thành công việc đúng tiến độ cũng như cố gắng đúng giờ trong mọi cuộc hẹn. Đó là khởi đầu của mọi thành công. Bây giờ bạn hãy suy nghĩ về cách thức sử dụng thời gian của mình bằng cách liệt kê những hoạt động xảy ra trong ngày. Hãy xem bạn đang sử dụng thời gian ra sao, đã phí phạm từng phút giây như thế nào và tìm cách chấm dứt sự lãng phí đó. Hãy lên kế hoạch cho những hoạt động của mình trong thời đồng thời dành thời gian hoàn tất nó. Tôi tin rằng khi đó bạn sẽ nhận được những nhiều món quà tuyệt vời từ cuộc sống. Không ai có thể lừa được bạn mà chỉ có bạn tự lừa dối chính mình. Người ta thể hiện rõ tính cách của mình nhất qua cách đón nhận lời khen. Khả năng gây ấn tượng và duy trì được ấn tượng ấy trong mắt người đối diện sẽ khiến cho con đường đi đến thành công của bạn bằng phẳng ít chông gai hơn. Khả năng ấy cũng có thể tạo ra sự khác biệt trong việc khiến người khác muốn đối đầu hay hợp tác với bạn, bất kể thân hay sơ. Nhân cách là tài sản quý giá nhất của một con người và là tất cả của những gì còn sót lại sau khi họ đã đánh mất tất cả. Trên hết, nhân cách chính là sự mạnh. Piper Morgan, một trong những nhà tài phiệt nổi tiếng nhất thế giới, đã nói nhân cách là thước đo duy nhất để thẩm định giá trị của con người, cả trong công việc lẫn trong cuộc sống. Mọi tài sản vật chất khác đều là thứ yếu. Nhân cách là thành lũy kiên cố có bảo vệ con người trước những tác động hay không của cuộc sống. Nhân cách giúp con người vượt qua mọi chỉ trích để sống thật với chính mình. Nếu danh tiếng vốn là những gì công luận ban tặng cho một ai đó có thể bị bôi nhọ, thì nhân cách mới thật sự làm nên con người họ, và nó sẽ mãi trường tồn. Nhân cách quý giá hơn mọi tài năng, trí tuệ, tiếng tâm, tiền bạc. Có thể bạn có tất cả mọi thứ nhưng lại trở thành một kẻ vô tích sự, suốt đời sống trong sự đơn điệu và nhàm chán. Nếu nhân cách của bạn không được đánh giá đúng mức, nhân cách giúp con người hành động theo lẽ phải và chiến đấu hết mình vì lẽ phải đó. Nhân cách là yếu tố đảm bảo cho mọi thành công của con người, cả trong công việc lẫn cuộc sống thường ngày. Quả thật, nhân cách sẽ quyết định ấn tượng mà bạn để lại trong suy nghĩ của người đối diện. Nếu tạo được ấn tượng tốt đối với mọi người và duy trì được ấn tượng đó lâu dài, thì rất có thể bạn sẽ chạm tới thành công một cách dễ dàng, mau chóng hơn. Do đó, hãy cố gắng sống một cuộc đời tử tế, chân thật, sòng phẳng, phóng khoáng, trung thành và can đảm để hình thành cho mình một nhân cách lớn. Trên hết, hãy dùng nhân cách của bạn tác động đến những người xung quanh và biến điều đó thành nguyên tắc hành động mỗi ngày. Ngay từ hôm nay, hãy rèn luyện cho mình nhân cách tốt đẹp, bởi vì nhân cách là sức mạnh. Tính nghi ngờ luôn phản bội ta và nó khiến ta vì e sợ mà bỏ lỡ những cơ hội ngàn vàng. Những kẻ hay nghi ngờ thường chẳng làm nên tích sự gì. Nếu Columbus thiếu tự tin và không tin vào phán đoán của mình thì sẽ có lẽ chẳng bao giờ chúng ta được biết đến mảnh đất trù phú nhất, rạng ngời nhất trên trái đất này. Nếu George Washington và những người đồng chí của ông trong sự kiện lịch sử lừng danh năm 1776 không có chút tự tin, hẳn quân đội của Cornwallis đã chinh phục được xứ sở này, để rồi ngày
Nay, nước Mỹ vẫn đang bị một hòn đảo bé nhỏ nằm cách nó 3.000 hải lý về phía đông cai trị. Nếu ví sự tự tin giống như sống lưng của con người thì thế giới này có hai loại người. Một loại người không bao giờ đứng thẳng vì không có sống lưng, và loại thứ hai luôn tự đứng vững bằng chính khả năng của mình. Thật tuyệt vời khi bạn có được một bộ óc thông minh cùng trí tưởng tượng phong phú và những tư tưởng lớn lao. Nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu bạn kết hợp được tất cả các yếu tố đó với lòng tự tin để tạo dựng cho mình một cuộc sống ý nghĩa và đủ đầy. Quả thật, thiếu lòng tự tin, con người sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Nếu Columbus không tự tin vào phán đoán của mình thì có lẽ sẽ rất lâu sau đó loài người mới tìm ra châu Mỹ. Nếu George Washington và những đồng chí của ông không tự tin thì có lẽ nước Mỹ ngày nay vẫn còn nằm trong vòng cai trị của một hòn đảo bé nhỏ. Tầm gửi là một loại cây dây leo sống bám vào những cây to khác, chúng hút nhựa cây chủ để sống và dần giết chết cây chủ ấy. Những người thiếu tự tin cũng giống như loài tầm gửi kia mà thôi. Họ trở thành gánh nặng cho gia đình và những người xung quanh khi không có khả năng tự quyết định cũng như chăm lo cho cuộc sống của mình. Tự tin là nền tảng của thành công. Nó giúp con người tôi rèn luyện bản lĩnh nhân cách và nắm bắt kịp thời các cơ hội mà cuộc sống mang đến. Do đó hãy hành động bằng tất cả sự tự tin của bạn. Hãy dùng sự tự tin ấy củng cố sức mạnh nội tại của bạn cũng như những người xung quanh. Dù bạn là ai, đang ở đâu hay làm bất kỳ công việc gì thì thành công cũng chỉ đến khi bạn có lòng tự tin. Ngay từ hôm nay, bạn hãy đứng thẳng người lên một cách tự tin và thay đổi cuộc đời mình bằng cách thay đổi thái độ sống của bản thân. Niềm tin. Nếu bạn có niềm tin thì chẳng cần phải giải thích gì cả. Ngược lại, bất kỳ lời giải thích nào cũng đều trở nên vô nghĩa. Để thành công ngoài sự nỗ lực không ngừng, bạn cần phải có một mục tiêu rõ ràng và một kế hoạch cụ thể. Dẫn tới mục tiêu đó, bạn sẽ chẳng thể đạt được bất kỳ thành quả nào nếu không liên tục theo đuổi một kế hoạch chi tiết qua từng ngày. Tin vào chính mình được xem là một bước nhảy vọt cần thiết trên con đường đi đến thành công. Muốn gặt hái được những thành quả tốt đẹp thì điều tối cần nhất thiết là bạn phải có niềm tin. Câu nói thấy thì mới tin nên được đổi thành tin thì mới thấy. Tin tưởng vào việc mình làm là điều cực kỳ quan trọng. Chỉ cần có niềm tin vào bản thân và một ý chí phấn đấu không mệt mỏi, mọi ước mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực. Nếu quả thật, ý nghĩ có thể biến thành sự thật mà đúng là như thế. Trong trường hợp bạn luôn mang trong đầu sự sợ hãi và cho rằng mình sẽ luôn thất bại thì bạn sẽ chẳng bao giờ có can đảm làm việc gì và cũng khó mà trở nên thành công. Bất kỳ điều gì con người tưởng tượng ra và tin tưởng sẽ đạt được đều có khả năng trở thành hiện thực. Niềm tin là nền tảng của mọi thành công. Chỉ cần có niềm tin, bạn nhất định sẽ có chiến thắng. Câu chuyện về những tấm gương thành công từ cổ chí kim đều truyền tải thông điệp về sức mạnh của niềm tin. Để xây dựng niềm tin, trước hết bạn phải tin tưởng ở chính mình. Khi làm được điều gì, bạn sẽ rất tin tưởng hơn vào con người mình đã chọn cũng như kết quả mà bạn đã đạt được sau đó. Chỉ khi mất niềm tin, người ta mới rơi vào thất bại. Từ cầu thủ giao bóng, anh lính trên chiến trường hay nhà chính khách mà quản lý doanh nghiệp cho đến anh công nhân, tất cả đều chỉ có thể hướng về phía trước và nỗ lực hết sức khi họ có niềm tin. Trước hết bạn phải có niềm tin, rồi niềm tin đó sẽ lan truyền sang những người xung quanh bạn, những người thân cận và thuộc cấp của bạn, và họ sẽ tự đặt sự tin tưởng vào bạn. Niềm tin luôn là phần không thể thiếu trong thắng lợi của bất kỳ ai. Khoảng cách giữa một anh công nhân bình thường với vị trí của người quản đốc chẳng là gì nếu anh ta có niềm tin và biết vượt lên chính mình bằng niềm tin ấy. Hãy nuôi dưỡng niềm tin lặp đi lặp lại. Một sự khẳng định nào đó cũng giống như việc đưa ra mệnh lệnh
cho tiềm thức của bạn, đây là phương pháp hữu dụng có thể giúp con người phát triển niềm tin một cách chủ động. Lòng tự trọng. Chỉ có những ý thức độc lập và lòng tự trọng mới giúp con người vượt lên trên những nhỏ nhen của cuộc sống và bão táp của số phận. Có một sự thật không thể né tránh là nếu bạn không thích người khác thì người khác cũng sẽ không thích bạn. Theo nguyên tắc thần giao cách cảm, vì những bộ não của tần sóng có thể giao tiếp được với nhau, nếu bạn muốn trở thành người hấp dẫn thì nhất thiết phải luôn biết cẩn trọng, không chỉ trong ngôn từ và hành động mà trong ý nghĩa nữa. Lòng tự trọng chiếm đến một trong những vị trí thiêng liêng nhất trong khu vực nhân cách của mỗi cá nhân và là người gác cổng cho tòa lâu đài lương tâm của chúng ta. Nó giúp ta chọn lọc cách thức giao tiếp để sống một cuộc đời ý nghĩa. Lòng tự trọng nằm ngay trong bản thân của mỗi người. Đó là người thầy, người bạn, người ủng hộ, người hộ vệ thân thiết và chân thành nhất của chúng ta. Lòng tự trọng giúp ta biết cách hành xử đúng mực cũng như luôn cảm dũng trong việc đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác. Mọi sự khôn ngoan đều bắt đầu từ lòng tự trọng. Với lòng tự trọng, bạn sẽ chẳng nên năng động và can đảm, sẵn sàng tiến về phía trước để mở lối cho những người sau. Lòng tự trọng bắt nguồn từ việc bạn yêu thương và tôn trọng chính bản thân mình. Quả thật, nếu không tôn trọng chính mình, làm sao bạn có thể học được cách yêu thương và tôn trọng người khác? Để được người khác tôn trọng, bạn phải luôn cẩn thận trong cách ứng đối cũng như hành động mỗi ngày. Hãy để lòng tự trọng nâng cánh cho những ước mơ của bạn. Hãy nỗ lực hết mình để đạt được những điều mà bạn khao khát. Nhưng hãy nhớ rằng nhiều thiếu lòng tự trọng, mọi chiến thắng đều trở nên vô nghĩa. Sự chân thành. Có một đức tính không có gì có thể thay thế được, vì nó có khả năng làm rung động lòng người hơn hết thảy mọi đức tính quý báu khác, đó là sự chân thành. Sự chân thành bắt đầu từ bản thân mỗi người và là một đức tính đáng quý, có khả năng tự bộc lộ rõ ràng nhất mà ai cũng có thể nhìn thấy. Trước hết, hãy chân thành với chính mình, với gia đình và họ hàng, với đồng nghiệp và đối tác, với bạn bè và người quen, và tất cả với tổ quốc nữa. Và trên hết, hãy chân thành với đấng tạo hóa của nhân loại. Một tính cách vui vẻ không phải là trang sức bên ngoài, bạn chỉ có tính cách ấy nếu bạn có thái độ trân trọng người khác. Nếu quyết tâm xây dựng một cách như vậy, bạn sẽ không đánh mất mình, mà ngược lại sẽ khẳng định được bản thân, khẳng định được cái tôi thành công của mình, tức là mẫu người mà bạn hướng đến. Chân thành là một đức tính có khả năng xây dựng các mối quan hệ tích cực hơn hết thảy mọi đức tính khác. Sự chân thành luôn xuất phát từ bản thân mỗi người và bộc lộ theo cách tự nhiên nhất. Giống như thỏi nam châm có thể hút được sắt thép, người có lòng chân thành luôn hấp dẫn người khác bởi cảm giác phấn chấn tỏ ra từ con người họ. Không những thế, sự chân thành còn mang lại cảm giác bình yên và tạo nên uy tín cho con người. Nó là yếu tố quan trọng góp phần tạo ra những cơ hội quý báu để con người làm nên những điều lớn lao. Sự chân thành luôn quý giá hơn mọi củ cải vật chất. Mọi người sẽ cảm thông và tha thứ cho bạn nếu bạn thiếu năng lực và kiến thức, nhưng khi dối trá bạn sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường. Do đó, hãy luôn thể hiện sự chân thành của mình trong mọi hoàn cảnh cuộc sống của bạn để trở nên bằng phẳng và dễ dàng hơn. Nếu bạn luôn sống chân thành, hãy chân thành với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và đối tác của bạn. Nhưng trên hết, hãy học cách sống chân thành với chính bản thân bạn. Nếu không làm được điều này, bạn sẽ không bao giờ thuyết phục được người khác tin tưởng mình. Khi bạn tự tin nhìn thẳng vào mắt người đối diện và được truyền cho họ niềm tin của mình, bạn sẽ có được sự tin tưởng và ủng hộ từ họ. Thay vì tự dằn vặt bản thân vì những thất bại đã qua, bạn hãy sống hết mình cho hiện tại bằng tất cả lòng chân thành của mình. Giai điệu của sự chân thành luôn có khả năng lay động lòng người. Nó sẽ giúp bạn vững bước trên mọi thử thách của cuộc sống và gặt hái được thành công như mong muốn. Tập trung có nghĩa là dành hết mọi chú ý, quan tâm và đam mê cho việc đạt được mục tiêu xác định.
Hãy tập trung. Người ta định nghĩa sự tập trung là thói quen đề ra mục tiêu cụ thể và quán chiếu nó cho đến khi nào bạn tìm được hướng đi và cách đi đến đích. Nguyên tắc tập trung là không trì hoãn. Nền tảng cơ bản của nó là sự tự tin và ý thức kỷ luật tự giác. Nguyên tắc tập trung và thói quen là đôi bạn không thể tách rời. Thói quen có thể bắt nguồn từ sự tập trung và ngược lại. Cuộc sống của chúng ta ngày càng trở nên bận rộn và mỗi người đều không ngừng phấn đấu cho các mục tiêu của mình. Tất cả những nhiệm vụ và mục tiêu ấy quay quanh chúng ta như chiếc nan hoa quay quanh trục bánh xe. Để vận hành suôn sẻ, mỗi bộ phận của chiếc xe phải kết hợp với nhau đồng bộ và chặt chẽ. Cũng như vậy, để thành công trong cuộc công việc cũng như trong cuộc sống, mỗi chúng ta cần phải biết kết hợp cả ba yếu tố: suy nghĩ, lập kế hoạch và hành động. Tập trung có nghĩa là dành mọi sự chú ý, quan tâm và đam mê của mình vào việc đạt được mục tiêu đã đề ra trước mắt. Sự tập trung đồng nghĩa với việc bạn nỗ lực hết mình trong công việc đang thực hiện mà không bị chi phối bởi bất kỳ hành động nào khác. Sự tập trung giúp con người giữ được kiên định trên con đường theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Hãy tập trung hết mình vào công việc rồi thành công sẽ đến với bạn đúng như bạn mong muốn. Tập trung không chỉ là phẩm chất cần có khi bạn bắt tay vào một công việc nào đó, mà nó còn tỏ ra sở hữu trong chính bản thân mỗi người. Nhận ra năng lực của bản thân và tập trung hành động nhằm biến ước mơ của mình thành hiện thực là điều kiện cơ bản để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy. Hãy lên kế hoạch cho cuộc sống của bạn và tập trung thực hiện nó. Hãy hành động để mỗi phút giây trong đời bạn đều trôi qua trong sự hữu ích. Chắc chắn khi hoàn tất công việc, bạn sẽ nếm trải cảm giác tuyệt vời, đầy ý nghĩa. Lòng trung thành. Lòng trung thành là điều tốt đẹp nhất bạn có thể đem trao tặng người khác. Sự thật, lòng tin cậy, tình bạn và tình yêu đều tùy thuộc vào điều này. Đây là một điểm quan trọng mà nhiều người thường hay bỏ qua. Khi một người bắt đầu làm việc nhiều hơn phạm vi trách nhiệm của mình thì có nghĩa là anh ta đã bắt đầu được trả công xứng đáng rồi. Có một sự thật đáng buồn là 98% những người hưởng lương công thật nhật thường chẳng có mục đích nào lớn lao hơn là làm sao để lấy được đồng lương công nhật ấy. Do vậy nên dù họ có làm nhiều và tốt đến đâu đi chăng nữa thì cỗ xe của bà Tiên, cơ hội vẫn cứ lướt qua họ và bà Tiên chỉ kịp trao cho họ đúng cái đồng lương mà họ mong đợi, không hơn không kém, bởi vì họ chẳng hề mong đợi hay đòi hỏi gì hơn. Nhà văn Ebert Hornben nói rằng nếu nhân viên mà không trung thành với chủ thì tốt hơn hết là nên xin thôi việc và tìm việc khác. Như vậy sẽ tốt hơn cho cả người chủ và bản thân anh ta. Trung thành là một yếu tố quan trọng, bởi nếu bạn không yên tâm làm việc thì bạn chẳng thể nào làm tốt và phát triển được. Người ta trả lương cho bạn không phải căn cứ đến số giờ bạn làm mà là căn cứ trên chất lượng công việc của bạn. Trung thành là một trong những yếu tố quan trọng nhất góp phần vào thành công của tổ chức nói chung và của mỗi cá nhân nói riêng. Nếu không có lòng trung thành, người nhân viên sẽ không chuyên tâm vào công việc cũng như không đóng góp hết mình cho tổ chức. Khi bạn ý thức được giá trị của sự tự tin cậy nơi lãnh đạo, đồng nghiệp hoặc đối tác luôn quyết tâm hoàn thành mọi công việc một cách triệt để thì nhất định bạn sẽ thành công. Khi đến xin làm trợ lý cho nhà văn Ebert Hornben, Phyllis Say đã phải trải qua một bài kiểm tra bất kỳ quặc. Hornben yêu cầu Say dắt một chú ngựa đi vòng quanh chuồng 100 lần và viết một bài luận 1.000 từ về đời sống của loài ong mật. Đây chính là cách để Ebert Hornben kiểm tra lòng trung thành của Phyllis Say. Say lẳng lặng làm theo yêu cầu của Hornben mà không hề thắc mắc. Kết quả là Say đã trở thành người trợ lý tin cần nhất của Hornben. Hai người đã đồng hành cùng nhau suốt một thời gian dài cho đến khi Hornben qua đời trong thảm họa tàu Titanic. Ngày nay, các công ty trả lương cho nhân viên dựa trên năng lực và chất lượng công việc chứ không căn cứ trên số giờ họ đã làm. Vì vậy, khi cống hiến hết mình cho công việc, bạn sẽ được thưởng tương thưởng xứng đáng.
Nhưng thật đáng buồn là không phải ai trong chúng ta cũng ý thức được điều này. Đa số những người làm công ăn lương mang tâm lý làm cho hết ngày mà không mấy chú trọng đến chất lượng hiệu quả công việc trong ngày. Con người thường biện hộ cho tất cả thất bại của mình bằng nhiều lý do. Nhưng có thể nói lý do cơ bản nhất là họ đã không làm chủ được cuộc sống của chính họ trước những cám dỗ về mặt vật chất và sự yếu lòng của bản thân. Nhiều người đã đánh mất chính mình, tự biến mình thành kẻ bất trung. Họ đánh mất niềm tin của chính bản thân, bạn bè và đồng nghiệp. Không gì có thể thay thế được lòng trung thành và sự tin cậy. Đó là cơ sở của niềm tin cũng như mối quan hệ giữa lãnh đạo và cộng sự, giữa nhân viên phục vụ và khách hàng, giữa các đối tác với nhau. Lòng trung thành là con đường chắc chắn và công bằng nhất đưa bạn đến thành công cả trong công việc lẫn cuộc sống thường ngày. Lòng trung thành sẽ giúp bạn giữ vững niềm tin để vượt qua mọi khó khăn thử thách của cuộc sống. Quan trọng hơn, nó giúp bạn luôn giữ được mình trong mọi hoàn cảnh. Hãy trung thành với công việc, các mối quan hệ và với chính bản thân. Lòng dũng cảm. Dũng cảm được xếp đầu bảng danh sách những phẩm chất tốt đẹp nhất của con người. Âu cũng là điều hợp lý, bởi một khi đã có lòng can đảm sẽ không khó khăn gì để bạn tôi rèn những phẩm chất khác. Khi những khát khao được biến thành hành động cụ thể thì đó là ước mơ trở thành sự thật. Hãy tích cực động viên cuộc sống bạn, ban cho bạn những quà tặng tuyệt vời. Nếu bạn đang đi trên đường đi đến thành công thì mạo hiểm là điều thiết yếu. Thà phải mạo hiểm đến hàng chục lần để đạt được thành công còn hơn chẳng bao giờ dám mạo hiểm. Trong cuộc đời mỗi chúng ta đều có ba kẻ thù cần phải tiêu diệt: do dự, nghi ngờ và sợ hãi. Ba kẻ thù này là mối quan hệ mật thiết với nhau. Khi cảm thấy nghi ngờ và sợ hãi, tất yếu bạn sẽ do dự trong việc đưa ra quyết định và hành động. Phân tích thất bại trong cuộc sống của hơn 25.000 người, các chuyên gia cho biết do dự gần như đứng đầu danh sách những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất bại của họ. Trái với do dự là tính quyết đoán, và đây là một trong những biểu hiện của lòng dũng cảm. Sự bất tử của mỗi người nằm ở việc họ có dám đưa ra quyết định hay không. Để có được một quyết định rõ ràng, mỗi người cần phải có lòng dũng cảm và đôi khi phải cực kỳ can đảm. Bên cạnh đó, giá trị của các quyết định là phụ thuộc vào mức độ dũng cảm. Khi hành động, những quyết định vĩ đại làm nên nền móng cho văn minh nhân loại đã được đưa ra bất chấp rủi ro, thậm chí bất chấp cả việc phải hy sinh tính mạng con người. Ta sẽ chẳng làm nên trò trống gì nếu không có một ý tưởng táo bạo. Một tư duy đột phá và lòng can đảm thể hiện thực hóa chúng. Chẳng thà bạn phạm sai lầm khi hành động còn hơn cứ ôm cứ khư mối lo thất bại rồi chùn bước. Cuộc đời bạn sẽ ra sao nếu bạn không bao giờ dám làm một điều gì lớn lao? Lòng dũng cảm là tài sản vô giá mà tự nó là niềm tin. Niềm ẩn sức mạnh vô cùng có thể giúp con người sống một cuộc đời đích thực. Với lòng dũng cảm, bạn sẽ tự tạo ra cơ hội cho bản thân và đủ bản lĩnh để đối mặt với những trở ngại cuộc sống. Tất cả chúng ta sinh ra đều có lòng dũng cảm, nhưng chỉ có những ai biết tôi rèn và vận dụng nó thường xuyên thì mới có thể sở hữu lòng dũng cảm. Thật sự, hãy vận dụng lòng dũng cảm để củng cố sức mạnh tinh thần của bạn. Hãy tìm cho mình một hướng đi thích hợp và sống một cuộc đời ý nghĩa. Hãy thử những công việc mới và phá bỏ các rào cản trong cuộc sống của bạn. Với lòng dũng cảm, bạn sẽ vững vàng tiến về phía trước. Lòng nhiệt huyết. Con đường dẫn tới hạnh phúc nằm ở hai nguyên tắc đơn giản. Một, hãy tìm kiếm điều bạn quan tâm và có thể làm tốt. Hai, một khi đã tìm thấy, hãy đặt tất cả tâm hồn, nhiệt huyết, năng lượng và tham vọng của bạn vào đó. Chúng ta thường cho rằng tiện nghi vật chất là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, trong khi thật ra điều cốt lõi để làm nên hạnh phúc đích thực lại là bất cứ một việc gì có thể khơi dậy nhiệt huyết trong ta. Bạn có nhiệt thành với chính mình không? Thực tế cho thấy lòng nhiệt huyết có thể được truyền từ đời người này sang người khác. Sẽ thật thú vị
và bổ ích nếu bạn thử bước ra khỏi bản thân mình, giống như cô tắm bước ra từ quả thị rồi nhìn vào lại cái vỏ bọc mang tên mình. Ralph Waldo Emerson từng nói, không có một thành công lớn lao nào lại thiếu bóng dáng của lòng nhiệt huyết. Quả thật, khi bạn tìm thấy niềm đam mê của mình, toàn bộ tâm trí, năng lượng của bạn sẽ hòa quyện cùng quyết tâm, tạo nên động lực lớn để bạn hoàn thành nó một cách triệt để. Lòng nhiệt huyết giúp con người xác định được hướng đi và có được một sự khởi đầu đúng đắn. Nhiệt huyết là một quá trình chứ không phải là một trạng thái. Nó có thể được truyền từ người này sang người khác một cách dễ dàng, vượt qua mọi lý lẽ. Quy tắc lòng nhiệt huyết giúp bạn thu hút được sự chú ý và có được sự ủng hộ của những người xung quanh. Làn sóng của lòng nhiệt huyết sẽ kết nối mọi người thành một khối thống nhất và tạo ra động lực thúc đẩy tất cả tiến về phía trước. Lòng nhiệt huyết giúp người ta vượt qua thử thách để làm nên kỳ tích. Với lòng nhiệt huyết, con người có thể thay đổi trật tự thế giới và làm nên lịch sử. Do đó, dù bạn là ai hay đang làm gì đi chăng nữa, thì điều tốt nhất bạn có thể làm là tin tưởng vào ý tưởng và công việc của mình, đồng thời hãy thực hiện nó với tất cả lòng nhiệt huyết. Nếu bạn muốn làm điều gì đó có ý nghĩa thì hãy chọn một việc mà bạn có thể dành hết tâm huyết vào đó. Như vậy bạn đã có một bước khởi đầu đúng đắn. Nhiều người chọn con đường làm hài lòng kẻ khác hoặc con người hái ra tiền, nhưng để đi đến đích hãy chọn con đường mà bạn tâm huyết. Đa số chúng ta sinh ra đều có đầy đủ tâm hồn, trí tuệ và sự quyết tâm, nhưng chỉ những ai biết tập hợp tất cả những yếu tố này vào một mục đích nào đó thì họ mới có thể đạt được mục tiêu đề ra. Vì thế, hãy nuôi dưỡng ngọn lửa nhiệt huyết trong bạn ngay từ ngày hôm nay và hãy duy trì ngọn lửa ấy trong suốt cuộc đời mình. Sự đố kỵ. Hiển nhiên là những người hay đố kỵ và hiểm độc không bao giờ có được sự bình an trong tâm hồn, vì lòng đố kỵ và tính hiểm độc đó luôn gặm nhấm tâm nhất trí của họ. Những kẻ thường xuyên gặp thất bại luôn không muốn nhìn thấy người khác thành công. Tôi để ý thấy những người thành công thường hay nói tốt với những người thành công khác, và họ có thái độ muốn học hỏi từ người khác chứ không phải là ti hiềm. Ngược lại, những người thất bại thường cố gắng tìm mọi cách chỉ trích hay chê bai những người thành công. Thậm chí khi không tìm được điểm gì xấu trong công việc mà người thành công đạt được thì họ sẽ bới lông tìm vết ở những lĩnh vực khác. Họ bộc lộ ác tâm một cách rõ ràng và điều đó càng chứng tỏ họ không biết sử dụng tâm trí mình đúng mục đích, và do vậy họ không bao giờ có thể thanh thản được. Chúng ta thường cảm thấy tự hào ngay cả với những khao khát đen tối nhất của mình, nhưng không ai có đủ can đảm để thừa nhận rằng mình mang trong lòng sự đố kỵ. Đố kỵ nghĩa là bực tức, khó chịu trước những may mắn thành công của người khác, trong khi người thành công luôn nhìn thấy và học hỏi những đức tính tốt đẹp của người khác thì kẻ thất bại lại không làm được điều đó. Họ không muốn nhắc đến thành công của người khác, đồng thời luôn tìm cách chê bai hạ thấp họ. Họ để mặc cho lòng tị hiềm, thói ganh tị, cảm giác tự ti gặm nhấm tâm trí ngày qua ngày. Đố kỵ không những khiến cho con người thấy cảm thấy mệt mỏi mà còn hạn chế sự phát triển của mỗi người. Thói đố kỵ khiến chúng ta lãng phí thời gian và không thể tận dụng hết năng lực để đạt được điều mình mong muốn. Ganh tị với sự thành công của người khác sẽ khiến chúng ta đánh mất cơ hội thành công của chính mình. Tạo ra con người trong sự khác biệt và bình đẳng. Bạn cần phải ý thức được rằng bạn là duy nhất và không bao giờ có người nào hoàn toàn giống bạn, cả về diện mạo lẫn tính cách. Vì thế, thay vì ganh tị với thành công và may mắn của người khác, bạn hãy tập trung toàn bộ tâm trí vào những ước mơ, dự định, đồng thời cố gắng hoàn thành một cách triệt để. Hãy tự hào về sự khác biệt của bản thân và vui mừng trước may mắn, thành công của những người xung quanh. Niềm vui ấy sẽ chắp cánh cho hạnh phúc của bạn, và sớm muộn gì bạn cũng sẽ đạt được thành công như họ. Tự chủ.
Suy cho cùng, sự tự do duy nhất của chúng ta là tự do kỷ luật chính mình. Hãy sống thật thà với mình, thật như ngày và đêm, thật rồi sẽ thành quen, không dối gian ai khác. Điều kiện quan trọng nhất để đi đến thành công là kỷ luật tự giác. Kỷ luật tự giác là thứ công cụ mà chúng ta có thể dùng để kiểm soát và điều khiển cảm xúc của mình theo ý muốn. Niềm tin chỉ có thật nếu nó được sử dụng. Bạn không thể nào có được đôi cánh tay vạm vỡ nếu bạn không thường xuyên sử dụng chúng. Tương tự, làm sao bạn có thể xây dựng được niềm tin chỉ bằng ý nghĩ và lời nói? Có hai từ không thể tách rời: niềm tin, kiên định và hành động. Nếu bạn có một mục tiêu cụ thể rõ ràng và bắt tay vào hành động với lòng kiên định thì chắc chắn niềm tin sẽ đến. Một mục tiêu kiên định kết hợp với một động cơ trong sáng sẽ xua tan mọi nghi ngờ, sợ hãi cũng như những suy nghĩ tiêu cực khác và nhường chỗ cho niềm tin ngự trị. Tuy nhiên, cần phải hành động. Niềm tin không đi kèm với hành động thì chỉ có niềm tin chết. Nền tảng của sự thành công nằm ở tính kỷ luật tự giác và được thể hiện thông qua sự tự chủ. Tự chủ là lòng can đảm được sử dụng đúng lúc, là khả năng tự chế ngự và kiểm soát tất cả các trạng thái cảm xúc của bản thân. Nếu ví con người như một chiếc thuyền thì tính tự chủ chính là bánh lái giữ cho thuyền đi đúng hướng, vượt qua những sóng gió của cuộc đời. Người hạnh phúc nhất chính là người có thể làm chủ được bản thân. Điềm tĩnh là một trong những biểu hiện của sự tự chủ. Người giữ được điềm tĩnh luôn ẩn chứa trong mình nguồn sức mạnh to lớn. Điềm tĩnh giúp con người giữ được sự sáng suốt, trong khi những người khác không còn kiên nhẫn. Khi bị ai đó đổ lỗi, khi mọi người chỉ trích đều dồn về bạn, khi bạn liên tục vấp ngã hay khi bị bạn bè quay lưng, ấy là những lúc bạn cần đến tính tự chủ và sự điềm tĩnh. Biết chế ngự bản thân và giữ được sự điềm tĩnh, bạn sẽ có được bình yên cũng như sẵn sàng đấu tranh cho những mục tiêu cao cả của cuộc đời. Hãy cố gắng giữ được vẻ bình tĩnh và cái quyết tâm bình thản, sáng suốt trong mọi tình huống bạn nhé. Tính tự chủ được tạo nên bởi lòng kiên nhẫn. Khả năng giữ im lặng và kiềm chế bản thân là một mục tiêu xa hơn. Người không thể tự điều khiển được bản thân thì không bao giờ điều khiển được người khác. Người tự chủ luôn là người chiến thắng bởi họ luôn biết cách làm chủ bản thân trong mọi tình huống. Với sự tỉnh táo của mình, họ bình tĩnh phân tích vấn đề để đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhất. Sự tự chủ của người lãnh đạo là tấm gương cho cấp dưới noi theo. Tính tự chủ đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình hình thành tính cách của mỗi người. Nó giúp chúng ta cân bằng tính cách và cuộc sống của mình. Tất cả mọi người sinh ra đều mang trong mình những phẩm chất giống nhau, nhưng chỉ khi biết tôi rèn bản thân với sự chỉ đạo của sự tự chủ thì ta mới có thể hình thành cho mình những đức tính cần thiết và hữu dụng khác. Bạn có thể rèn luyện tính tự chủ bằng cách loại bỏ những suy nghĩ rối rắm và cảm giác sợ hãi của mình. Khi đã hình thành cho mình tính tự chủ, bạn sẽ có được sự sáng suốt cần thiết để tìm hiểu bản thân, bản chất vấn đề và đưa ra giải pháp hiệu quả nhất cho công việc và cuộc sống của mình. Lãnh đạo. Đức tính đầu tiên mà những người lãnh đạo các công ty lớn cần có là sự khiêm tốn. Họ luôn biết lắng nghe những lời khuyên và họ biết rằng mình thành công được là do sự nỗ lực của nhiều người. Sự duy trì thành công, bạn phải cởi mở với mọi khả năng. Một trong những nhà lãnh đạo tài ba đã chia sẻ bí quyết lãnh đạo của mình trong câu nói đơn giản sau đây: lòng tốt bao giờ cũng mạnh mẽ hơn nguyên tắc và quyền lực. Harry Potter từng nói, cho dù bạn nghĩ rằng bạn có thể làm được hay không làm được một việc gì đó thì bạn cũng đều đúng cả. Đừng bao giờ để người khác quyết định bạn có thể làm được hay không làm được. Những việc mà bạn đã quả quyết là có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của mình. Đức tính quan trọng nhất ở một nhà lãnh đạo là lòng dũng cảm và tính kiên định.
không cấp dưới nào muốn bị dẫn dắt bởi một nhà lãnh đạo hèn nhát và không có lòng kiên nhẫn. Cũng không có người cấp dưới thông minh nào chịu để cho một nhà lãnh đạo như vậy chi phối trong một thời gian dài. Bên cạnh đó, tự chủ, công bằng và tự tin cũng là những đức tính không thể thiếu đối với người lãnh đạo một công ty lớn. Nếu không có lòng tin vào tài năng của mình, bạn sẽ không bao giờ lãnh đạo được người khác. Nhưng để trở thành một nhà lãnh đạo tài ba, bạn còn cần đến nhiều đức tính quan trọng khác. Chẳng hạn như khả năng ra quyết định, lập kế hoạch, hợp tác và dám nhận lãnh trách nhiệm về mình. Ngoài ra, người lãnh đạo phải là người có khả năng truyền cảm hứng và đánh thức các tiềm năng trong nhân viên. Nhưng người lãnh đạo cũng không thể là người bi quan nhất, bởi nếu không, anh ta chỉ hứa hẹn với cấp dưới của mình một tương lai chẳng lấy gì là sáng sủa. Chẳng hạn, cũng nhận thấy, hẳn bạn cũng nhận thấy, các vị lãnh đạo tuyệt vời trong lịch sử luôn là những người rất lạc quan, ngay cả trong những ngày đen tối nhất của cuộc nội chiến nước Mỹ. Abraham Lincoln và Robert E. Lee vẫn luôn tin tưởng rằng một ngày mai tươi sáng. Thế giới ngày này cần đến những nhà lãnh đạo để quản lý và điều hành mọi việc, cả trong gia đình, công sở lẫn xã hội. Do đó, làm nhà lãnh đạo của chính mình, của gia đình cũng quan trọng không kém việc lãnh đạo một công ty hay cả một đất nước. Vấn đề không phải là bạn lãnh đạo ai, mà là bạn lãnh đạo như thế nào. Thực tế cho thấy, nếu bạn chứng tỏ được khả năng lãnh đạo của mình trong những việc đơn giản thì chẳng bao lâu, những việc quan trọng và có tầm cỡ hơn sẽ đến với bạn. Học hỏi không ngừng. Cách học của tôi cũng giống như cách học của loài khỉ, học bằng cách quan sát. Bạn có thấy được sức mạnh của tiềm thức? Nó chứa một nguồn năng lượng kỳ diệu mà bạn chỉ cần gõ nhẹ vào là có thể sử dụng được. Bạn có nhận ra rằng nguồn năng lượng cần thiết cho sự thành công có thể được tạo ra bởi sự kết hợp giữa những nguồn lực trong não của bạn và những nguồn lực trong não của người khác, mà kết quả là đôi bên cùng có lợi? Nguồn năng lượng cần thiết cho sự thành công, hay nói cách khác là thứ bạn cần có thể hiểu và áp dụng triết lý để thành công, là nguồn năng lượng có sẵn mà bạn chẳng cần phải tìm đâu xa. Nó nằm trong ngay trong đầu bạn. Giáo dục chỉ là một con đường trong muôn vạn nẻo đường đời. Người ta dễ dàng cảm nhận rằng người có giáo dục khi họ có được một mảnh bằng trong tay. Nhưng trong tiếng Anh, lễ nhận bằng tốt nghiệp được gọi là lễ khởi nghiệp. Quả thật đó chỉ là sự bắt đầu. Hãy quan sát, đừng vội vàng đánh giá sự việc, mà hãy cẩn thận xem xét, tìm hiểu ý nghĩa của nó và để cho bài học ấy ngấm dần vào bạn. Hãy học hỏi không ngừng, hãy tìm hiểu thế giới quanh mình, hãy học từ thiên nhiên, từ con người và những gì đang xảy ra xung quanh bạn. Hãy cố gắng hiểu cho thấu đáo những gì bạn nhìn thấy hàng ngày. Hãy áp dụng những kiến thức bạn có, hãy sẵn sàng học hỏi từ những mọi thứ xung quanh, bất kể bạn đang làm gì và đang ở đâu. Hãy tìm hiểu những gì còn bí ẩn, hãy cố hiểu ra cho bằng được những gì còn vướng mắc. Xin bạn hãy lắng nghe những câu nói bất hủ của các nhân vật lịch sử rồi chiêm nghiệm. John Milton từng nói: "Tôi đã quá ngủ tuần và bị mù lòa, nhưng tôi vẫn đang cố gắng hoàn tất thiên đường đánh mất." Michelangelo khẳng định: "Dù đã ngoài 70, tôi vẫn thấy mình cần phải học." John Cape, một nghệ sĩ người Anh, từng tâm sự: "Kể từ khi rời sân khấu, tôi đã viết đi viết lại Hamlet đến 30 lần và bây giờ tôi mới bắt đầu hiểu được môn nghệ thuật mà mình theo đuổi." Thế còn bạn, bạn là người có đầy đủ mắt để nhìn, tai để nghe và miệng để nói. Hãy học hỏi không ngừng. Có thể công việc hiện giờ của bạn có vẻ như chẳng là gì cả. Có thể bạn chỉ là một nhân viên quèn và bạn sẽ mãi là như thế nếu không chịu học hỏi. Chỉ có
Những con người chịu khó học hỏi mới tiến bộ lên từng ngày, và những ai hiểu rằng kiến thức là sức mạnh mới có thể trở thành nhà lãnh đạo. Không phải sự may mắn mà chính là sự chịu khó học hỏi mới đem lại thành công cho bạn. Nếu bạn muốn thành công, hãy học hỏi, cho và nhận. Bàn tay biết tặng hoa cho người khác là bàn tay lưu giữ được hương thơm. Một trong những nguyên lý của sự thành công là gieo trồng và gặt hái. Nhiều người chỉ biết chờ đợi con tàu cơ hội vào tận bến đón mình mà không bỏ sức ra bơi ra khơi để đón nó, ngay cả trong những hoàn cảnh nguy cấp nhất. Do vậy, họ sẽ không bao giờ hiểu được nguyên lý của thành công. Cố mang lại thành công cho một người nào đó là điều không thể, nhưng ta có thể hỗ trợ họ bằng cách giúp họ hiểu rằng chỉ có họ mới có khả năng mang lại thành công cho chính mình. Điều cốt lõi trong cuốn Think and Grow Rich là bạn cho đi nhiều bao nhiêu thì bạn cũng sẽ nhận được nhiều bấy nhiêu. Khi làm bất cứ việc gì, phục vụ khách hàng, làm việc đối tác với nhân viên hay chăm lo gia đình, bạn hãy tập thói quen làm nhiều hơn một chút so với những gì mọi người mong đợi ở bạn. Cũng giống như khi bạn chọn đi đường vòng, dù phải đi xa hơn một dặm nhưng bạn sẽ tránh được nạn kẹt xe. Một chút nỗ lực như thế cũng khiến bạn trở nên nổi bật, và bạn sẽ khám phá ra rằng được phục vụ người khác là một niềm vui lớn trong cuộc sống. Hạnh phúc là ước mơ, cũng là mục tiêu của tất cả mọi người. Suy cho cùng, mọi suy nghĩ, hành động của con người đều xoay quanh mục tiêu này. Nhiều người tích lũy tiền bạc với mong muốn có được hạnh phúc, nhưng những người khôn ngoan luôn hiểu rằng hạnh phúc chỉ đến khi họ biết cho đi. Hạnh phúc là thứ tài sản duy nhất mà bạn sẽ nhận được nhiều hơn khi biết san sẻ nó cho người khác. Một trong những quy luật cơ bản của cuộc sống chính là cho đi bao nhiêu, bạn sẽ nhận về bấy nhiêu. Nó tựa như tấm gương phản chiếu chính xác những gì bạn đã, đang và sẽ nhận được từ cuộc sống. Mọi sự tranh chấp hay thất bại đều bắt nguồn từ việc chúng ta xem nhẹ quy luật này. Gia đình tan vỡ, doanh nghiệp phá sản, tình bạn bị lãng quên đều có một phần nguyên nhân từ đây. Nếu bạn cho đi sự ganh ghét, thù hằn, giận dữ thì sớm muộn gì chúng cũng quay về với bạn. Vì vậy, hãy cho đi những gì tốt đẹp nhất, không chỉ vì người khác mà còn vì chính bản thân bạn. Hiểu được ý nghĩa của việc cho đi và nhận về, bạn sẽ không còn than vãn hay cảm thấy thất vọng trước cuộc sống. Hãy cho đi để cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn, dù đó chỉ là một nụ cười. Nụ cười tuy đơn giản nhưng chính là món quà mang nhiều ý nghĩa nhất mà bạn có thể tặng cho người khác. Như tia nắng ấm áp của mặt trời, nụ cười có thể sưởi ấm những con tim đang giá lạnh và giúp họ vững tin hơn vào cuộc sống. Hãy chia sẻ những kiến thức mà bạn đang có. Mọi kiến thức đều trở nên vô nghĩa nếu nó không được chia sẻ. Khi đã ở đỉnh cao của chiến thắng, bạn hãy chia sẻ kinh nghiệm và bí quyết của mình với mọi người để họ cũng có được thành công như bạn. Không ai trong chúng ta có quyền nhận về nhiều hơn những gì mình đã cho đi. Cuộc sống luôn rất công bằng, bạn sẽ nhận về nhiều hơn khi bạn biết cống hiến hết mình. Do đó, hãy sẵn lòng cho đi như khi bạn vui lòng nhận về. Cơ hội. Người khôn ngoan là người biết tự tạo ra cơ hội. Một trong những bí mật của may mắn là đôi khi nó lẻn vào nhà bạn mà bạn không hay. May mắn thường có thói quen ranh mãnh là luồn qua cửa sổ, cửa sau, lại còn hay ngụy trang dưới dạng những chuỗi lo ro hay thất bại tạm thời. Ngày nay cơ hội nhiều đến đâu, đến nỗi hầu như bất cứ ai cũng có thể theo đuổi một nghề mà chỉ vài năm trước đó chưa ai từng nghe đến. Nếu bạn được trang bị cẩn thận bằng một nền học vấn và sự huấn luyện phù hợp thì bạn có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đồng thời có thể thay đổi công việc hầu như bất cứ lúc nào bạn muốn. Những người vĩ đại không bao giờ phàn nàn tại sao cơ hội lại không đến với mình. Cơ
Cơ hội là điều có thật chứ không phải là kết quả của một sự may mắn hay tình cờ nào đó. Cơ hội luôn hiện hữu xung quanh chúng ta nhưng thường núp dưới cái bóng rủi ro hoặc thất bại tạm thời. Đó là lý do khiến rất nhiều người bỏ lỡ cơ hội của mình, gục ngã hoàn toàn sau thất bại đầu tiên và không bao giờ đứng dậy được nữa. Họ không nhận ra rằng đằng sau mỗi thất bại luôn ẩn chứa một cơ hội mới. Nhiều người tin rằng thành công là kết quả của nhiều bước ngoặt may mắn. Dù không thể phủ nhận sự may mắn, nhưng nếu chỉ trông chờ vào yếu tố này thì gần như bạn sẽ luôn thất vọng. Bước ngoặt duy nhất mà bất kỳ ai có thể dựa vào là bước ngoặt do chính họ tạo ra hoặc biết nắm cơ hội mà cuộc sống mang đến cho mình. Để làm được điều này, trước hết bạn hãy cố gắng nhận ra cơ hội của mình, đồng thời phân tích những thuận lợi và thách thức mà nó mang lại, biến cơ hội thành hiện thực. Nghĩ là bạn sẵn lòng làm những công việc từ đơn giản nhất và cố gắng hoàn thành chúng một cách triệt để. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn phải biết tận dụng từng phút giây quý báu của mình và làm phần việc được giao tốt hơn phạm vi trách nhiệm của bạn. Những việc lớn lao thường tiềm ẩn và bắt đầu từ những cơ hội nhỏ nhặt mà chỉ người can đảm, kiên nhẫn mới có thể nhìn thấy. Nếu bỏ lỡ hoặc không nhận ra cơ hội trong quá khứ thì bạn sẽ khó lòng nắm bắt được cơ hội trong tương lai khi chúng ngụy trang dưới những dạng khác nhau. Khi biết tận dụng cơ hội nhỏ nhất thì những cơ hội lớn sẽ đến với bạn một cách tự nhiên và hoàn toàn có thể nắm bắt được chúng. Cuộc sống hiện đại mang đến cho con người nhiều cơ hội để vươn lên và tự khẳng định bản thân. Bạn sẽ làm gì với những cơ hội ấy? Nắm bắt và tận dụng chúng hay để chúng trôi qua trong vô nghĩa? Cơ hội luôn nằm trong tầm tay những người can đảm và kiên nhẫn, nhưng lại thành chuyện đã rồi của kẻ hèn nhát. Thế nên hãy tìm kiếm cơ hội của mình bằng cách chịu khó suy nghĩ, lắng nghe và quan sát cuộc sống xung quanh. Sách chỉ đơn thuần đọc chữ không thì cũng chẳng nghĩa lý gì. Bạn cần phải biết để cho cảm xúc của mình hòa quyện vào những dòng chữ ấy. Tiềm thức chỉ có thể nhận diện và hành động theo những suy nghĩ ẩn chứa cảm xúc. Đọc được sách hay là một trong những yếu tố quan trọng trên bước đường đi đến thành công. Bạn hãy thử tìm hiểu cuộc đời của Tổng thống Lincoln, con Tổng thống Jefferson và những vị nhân khác để thấy họ yêu sách đến thế nào. Đọc những quyển sách có giá trị không chỉ giúp người ta giải trí mà còn có tác dụng giáo dục. Chúng ta có thể dễ dàng phân biệt được những người hay đọc sách với những tâm hồn nghèo nàn không biết gì đến sách vở. Những người biết đọc mà không chịu đọc sách thì cũng chẳng hơn gì kẻ mù chữ. Sách chứa đựng kho tàng tri thức của con người trong mọi thời đại. Sách phản ánh cuộc sống chân thật và sinh động, đồng thời chứa đựng những chân lý vĩnh cửu đã được chứng minh qua thời gian. Không chỉ giúp con người giải trí, sách còn mang đến nguồn tri thức vô tận. Cuộc sống của con người trở nên nghèo nàn và nhàm chán nếu không có sách. Sách kết nối con người và mang họ đến gần nhau hơn, bất chấp mọi khoảng cách về không gian và thời gian. Có thể nói, sự giàu có của nhân loại không nằm ở những kho báu đầy vàng, những kiến trúc đồ sộ hay những vùng đất trù phú. Nó nằm trong chính những cuốn sách được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tính cách một con người được thể hiện qua cách thức họ tiếp cận với tri thức của nhân loại, mà cụ thể là sách. Bạn có quyền lựa chọn thái độ sách đối với sách, hoặc học tập hoặc bỏ qua chúng. Bạn có thể dùng những triết lý, kinh nghiệm trong đó làm kim chỉ nam cho cuộc sống của mình, hoặc cũng có thể xem đó là lời phím đàm bên là những cuộc trà dưa tủ hậu. Nhưng bạn nên nhớ rằng những cuốn sách giá trị bao giờ cũng tồn tại qua thử thách khắc nghiệt của thời gian. Có những cuốn sách được viết ra từ hàng ngàn thế kỷ trước, nhưng đến bây giờ, triết lý của nó vẫn còn là nguyên tác dụng. Chúng chứa đựng những bài học vô giá và là người bạn đồng hành tốt nhất của con người. Vì thế, hãy làm
Bạn hãy làm hồi sinh tư tưởng của tác giả bằng cách vận dụng nó trong cuộc sống của mình và chia sẻ nó với những người xung quanh. Ham hiểu biết là một yếu tố quan trọng làm nên sự thành công của những vĩ nhân. Khi tìm hiểu về cuộc đời của những người như Tổng thống Lincoln, Thomas A. Edison, Henry Ford, Maxim Gorky, bạn sẽ thấy được tầm quan trọng của sách. Họ là những người yêu sách và biết cách vận dụng nguồn tri thức vô tận từ sách để đạt đến thành công như mong muốn khi bị lưu đày biệt xứ. Napoleon đã nói với sĩ quan trên tàu, hãy đọc sách và hãy quan tâm đến thi ca. Các nhà thơ là những người có khả năng chắp cánh cho tâm hồn và mang đến cho ta cảm giác thần tiên. Tuy nhiên, không phải cuốn sách nào cũng có thể mang bạn đến với thế giới của những điều tốt đẹp. Vì thế, hãy lựa chọn nguồn tri thức mà bạn thấy hữu ích và xác định xem đâu là những cuốn sách có giá trị nhất trong lĩnh vực đó. Bạn cũng nên hiểu rằng nếu chỉ đọc sách đơn thuần thì việc đọc sách của bạn cũng chẳng mang lợi ích gì. Hãy để cảm xúc hòa quyện trên từng trang sách và khéo léo vận dụng vào thực tế cuộc sống, vào công việc, vào các mối quan hệ của bạn. Hãy thường xuyên đọc những cuốn sách hay và đọc một cách có hệ thống. Hãy tự làm giàu cho chính mình bằng cách học hỏi nhiều điều bổ ích từ sách. Bởi như Maxim Gorky đã nói, mỗi cuốn sách mở ra trước mắt ta một chân trời mới. Ước mơ. Tôi thích những ước mơ ở tương lai hơn là lịch sử của quá khứ. Đây là câu nói của Thomas Jefferson. Thành công hay thất bại đều nằm cả trong tâm trí bạn. Một khi bạn tỉnh thức được nhờ nhận ra chân lý hùng hồn ấy thì bạn đã có sẵn trong tay 12 viên ngọc quý của cuộc sống. Thứ nhất là thái độ tinh thần tích cực. 2. Sức khỏe tráng kiện. 3. Sự hòa hợp trong quan hệ với con người. 4. Không sợ hãi. 5. Ước vọng thành công. 6. Niềm tin vững chắc. 7. Sự sẵn lòng chia sẻ may mắn với người khác. 8. Niềm đam mê công việc, không quản ngại khó khăn. 9. Tâm trí cởi mở, sẵn sàng đón nhận cái mới. 10. Tính kỷ luật tự giác. 11. Khả năng hiểu được người khác. 12. Sự đảm bảo về tài chính. Đây là tác giả Napoleon Hill. Một ước mơ phù hợp là yếu tố quan trọng góp phần làm nên một việc có ý nghĩa. Ước mơ là hình ảnh của những điều nằm trong tâm trí ta, và nếu bạn là người có quyết định, có quyết tâm thì bạn sẽ tìm cách đạt được nó. Những người làm nên nghiệp lớn trên thế giới đều là những người biết ước mơ. Ước mơ không bao giờ hình thành ở những người thờ ơ, lười biếng hay thiếu tham vọng. Bạn hãy đặt ra những ước mơ nằm trong khả năng của mình và lên kế hoạch cụ thể để từng bước thực hiện hóa chúng. Trong khi vạch ra kế hoạch cụ thể để đạt được thành công cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống thường ngày, bạn đừng bị lung lay hay nhục chí bởi những người xem bạn như là kẻ mơ mộng. Để đạt được thành công như mong muốn trong một thế giới đang có nhiều thay đổi này, bạn phải học hỏi tinh thần của các bậc tiền bối. Những người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự phát triển của văn minh nhân loại. Tinh thần ấy là dòng huyết mạch của sự phát triển và là cơ hội để bạn giải phóng hết năng lực tiềm ẩn của mình. Hãy biết quên đi những ước mơ không thành của ngày hôm qua. Thay vào đó là cần biến ước mơ của ngày mai thành công việc cụ thể, để một ngày không xa trong tương lai, chúng sẽ trở thành hiện thực. Ước mơ không phải là cái có sẵn, cũng chẳng phải là cái không có thể có. Ước mơ chính là con đường chưa được định hình, là hình ảnh của những điều nằm trong tâm trí bạn. Mà nếu có đủ quyết tâm, bạn hoàn toàn có thể thực hiện hóa chúng. Nếu bạn tin tưởng vào những ước mơ của mình, thì hãy cố gắng thực hiện bằng tất cả khả năng của mình. Nhưng nếu những ước mơ ấy không thể trở thành hiện thực thì bạn cũng đừng quá thất vọng. Hãy nuôi dưỡng cho mình một khát khao mới và tiếp tục nỗ lực. Sớm muộn gì chúng cũng trở thành hiện thực. Một khi bạn còn cố gắng,
trang phục, cách ăn mặc của bạn cũng có thể ảnh hưởng nhất định đến việc người khác nhìn nhận về bạn. Một trong những nguyên tắc vàng là ăn mặc sao cho phù hợp với từng hoàn cảnh. Nếu không biết chắc mình nên mặc gì trong từng hoàn cảnh cụ thể, thì bạn nên hỏi ý kiến của những người xung quanh. Nếu bạn muốn hòa nhập vào văn hóa của một tổ chức nào đó, thì nên quan sát cách ăn mặc của người đứng đầu tổ chức ấy rồi cứ thế mà theo. Tuy nhiên, nếu sếp bạn ăn mặc quá xịn soàn thì cũng nên cẩn trọng. Có thể ông ta cho phép bản thân mình ăn mặc như thế trong văn phòng của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là nhân viên của ông cũng được phép xịn soạn khi làm việc với đối tác. Công việc và đối tượng mà bạn tiếp xúc trong công việc hàng ngày cũng ảnh hưởng đến cách phục trang của bạn. Xin nhắc lại, chìa khóa vàng chính là sự phù hợp. Quần áo vừa che đậy vừa bóc trần con người của Miude Zenfrontis Savatra. Người ăn mặc đẹp nhất là người mang quần áo và trang sức được chọn lựa cẩn thận, tạo được một tổng thể hài hòa để không thu hút sự chú ý của người khác một cách thái quá chỉ vì tư trang của mình. Napoleon Hill. Trang phục không những nói lên tính cách mà còn nói lên vị trí xã hội của con người. Có thể nói, việc chăm sóc vẻ bề ngoài của một người cũng giống như việc trang trí một cửa hiệu. Nếu được bày biện đẹp mắt, lôi cuốn thì cửa hiệu sẽ thu hút được sự chú ý của khách hàng. Ngược lại, nó sẽ trở nên ế ẩm nếu các gian hàng luôn trong tình trạng cũ kỹ lộn xộn. Tương tự, vẻ ngoài của bạn có thể gây được ấn tượng tốt đối với người đối diện, nhưng cũng có thể khiến họ cảm thấy nghi ngại. Trang phục đóng vai trò như một lời hứa, một sự đảm bảo về những gì người khác có thể chờ đợi ở bạn. Dù muốn hay không thì cách ăn mặc cũng thể hiện một phần nào đó tính cách của bạn và ảnh hưởng nhất định đến sự đánh giá của những người xung quanh. Một trong những nguyên tắc vàng trong phục trang chính là phù hợp với từng hoàn cảnh. Không gì kém thoải mái cho bằng trường hợp bạn bị lạc lõng bởi lối ăn mặc hoặc quá cầu kỳ, diêm dúa hoặc quá cẩu thả so với mọi người xung quanh. Hãy điều chỉnh cách ăn mặc của mình để không cảm thấy khó xử trước văn hóa trang phục của một tập thể, một tổ chức nào đó. Tuy nhiên, hãy xem quần áo là phương tiện chứ không phải là mục đích. Hãy dùng nó để tạo phong cách riêng chứ không phải nhằm thể hiện đẳng cấp và sự sành điệu của mình. Người ăn mặc đẹp nhất là người mang quần áo và trang sức được chọn lựa cẩn thận và tạo nên một tổng thể hài hòa để không dị biệt hay trang trọng thái quá. Chiếc áo không làm nên thầy tu. Bộ quần áo bạn đang mặc không thể biến bạn thành một người khác. Tuy nhiên, hãy dành thời gian quan tâm đến vẻ ngoài, bởi nó là ấn tượng đầu tiên về bạn đối với những người xung quanh. Một hình ảnh tự tin, chuyên nghiệp và chắc chắn giúp bạn gặt hái được nhiều thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống. Hoàn cảnh. Phần lớn hạnh phúc hay bất hạnh của con người tùy thuộc vào tính cách của họ, chứ không phụ thuộc vào hoàn cảnh. Một cách để rèn luyện tính quyết đoán là bắt đầu ngày hôm nay với bất kỳ vấn đề nào mà bạn phải đối diện. Hãy quyết định, có được một quyết định dù là như thế nào, ra sao cũng tốt hơn là chẳng quyết định được gì. Hãy tập trung mọi năng lượng để làm cho tốt từng việc một. Nếu bạn có quá nhiều việc phải làm cùng một lúc thì bạn khó mà làm được việc gì cho ra đầu ra đũa. Hãy chuyên tâm vào một lĩnh vực nào đó và cố gắng thực hiện nó tốt hơn người khác, rồi bạn sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Hoàn cảnh là do con người tạo ra và nó luôn tiềm ẩn một sức mạnh to lớn có khả năng tác động sâu sắc đến đời sống con người. Nhưng với quyết tâm của mình, con người luôn có thể vượt lên trên hoàn cảnh và đạt được thành công như mong muốn. Hoàn cảnh là nô lệ của con người, hãy hình thành cho mình thói
thói quen quyết đoán bằng cách đưa ra những quyết định hợp lý nhất. Có thể bạn sẽ mắc sai lầm với những quyết định này, nhưng dù sao, nó cũng tốt hơn việc bạn không dám đưa ra bất kỳ quyết định nào. Nếu hoàn cảnh hiện tại ngăn cản bước tiến của bạn, hãy tìm cách thoát khỏi nó và đi tìm hướng đi mới. Những người có thói quen làm việc đến nơi đến chốn đều tự tạo ra hoàn cảnh cho riêng mình. Những tên tuổi lớn trên thế giới đều là những người biết làm cho hoàn cảnh của mình trở nên hấp dẫn, đến nỗi họ có thể dễ dàng thu hút những người xung quanh quay theo quỹ đạo của mình. Mục sư người Anh John Bunyan đã viết tác phẩm bất hủ Pilgrim's Progress, hành trình vào tâm linh trong chốn tù lao. Nhà thơ lớn John Milton đã viết tường ca Paradise Lost, thiên đường đánh mất trong mù lòa và khốn khó. Nhà tiên tri John Brown đã mỉm cười khi bước lên đoạn đầu đài để trở thành người mở lối tự cho tự do. Còn Helen Keller là một phụ nữ mù lòa vừa câm điếc lại trở thành biểu tượng của ánh mặt trời và nguồn sáng cho sự sống. Đó là những con người biết vượt lên hoàn cảnh để khẳng định tài năng và bản lĩnh của mình. Đối với họ, nghịch cảnh chẳng là gì ngoài những thử thách để họ tôi rèn bản thân. Họ là những tấm gương sáng về khả năng làm chủ hoàn cảnh của mình. Nếu bạn là một ông chủ thì hãy làm cho nhân viên vui vẻ và yêu nghề. Còn nếu bạn là một người làm công thì hãy lấp đầy tâm trí mình bằng những ý nghĩa lạc quan, tích cực. Hoàn cảnh hay môi trường sống của bạn là do bạn chọn lựa. Hãy thêm vào kho báu của bạn tầm vóc của mình. Bạn luôn có thể trở thành một người thành công trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Và tôi tin rằng những nỗ lực của bạn sẽ luôn được tưởng thưởng xứng đáng. Hãy làm người hữu ích trong những lúc khó khăn nhất của cuộc sống. Đừng cố gắng trở thành một người thành công hay hạnh phúc. Tốt hơn hết, hãy trở thành một người có giá trị. Khi nhìn lại hành động của mình, điều ta nên tránh là rền rĩ than vãn về những cơ hội mình đã bỏ lỡ, về những con đường lẽ ra mình đã đi. Thay vào đó, hãy áp dụng biện pháp tích cực. Đừng lãng phí thời gian cho những hối tiếc vẩn vơ. Bí quyết để sửa chữa những sai lầm trong thói quen của chúng ta và để tận hưởng từng giây phút của cuộc sống là hãy sống trẻ trung cả trong tim và trong trí óc. Bất kể bạn bao nhiêu tuổi, nếu bạn không biết sống trẻ trung thì có nghĩa là bạn đã lãng phí thời gian rồi. Cuộc sống của chúng ta là cố gắng và lao động. Sự nghỉ ngơi hoàn toàn chỉ chờ chúng ta trong những năm mồ. Thông thường người ta chỉ khác nhau một chút xíu, nhưng chính sự khác biệt bé nhỏ đó lại làm nên những khác biệt lớn lao. Điều khác biệt bé xíu ấy là thái độ, còn khác biệt lớn lao là ở chỗ thái độ đó tích cực hay tiêu cực. Cuộc sống luôn đặt ra cho ta cho con người nhiều thử thách, và chính những thử thách đó đã tạo nên sự khác biệt giữa họ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Mỗi người đều có hai sự lựa chọn: hoặc trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội, hoặc trở thành người hữu ích. Sự lựa chọn này là kết quả của thái độ sống của mỗi người. Trong khi người lạc quan luôn nhìn nhận vấn đề từ những khía cạnh tích cực, thì kẻ bi quan lại không làm được như vậy. Họ luôn cảm thấy hối tiếc vì những gì đã xảy ra trong quá khứ, cũng như lo lắng quá nhiều cho tương lai. Thái độ sống này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tư duy và cuộc sống của chính họ, cũng như những người xung quanh. Bạn chỉ thật sự sống hữu ích khi dám nhận lãnh trách nhiệm về mình. Khi nhận lãnh trách nhiệm, bạn buộc phải làm việc bằng cả khối óc lẫn con tim. Sự kết hợp hoàn hảo giữa khối óc và con tim sẽ giúp bạn có được những ý tưởng mới, cũng như tránh được những sai lầm đáng tiếc. Xã hội luôn đề cao những người biết gạt bỏ mọi lo lắng tầm thường để hướng đến một cuộc đời hữu ích. Nhưng để có được sự tôn vinh đó, trước hết bạn phải sống có trách nhiệm với chính mình. Thay vì mãi nghĩ về những thất bại đã qua, bạn hãy lựa chọn cho mình một thái độ sống tích cực bằng cách
hướng tới những điều tốt đẹp nhất. Cây bút xã luận nổi tiếng Arthur B. Bane từng nói hối tiếc về những điều đã xảy ra có thể trở thành động lực để bạn sống tốt hơn trong tương lai. Nhưng bạn chỉ thực sự sống có ích khi không lãng phí thời gian của mình vào những việc hối tiếc bẵng vơ. Sống hết mình cho hiện tại và nghe theo sự mách bảo của trái tim sẽ giúp bạn sống một cuộc đời hữu ích, cũng như không phải hối tiếc vì những gì mình đã làm hoặc không làm. Nét mặt Adelsberg, cựu giáo viên sư môn diễn thuyết của Đại học Công giáo, hiện là chuyên viên tư vấn của Phòng Thương mại Hoa Kỳ, nói rằng một trong những bí quyết để nói chuyện trước công chúng một cách có hiệu quả là thể hiện một gương mặt cởi mở. Adelsberg viết trong cuốn Winning When It's Really Cold, tạm dịch là thắng cuộc khi cần thiết, rằng có ba loại nét mặt: khép kín, trung tính và cởi mở. Khi nói chuyện trước công chúng, nét mặt bạn có ảnh hưởng rất quan trọng đối với thông điệp mà bạn muốn truyền đạt. Theo bản năng, khán giả sẽ cho rằng chúng ta có thể đọc được suy nghĩ của người khác thông qua những biểu hiện trên nét mặt họ. Nét mặt khép kín là nét mặt có đường kẻ dọc giữa đôi chân mày. Như khi bạn nhíu mày lại, bạn có nét mặt này khi bạn phải nghĩ ngợi, lo lắng hay tức giận. Lisbeth nhận xét thật là kinh khủng nếu khán giả phải nhìn thấy một gương mặt như vậy. Nét mặt trung tính là nét mặt vô hồn, trên gương mặt không có một chuyển động nào ngoại trừ khóe miệng. Nét mặt này thường thấy ở các phát thanh viên truyền hình. Nét mặt trung tính thường có vẻ lạnh lùng và vô cảm. Tuy nhiên, đó lại là nét mặt mà nhiều người áp dụng khi nói trước công chúng. Nét mặt cởi mở là nét mặt có đôi chân mày giãn ra với vài nếp nhăn trên trán. Lisbeth chỉ ra rằng người ta thường có nét mặt cởi mở khi họ tham gia những câu chuyện sống động, khi nói chuyện với trẻ con, khi chơi với thú vật cưng, hay khi họ đang kể câu chuyện mà họ yêu thích nhất. Napoleon Hill có thể nói tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời nhất của tạo hóa chính là gương mặt con người. Điều đặc biệt là trong muôn vạn con người được sinh ra từ thỏ hồng hoang của trời đất, chưa bao giờ có hai gương mặt nào hoàn toàn giống nhau. Thêm một điều đặc biệt khác nữa, gương mặt con người luôn thay đổi theo thời gian. Nét mặt biểu hiện tính cách và cảm xúc của con người. Muốn hiểu một cách nào đó, điều bạn cần làm là trước tiên quan sát nét mặt của họ. Dù nhiều người có khả năng che giấu cảm xúc, nhưng nếu chịu khó quan sát, bạn hoàn toàn có thể hiểu được sự suy nghĩ, tiếp xúc cảm của họ trong thông qua các biểu hiện trên gương mặt. Trong mỗi thời điểm, mỗi hoàn cảnh khác nhau, bạn có thể chọn cho mình nét mặt phù hợp, khép kín, trung tính hoặc cởi mở. Không có gì sai trái khi bạn thể hiện cảm xúc chân thật của mình trên gương mặt. Vấn đề nằm ở chỗ hãy luôn ghi nhớ, nét mặt cởi mở chính là một trong những bí quyết giúp bạn lôi cuốn người khác vào câu chuyện của mình và là con đường gián tiếp giúp bạn đạt được mục đích trong tương thuyết. Hãy quan tâm đến nét mặt của bạn, bởi đây chính là ấn tượng đầu tiên về bạn trong mắt người đối diện. Nó ảnh hưởng rất lớn đến thông điệp bạn muốn truyền đạt. Hay thay đổi vẻ mặt của mình nếu nhận thấy nó gây bất lợi cho việc giao tiếp của bạn. Cách duy nhất để thay đổi được nét mặt chính là thay đổi tính cách. Hãy sống lạc quan và tập mỉm cười để có được một nét mặt cởi mở. Đây cũng chính là bước khởi đầu để có được thành công trong cuộc sống. Nỗi sợ hãi. Cuộc sống vốn được hình thành từ một chuỗi khó khăn. Bạn chỉ ngồi đấy lo sợ và than vãn, hay mạnh dạn đi tìm giải pháp vượt qua khó khăn ấy. Đừng gói cuộc đời mình trong lớp giấy kiến của sự sợ hãi. Một cuộc sống đích thực là khi bạn xác định cho mình một mục tiêu có ý nghĩa và kiên trì theo đuổi đến cùng. Thiên nhiên đã ban cho con người quyền kiểm soát tuyệt đối chỉ một thứ duy nhất, đó chính là tư tưởng của họ. Nếu kết hợp chân lý này với một thực tế khác là mọi sáng tạo của con người đều bắt nguồn từ hình thức của ý tưởng, thì chúng ta gần như có thể làm chủ được nỗi sợ hãi của mình. Nếu quan điểm cho rằng mọi tư tưởng đều có khuynh hướng tự ngụy trang dưới lớp áo của những trạng thái
thái vật chất tương đương là sự thật thì rõ ràng các luồng tư tưởng về sợ hãi, nghèo đói không bao giờ có thể chuyển hóa thành lòng can đảm và củ cải vật chất được. Một số người cho rằng lẩn tránh công việc phải làm là điều dễ dàng nhất. Thật ra thì công việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu bạn thẳng thắn đối diện với nó. Chỉ những kẻ lười nhác mới cố tìm mọi lý do để lẩn tránh những việc mà lẽ ra họ phải làm. Thật không may là chúng ta thường học những bài học đắt giá một cách muộn màng, mà nguyên nhân chính là do chúng ta hèn nhát, không chịu đối mặt với khó khăn khi vừa nhìn thấy nó. Nhiều người lẩn tránh vấn đề mà lẽ ra họ đã có thể giải quyết một cách dễ dàng từ thời trai trẻ, nhưng rồi họ cứ quanh co cho đến lúc không thể né tránh được. Thế là rốt cuộc họ buộc lòng phải đối diện với nó trong ngậm ngùi, buồn đau và hối tiếc. Sự im lặng có một thuận lợi lớn lao. Khi bạn im lặng, người khác không thể đoán biết được bạn sẽ làm gì tiếp theo. Hãy thử dành ra một thời điểm nhất định nào đó trong ngày để sống trong im lặng. Khi bạn tĩnh tâm lắng nghe tiếng nói khiêm tốn, ôn tồn cất lên từ sâu thẳm tâm hồn, bạn sẽ nghiệm ra rằng sức mạnh tuyệt vời nhất là tầm nhìn sáng tạo, sức mạnh duy nhất có thể đưa bạn vượt qua dòng sông thất bại để đến với bến bờ thành công. Trong khoảnh khắc im lặng ấy, sẽ chỉ có bạn, một mình bạn đối diện với chính mình và Thượng Đế. Bạn không thể chia sẻ thời khắc đó với bất cứ ai. Bạn phải tự nguyện đi vào sự tĩnh lặng một mình. Một khi bạn đã ở trạng thái tĩnh lặng, bạn phải cất tiếng nói cho mình. Không ai có thể nói thay cho bạn, sẽ không có bất cứ điều gì xảy ra ngoại trừ nguồn cảm hứng mà bạn có được từ tầm nhìn sáng tạo của chính mình. Quả thật trong rất nhiều trường hợp, im lặng là vàng. Có thể điều này cũng chẳng mới mẻ gì với bạn, nhưng hãy cố gắng nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo hơn. Bởi người biết im lặng thường là người biết suy nghĩ, và một anh công nhân biết im lặng là anh công nhân biết làm việc. Và trên hết, nếu im lặng là nguyên tắc ứng xử hằng ngày của bạn, khi bạn trở nên có tầm vóc và mạnh mẽ, tất cả những người làm nên nghiệp lớn trên thế giới đều là những người ít lời. Napoleon, Cromwell, Washington, Grant, Lincoln, Marcel Field, Edison, họ không có thời gian để tranh chấp, cãi cọ và trả đũa. Thế giới đang có xu hướng tiến đến ý tưởng im lặng, xu thế nói ít làm nhiều. Đó là một quy luật tự nhiên quan trọng, và nó cũng đang trở thành một quy luật thiết yếu trong kinh doanh. Bởi lẽ không có câu trả lời nào là xác đáng cho sự im lặng, ngoại trừ thời gian. Hãy nhìn xung quanh bạn, phải chăng bạn luôn ngưỡng mộ những ai biết lắng nghe và chuyên tâm vào việc của mình? Bạn cũng rất trân trọng những người biết quý trọng thời gian, không lãng phí vào những thói quen vô bổ như lười biếng, thất hứa, nóng giận. Bạn không thể lấy cắp được bất cứ thứ gì ở họ. Biết im lặng chính là gia sản của họ, và mỗi khi họ hành động thì chính những gì họ thể hiện, không phải qua lời nói suông, đã nói lên rất nhiều. Hãy thêm vào sổ tay của bạn một khẩu hiệu hành động nữa: im lặng và là vàng. Sự hài hòa. Napoleon Hill từng nói, nếu người ta biết đồng điệu với lương tâm và sống hài hòa với vạn vật của tạo hóa, thì họ sẽ luôn luôn khiêm nhường, cho dù họ có giàu có về vật chất hay gặt hái nhiều thành công đến mấy. Cuộc đời đã cho chúng ta một bài học lớn: vinh quang không giúp người ta thành công mãi mãi, mà ngược lại còn có thể bị tước đoạt một cách dễ dàng. Con người làm nên sự nghiệp là nhờ tính cách chứ không phải dựa vào danh phận. Không nên để lại ngày mai những gì bạn cần phải làm và có thể làm ngày hôm nay. Thước đo của sự thành công là khả năng tiến về phía trước trong những mỗi ngày đi qua. Hãy tập trung chia mỗi ngày ra thành nhiều phần. Hãy ngủ cho đủ giấc, làm cho đủ việc, nghỉ ngơi cho đủ sức và tạo ra đủ hạnh phúc cho một ngày hài hòa với mọi thứ xung quanh. Thước đo sự thành công của con người nằm ở khả năng thích ứng với sự thay đổi của cuộc sống. Nếu chúng ta biết hài hòa với tự nhiên và đồng điệu với môi trường, hoàn cảnh sống, thì sẽ dễ dàng gặt hái thành công.
Do đó, càng biết sống hòa hợp, khả năng thành đạt của bạn sẽ càng cao. Vạn vật trong tự nhiên tồn tại với sự hài hòa tuyệt đối. Các quy luật tự nhiên cũng trùng khớp với nhau một cách hoàn hảo và không bao giờ có sự lệch lạc. Nơi nào thiếu vắng sự hài hòa, nơi đó sẽ không có sự bị tiến độ. Nơi đó sẽ không có sự tiến bộ. Đó là lý do vì sao nhà báo nổi tiếng Albert Hinman nói: hoặc là anh đứng vào hàng ngũ, hoặc là anh đi chỗ khác. Ngày nay tinh thần hòa hợp là một trong những tiêu chí tuyển dụng đầu tiên của nhiều doanh nghiệp. Khả năng làm việc theo nhóm là yếu tố quan trọng quyết định năng suất làm việc của bản thân nhân viên cũng như của cả doanh nghiệp. Quả thật, bất cứ cá nhân hay doanh nghiệp nào cũng đều có thể gia tăng năng suất lao động của mình nếu biết áp dụng nguyên tắc cơ bản của sự hài hòa. Tuy nhiên, muốn hòa nhịp với cuộc sống bên ngoài, bản thân mỗi người cần biết tự điều chỉnh suy nghĩ và hành động của mình. Người biết làm chủ bản thân không bao giờ cảm thấy nhàm chán. Họ hòa nhịp cùng cuộc sống bằng tất cả lòng nhiệt thành. Hãy loại bỏ những suy nghĩ lạc quan và hòa mình vào dòng chảy bất tận của cuộc sống. Hãy suy nghĩ xem bạn đã lãng phí bao nhiêu thời gian và công sức khi không thể hòa nhịp với những người xung quanh. Hãy tập trung vào mục tiêu mà mình với nụ cười trên môi và sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn. Đừng cố sức phá vỡ sự hài hòa bởi điều đó nằm ngoài khả năng của bạn. Nó chỉ khiến bạn lãng phí thời gian và năng lượng của chính mình mà thôi. Nếu bạn quyết tâm gặt hái thành công thì hãy cố gắng học tập sự hài hòa tuyệt đối của vũ trụ. Khi đó bạn sẽ có thêm nguồn cảm hứng để làm cho cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa và tuyệt vời hơn. Dám đối mặt. Khi đối mặt với một thử thách nào đó, hãy tìm cách vượt qua nó, chứ đừng tìm lối thoát. Hãy thử hình dung bạn có một sức mạnh không gì lay chuyển được. Thì với những suy nghĩ tích cực, một tinh thần tích cực, một niềm tin vững chắc sẽ giúp bạn tìm thấy sự thoải mái và tự tin, từ đó nỗ lực đạt được mục tiêu. Quả là một ý tưởng hay nếu mỗi tối bạn điềm tĩnh ngồi xuống và lên danh sách những việc cần làm vào ngày mai. Danh sách đó nên được sắp xếp theo thứ tự quan trọng để biết việc gì nên làm trước, việc gì có thể làm sau. Bằng cách đó bạn có thể làm được nhiều việc hơn mà không phí phạm thời gian. Ví dụ bạn có 10 việc phải làm và đã xếp chúng theo thứ tự quan trọng từ 1 đến 10. Nếu bạn chỉ làm được 8 việc và đó là 8 việc đầu tiên thì chắc chắn bạn đã thực hiện chúng theo cách tốt nhất có thể. Hãy biến những gì không thể thành sẽ trở thành có thể. Hãy áp dụng lời khuyên mà Henry Ford dành cho các kỹ sư của ông: hãy làm việc không ngừng. Ở phần trước, chúng ta đã bàn về tác hại của sự sợ hãi. Sự sợ hãi không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống tinh thần mà còn là trở ngại lớn trên con đường dẫn đến thành công của mỗi chúng ta. Nhưng Franklin Roosevelt lại cho rằng ngoài việc sợ hãi bản thân, con người chẳng biết sợ điều gì. Thất bại là một phần tất yếu của cuộc sống, nhưng không phải ai cũng có khả năng đón nhận nó một cách bình thản và coi đó như một trải nghiệm quan trọng trong đời mình. Đối diện và vượt qua thất bại là một trong những khó khăn nhất mà con người phải làm. Vì sợ hãi, nhiều người tìm cách lẩn tránh thực tại và chấp nhận từ bỏ công sức của mình trước đó. Họ đã quên rằng cách nhanh nhất để vượt qua thử thách chính là đối diện với họ. Với nó, không ai trưởng thành mà không một lần vấp ngã. Hãy dũng cảm nhìn vào lỗi lầm của quá khứ để làm cho hiện tại và tương lai tốt đẹp hơn. Cuộc sống luôn mang đến cho con người nhiều bài học quý giá, nhưng đáng tiếc là chúng ta thường nhận ra những bài học này một cách muộn màng, thay vì giải quyết vấn đề một cách triệt để. Nhiều người cứ cố tình tìm cách lẩn tránh và chờ đợi. Đó là lý do vì sao có người cho rằng con người chúng ta cần nhiều can đảm để ra quyết định hơn là để hành động.
Bạn có việc khó khăn nào cần phải làm hôm nay không? Nếu có thì hãy can đảm đối diện với nó. Bạn có kẻ thù không? Hãy can đảm đối mặt với họ và biến họ thành bạn hữu. Bạn cảm thấy mình có khả năng làm được việc quan trọng hơn là những gì đang làm hiện nay ư? Hãy đối diện với một công việc mới và quyết tâm làm việc đó đến nơi đến chốn. Dù có bất cứ khó khăn gì cũng hãy can đảm bình tĩnh đối diện rồi quyết tâm vượt qua nó theo tiếng gọi của lương tâm. Hãy tiến về phía trước bằng sự quyết đoán và dũng cảm, đối diện với tất cả những vấn đề xảy ra trong cuộc sống của bạn. Đừng bao giờ né tránh bất kỳ việc gì. Hãy thẳng thắn đối diện với chính mình và bình tĩnh phân tích vấn đề mà bạn đang lo nghĩ. Trên hết, hãy đặt ra cho mình một mục tiêu cụ thể và bắt tay vào hành động. Khi đó bạn sẽ có đủ can đảm để đối diện và quyết định tất cả những trở ngại của cuộc sống. Cách xử sự. Nếu bạn đối xử với một người như thế nào thì anh ta sẽ trở thành người như thế ấy. Cách xử sự chính là chìa khóa khiến cho mọi việc êm trôi. Những người biết xử sự luôn can đảm đối xử với người khác một cách thẳng thắn và cởi mở. Dù đôi khi điều đó có thể gây bất lợi cho họ, nhưng bù lại bên cạnh những lợi ích khác thì ích lợi to lớn nhất là họ luôn giữ cho lương tâm mình được thanh thản. Trong tiếng Anh cũng như mọi ngôn ngữ khác đều có vô số từ nghe chẳng êm tai tí nào, nhưng như thế không có nghĩa là bạn có quyền làm tổn thương người khác bằng những lời lẽ không hay của mình. Cách xử sự là sự ý thức một cách nhạy bén về cảm xúc của người khác. Nếu bạn có được ý thức này, tức là bạn biết cách cư xử. Bất kể bạn đang làm gì, con người thường thể hiện rõ bản chất thông qua cách xử sự với cuộc sống và những người xung quanh. Những người khôn ngoan luôn đối xử với người khác thẳng thắn, cởi mở và khéo léo. Họ hiểu rằng chính cách xử sự này đã giúp họ sống một cuộc đời thanh thản và hạnh phúc. Khi xử sự đúng mực và lịch sự, bạn sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người khác. Từ đó các mối quan hệ của bạn sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Không những thế, nụ cười rạng rỡ hoặc thái độ lịch lãm của bạn còn có thể tạo nên sự khác biệt cho cuộc sống của những người xung quanh. Khi đặt mình vào vị trí người đối diện, bạn sẽ hiểu rõ hơn cảm giác của họ, đồng thời sẽ thận trọng hơn trong cách giao tiếp, ứng xử thường ngày của mình. Ralph Waldo Emerson đã nói, hãy tin tưởng mọi người và họ sẽ chân thật với bạn. Hãy đối xử cao thượng với người khác và họ sẽ cao thượng với bạn. Người biết xử sự luôn chu đáo và khéo léo trong quá trình giao tiếp với người khác. Tuy nhiên, sự chu đáo và khéo léo đó phải xuất phát từ lòng chân thành chứ không phải sự giả mạo. Một khi bạn thật lòng đối xử tốt với người khác, chắc chắn bạn sẽ nhận được về nhiều hơn những gì đã cho đi. Bất kỳ ai cũng có thể mang đến sự khác biệt cho cuộc sống của người khác bằng sự quan tâm và cách xử sự đúng mực của mình. Hãy học cách quan tâm đến mọi người và hình thành cho mình thói quen tốt đẹp này. Hãy bắt đầu bằng những hành động nho nhỏ với những người mà bạn thương yêu. Đồng thời hãy thể hiện bản chất tốt đẹp nhất của bạn bất kể bạn đang làm gì hay đang ở đâu. Tôi tin đây chính là sự đầu tư khôn ngoan và bạn sẽ không bao giờ hối tiếc vì sự đầu tư này. Lời cảm ơn. Đôi khi chúng ta cũng nên tự nhắc nhở mình rằng lòng biết ơn quả là một giá trị cao quý. Sự đầu tư hiệu quả nhất là câu nói thể hiện một thái độ lịch sự. Xin cảm ơn. Một cửa hàng tạp hóa sẽ dễ dàng thu hút khách hàng quay trở lại nếu nhân viên của cửa hàng đó biết nói lời cảm ơn. Hãy thử tìm hiểu những lời những người thành công trong kinh doanh. Bạn sẽ thấy rằng đó là những người biết thừa nhận và trân trọng công lao của người khác. Một trong những thành công nhất nước Mỹ là người biết cảm ơn tất cả những ai cần gặp anh ta, kể cả những người thu tiền hóa đơn hàng tháng. Anh ta cảm ơn bất cứ ai gọi điện thoại cho mình, và khi trò chuyện với vợ qua điện thoại, anh luôn nói hôm nay giọng em nghe ngọt ngào quá. Chắc chắn vợ anh sẽ cảm thấy vô cùng phấn khởi. Khi ra phố đánh giày, anh ta cũng không quên gửi khen cậu bé đánh giày đã làm tốt công việc của mình.
Khi đó, nét mặt của cậu bé nói lên rằng những lời khen ngợi ấy đã thôi thúc cậu làm việc tốt hơn, khiến cậu cảm thấy yêu thích công việc của mình hơn. Một người biết trân trọng những gì người khác làm cho mình sẽ nhận được vô vàn lợi ích khác nhau. Chỉ từ câu nói cảm ơn anh ta đã trao đi, thói quen cảm ơn người khác là một trong những thói quen tốt nhất mà bạn nên có. Hãy thử nghĩ xem đã bao giờ bạn thấy khó chịu khi nhận một lời cảm ơn từ người khác, hay đã bao giờ việc nói lời cảm ơn khiến bạn cảm thấy mình ti tiện, hèn kém đi. Nếu chưa thì hãy tập thói quen nói lời cảm ơn, chắc không cần phải giải thích bằng những lời cảm xúc của bạn. Mỗi khi bạn biết ơn ai đó, một khi đã có thói quen biết ơn thì bạn sẽ chung sống với nó một cách vô thức. Những người biết mang ơn người khác thường thể hiện qua ánh mắt và thái độ của họ. Thói quen đó là phẩm chất dễ dàng nhất thấy nhất mà cũng dễ lan truyền nhất. Nếu bạn phải tiếp xúc với một người lạnh lùng, chỉ biết làm việc như cái máy, thì tôi khuyên bạn một điều: đừng quên nói lời cảm ơn. Lời cảm ơn có tác dụng tạo nên sự phấn khích cho cả người nghe lẫn người nói. Nó có khả năng làm thay đổi cục diện vấn đề, ngày sẽ đẹp hơn lên, mọi người sẽ trở nên bình đẳng với nhau hơn và mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn nếu mỗi người đều có ý thức nuôi dưỡng lòng biết ơn. Hãy tập thói quen nói lời cảm ơn bằng cách thừa nhận công sức của người khác, bất kể đó là ai, cô thư ký của bạn, anh tiếp viên trong nhà hàng, bạn bè hay chồng vợ bạn. Và cho dù việc họ làm có bình thường đến mấy, bạn cũng đừng bao giờ quên nói lời cảm ơn với nụ cười tươi. Đó là một sự đầu tư có lợi. Thói quen. Nếu bạn để cho thói quen điều khiển mình thì hãy nuôi dưỡng những thói quen tốt. Đúng như người ta thường nói, chúng ta tạo ra thói quen và thói quen làm nên chúng ta. Bất kể đó là một thói quen tốt như đọc sách mỗi ngày, tập thể dục đều đặn hay thói quen hút thuốc lá, những thói quen ấy có ảnh hưởng to lớn đến cuộc sống của ta. Dù là thói quen tiêu cực hay thói quen tích cực cũng đều bắt nguồn từ sự chọn lựa của mỗi con người mà thôi. Đầu tiên chúng ta tạo ra thói quen, rồi sau đó thói quen định hình chúng ta theo cách mà nó muốn. Hãy chinh phục những thói quen xấu, nếu không một ngày nào đó chúng sẽ chỉ huy bạn. Những người hay suy nghĩ lan man không bao giờ cố gắng kiểm soát tư tưởng mình, và họ cũng không phân biệt được sự khác biệt giữa những suy nghĩ tích cực và tiêu cực. Họ cho phép tâm trí mình bận rộn với bất kỳ ý nghĩ nào chợt đến trong đầu. Những người có thói quen suy nghĩ lan man như thế chắc chắn sẽ lan man trong những lĩnh vực khác. Thái độ tích cực là yếu tố đứng đầu trong danh sách 12 phẩm chất quý giá nhất. Chỉ những ai biết sử dụng thời gian một cách cẩn trọng và có thói quen kỷ luật tự giác thì mới có thể đạt được phẩm chất đó. Cho dù bạn dành bao nhiêu thời gian cho công việc của mình đi chăng nữa, nếu bạn không có thái độ tinh thần tích cực thì hiệu quả công việc cũng sẽ chẳng là bao. Thói quen là những hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần, từ cái nháy mắt vô thức cho đến mọi chuyển động của vũ trụ đều chịu sự tác động của quy luật thói quen. Cuộc sống là một chuỗi các thói quen nối tiếp nhau. Những thói quen tốt sẽ giúp mang đến cho bạn những lợi ích thiết thực, ngược lại những thói quen xấu sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống sinh hoạt của bạn và thậm chí khiến bạn phải trả giá đắt. Thói quen có thể giúp bạn làm nên sự nghiệp nhưng cũng có thể phá tan cơ đồ của bạn. Như nhà tự nhiên học người Pháp Jean-Baptiste Lamarck đã nói, thói quen làm nên bản chất thứ hai của mỗi người. Thói quen được hình thành qua cơ chế lặp đi lặp lại hành động và không có đánh giá đạo đức nào đối với chúng. Thói quen chỉ có tốt hoặc xấu mà thôi. Nhưng điều đáng chú ý là trí não của con người lại hoạt động dựa trên quy luật thói quen, nên việc kiểm soát thói quen là hết sức quan trọng. Điểm khác biệt giúp giữa người lãnh đạo và những người hài lòng với vị trí của một nhân viên chính là khả năng kiểm soát tư tưởng. Trong khi người lãnh đạo luôn tìm cách kiểm soát suy nghĩ của mình thì những người còn lại thường cho phép tâm trí mình theo đuổi lan man hết ý nghĩ
Này tới ý nghĩ khác, ý nghĩ là thứ duy nhất bạn có thể kiểm soát hoàn toàn. Nếu bạn muốn, não bộ của bạn sẽ ghi dấu một hành động nào đó, khi bạn thực hiện nó lần đầu sẽ trở thành nếp trong lần thứ hai và sẽ xuất hiện trong một con đường mòn trong lần thứ ba. Việc hình thành thói quen cũng giống như việc tiết kiệm tiền. Bạn có thể biến những đồng xu nhỏ hôm nay thành một gia sản kết xù vào ngày mai. Và nếu biết cách tiết kiệm, tương tự những hành vi nhỏ nhất cũng có thể trở thành thói quen nếu chúng được lặp đi lặp lại nhiều lần. Khi bạn hành động theo tiêu chí tích cực ngày qua ngày thì sẽ đến lúc điều đó trở thành thói quen và nếp sống của bạn. Hãy kiểm soát suy nghĩ để tiến đến làm chủ thói quen của mình. Ý thức trách nhiệm. Không phải bỗng chốc mà người ta có thể vươn tới những tầm cao đáng khâm phục và trở thành những con người vĩ đại. Sở dĩ họ đạt được điều đó là vì trong lúc bạn đang say giấc nồng thì họ miệt mài làm việc suốt canh thâu. Thật không còn gì đúng bằng câu nói của Emerson: hãy làm việc rồi anh sẽ trở nên mạnh mẽ. Những lời vàng ngọc ấy đúng trong mọi trường hợp và trong bất cứ mối quan hệ nào của con người. Người ta chỉ có thể trở nên mạnh mẽ và nắm quyền lực trong tay khi họ thật sự có ích cho cuộc sống. Bạn đừng tin vào những câu chuyện về những người thờ ơ nhờ thân thế mà nắm giữ các vị trí quan trọng. Có thể ban đầu họ cũng nhờ có thân thế thật, nhưng bạn hãy tin tôi, để tồn tại và đứng vững ở vị trí ấy, họ phải biết tự thân vận động mà vươn lên. Anselm Gainsbury vĩ đại từng viết: hãy học tập không ngừng như thể bạn sẽ trường sinh bất tử, nhưng hãy sống nhiệt thành như thể bạn không còn cơ hội nữa ngày mai. Mỗi chúng ta đều có một sức mệnh trong cuộc đời này và phải nỗ lực hết mình để hoàn thành nó. Sứ mệnh đó bắt đầu từ khi bạn sinh ra và theo bạn đến hơi thở cuối cùng. Sứ mệnh đó được cụ thể hóa bằng trách nhiệm trong mỗi giai đoạn hoặc thời kỳ của cuộc đời mỗi người. Trách nhiệm là yếu tố cơ bản làm nên một con người đích thực. Trách nhiệm điều chỉnh hành động của con người theo những nguyên tắc nhất định. Dù bạn là ai hay vị trí hiện tại của bạn là gì, thì việc tỏ ra trách nhiệm trong những việc mình làm là điều cần thiết. Trong tất cả những trách nhiệm mà bạn phải gánh vác thì trách nhiệm với chính bản thân là cao cả và nặng nề nhất. Nếu bạn tỏ ra hèn kém hoặc nghi ngại ngay trong chính suy nghĩ và quyết định của mình thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ thất bại. Hãy sống dấn thân và thực hiện những mục tiêu mình đã đề ra. Nhưng quan trọng hơn, hãy sống với tinh thần trách nhiệm cao, không chỉ với gia đình, công việc mà còn với chính bản thân. Khi làm bất cứ việc gì, bạn hãy nỗ lực hết mình và chịu trách nhiệm với từng lời nói, hành động của mình. Bạn nên hiểu rằng tiền bạc hay địa vị không phải là thứ có thể mang đến cho một cuộc sống hạnh phúc đích thực. Chỉ có những quyết định mang tính trách nhiệm mới có thể giúp bạn có được một cuộc sống như bạn khao khát. Lập kế hoạch. Trên đời này không có gì là cho không cả, cái gì cũng có cái giá của nó. Để có được cái giá bạn muốn thì bạn phải sẵn lòng trả giá, và thường là phải trả trước. Bạn cũng có thể làm theo kiểu trả góp dễ dàng hơn, nhưng phải trả xong hết thì bạn mới được toàn quyền sở hữu cái mà bạn muốn. Hãy thường xuyên đặt ra những kế hoạch và mục tiêu trong tâm trí sáng suốt của bạn, hãy luôn nghĩ đến chúng, kể cả lúc ăn, lúc ngủ, dù bạn ở bất cứ nơi đâu. Nên nhớ rằng nếu bạn làm được như thế, thì tiềm thức của bạn cũng có thể được tác động và do vậy vẫn tiếp tục hoạt động khi bạn đang ngủ say. Hãy loại bỏ khỏi tâm trí những điều bạn không muốn và chỉ tập trung nghĩ đến những điều bạn chú trọng, cho đến khi mục tiêu của bạn biến thành một khát khao cháy bỏng. Xin nhắc lại, bạn có thể làm được bất cứ điều gì mà bạn tin là mình làm được một khi tâm trí bạn nhất mực hướng đến. Không gì có thể giúp cho tinh thần ổn định một mục tiêu cố định vì nó hướng tâm trí bạn về một phía. Thứ kỷ luật tốt nhất có lẽ
cũng là thứ kỷ luật duy nhất có tác dụng là kỷ luật tự giác. Để đạt được một mục tiêu nào đó, bạn có hai việc cần làm. Thứ nhất là lập ra kế hoạch hoàn chỉnh. Thứ hai là bắt tay vào thực hiện nó. Trong quá trình thực hiện, có thể bạn sẽ phát hiện ra những sai lầm hoặc thiếu sót trong kế hoạch của mình. Nhưng đừng vì thế mà nản lòng. Thay vì bỏ cuộc giữa chừng, bạn hãy kiên nhẫn bổ sung, chỉnh sửa nó, và nếu cần hãy lên kế hoạch mới hoặc kêu gọi sự giúp đỡ của những người xung quanh. Victor Hugo từng nói, nếu bạn biết lập kế hoạch cho những việc cần làm trong ngày và thực hiện theo kế hoạch đó, thì bạn sẽ tìm thấy được ngọn đèn soi đường để vững vàng biết tiến bước. Quả thật, người thành công là người biết lập kế hoạch cho công việc và cuộc sống của mình, cũng như không ngừng nỗ lực để hoàn thành chúng. Nếu thất bại, họ sẽ hiểu rằng nhất thất bại đó chỉ mang tính tạm thời chứ không phải hoàn toàn. Nó báo cho họ biết rằng kế hoạch của họ chưa hoàn hảo và đang cần được chỉnh sửa. Chỉ khi nào bạn từ bỏ và không muốn cố gắng nữa thì khi đó bạn mới thực sự thất bại. Hàng triệu người trên thế giới này đã sống trong cảnh cực khổ và nghèo khó bởi họ thiếu một kế hoạch đúng đắn để có thể tạo dựng thành công và tích lũy được tiền bạc cho mình. James G. Hill, người đã xây dựng những đường xe lửa vĩ đại nhất trong lịch sử, đã gặp thất bại đầu tiên khi nỗ lực tìm kiếm nguồn vốn cho dự án tuyến xe lửa từ Đông sang Tây nước Mỹ, nhưng rồi ông đã chuyển bại thành thắng nhờ các kế hoạch mới của mình. Hugh Lamet xuất thân là một nhân viên văn phòng đã trở thành tổng giám đốc một công ty sản xuất máy tính tiền tầm cỡ quốc gia của Mỹ cũng nhờ bí quyết tương tự. Ông luôn lập kế hoạch rõ ràng cho từng mục tiêu của mình và không ngừng nỗ lực thực hiện chúng. Thời gian bạn dùng để suy nghĩ và lập kế hoạch về những việc cần làm cũng như sắp xếp chúng theo một trật tự hợp lý chính là thời gian đầu tư sinh lợi. Một nhà lãnh đạo tài ba phải là người biết lập kế hoạch cho công việc của mình và phải thực hiện bằng những kế hoạch đó. Người lãnh đạo làm việc chỉ dựa theo cảm tính mà không có kế hoạch thực tế cụ thể thì chẳng khác nào con tàu không có bánh lái, sớm muộn gì cũng đâm vào đá vách đá mà thôi. Đó là lý do vì sao mà để xây dựng được một tòa nhà kiên cố, trước hết bạn phải có một bản vẽ thật chi tiết về kết cấu của ngôi nhà. Hãy lên kế hoạch cho cuộc sống của mình và nỗ lực không ngừng để thực hiện nó. Thành quả của bạn lớn đến đâu phụ thuộc vào mức độ đúng đắn, tỉ mỉ trong kế hoạch của bạn. Tinh thần quốc tế. Đoàn kết là sức mạnh. Hãy nhớ rằng khi bạn được thừa hưởng những lợi ích từ các triết lý sống do những người đi trước truyền lại trên trang giấy này, cũng có nghĩa là bạn cần phải đáp lại bằng cách làm một điều gì đó có ích cho thế hệ mai sau. Sự phồn thịnh của đất nước này cần phải được duy trì và phát triển, mức sống của người dân cần phải được nâng cao hơn nữa, nền dân chủ của chúng ta cần phải giữ gìn, trường học cần phải được đảm bảo an toàn vì lợi ích của các thế hệ mai sau, giống như cha ông chúng ta đã từng làm như thế. Được sống trong thế giới hiện đại ngày nay là một đặc ân mà các thế hệ cha ông đã ban cho chúng ta bằng cách đánh đổi mồ hôi xương máu để mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn cho con cháu. Tinh thần quốc tế là ước mơ của con người trong mọi thời đại. Tinh thần quốc tế chính là tình yêu thương và sự tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên trong một tổ chức hoặc cộng đồng hay giữa các quốc gia với nhau. Nó giúp con người tin tưởng, thân thiết và đoàn kết với nhau. Chiến tranh, khủng bố, bạo động, biểu tình đều là hậu quả tất yếu đến từ việc thiếu vắng tinh thần quốc tế. Chắc chắn trên thế giới của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp và yên bình hơn nếu mọi quốc gia đều đề cao tinh thần quốc tế và hành động vì lợi ích chung của nhân loại. Trong phạm vi hẹp, tinh thần quốc tế được thể hiện bằng tình yêu thương và đoàn kết của các cá nhân của một tổ chức nào đó sẽ chẳng có một
Sẽ chẳng có cuộc đình công nào xảy ra nếu mọi công ty lấy tinh thần quốc tế làm tiêu chí hành động của mình. Trong văn phòng làm việc của Tổng thống Mỹ, có hai chữ cái rất to được in đậm và đóng khung, trang trọng US. Hai chữ cái này có thể là ký hiệu viết tắt của nhiều cụm từ khác nhau, nhưng cũng có thể nói trong tất cả các cụm từ đó, Universal Spirit, tinh thần quốc tế mới là cách hiểu đúng nhất. Tinh thần quốc tế không chỉ được thể hiện đối với những người cùng thời đại với bạn mà là còn cả thế giới, mà còn cả với thế hệ đi trước và sau bạn. Khi được thừa hưởng một triết lý hay lợi ích nào đó từ thế hệ đi trước thì bạn phải có trách nhiệm truyền lại cho nó, cho lớp con cháu sau này. Suy cho cùng, tất cả chúng ta đều có chung một mục tiêu cơ bản: sự tiến bộ của nhân loại, sự phồn thịnh của đất nước và hành động của con người. Chính mục tiêu này sẽ kết nối con người lại với nhau, làm nên những cuộc đời hữu ích. Để có được tinh thần quốc tế, bạn nên nhớ bản thân mình chính là thành phần cấu tạo trở nên hạnh phúc của cộng đồng, và quan trọng hơn, tinh thần quốc tế chính là sự hợp tác và tôn trọng tất cả mọi người. Hãy kiên trì, kẻ bỏ cuộc không bao giờ chiến thắng, người chiến thắng không bao giờ bỏ cuộc. Bạn có thể thấy rằng tạo hóa hết sức tỉ mỉ và chu đáo trong mọi việc. Ngài sáng tạo ra muôn loài không phải cho xong việc, mà là dựng nên một thế giới trù phú, giàu có để giải quyết những tình trạng cấp bách, và còn lại còn thêm cả những nguồn dự trữ để đảm bảo sự an sinh của vạn vật. Hãy nhìn sự bừng nở của cây trái vào mùa xuân. Tạo hóa có thể cho phép bão tố hay những đợt xương giá bất thường hủy hoại những chồi lọc mới, nhưng sự hủy diệt đó cũng nằm trong giới hạn và phải dừng lại đúng lúc để có thể duy trì sự sống. Tạo hóa đã chu đáo tạo ra muôn vàn các loại hoa để thu hút loài ong. Đến lượt mình, loài ong cần mẫn làm nhiệm vụ trước khi hưởng thụ. Kết quả là cây đơm trái và loài ong được an sinh. Hầu như ai trong chúng ta cũng có những vấn đề cần giải quyết và những nhiệm vụ không thể không hoàn tất đúng hạn. Nhưng nếu chăm chỉ tiến hành và làm tốt từng việc một thì dần dà chúng ta sẽ làm được những việc cần làm tiếp theo. Cứ như thế, chẳng mấy chốc mà núi công việc ấy sẽ vơi dần. Có một nghịch lý là khi nói về bí quyết thành công, con người ta thường nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thất bại. Quả thật, thất bại là nền tảng của thành công, là tiền đề vững chắc cho những thành tựu mà bạn sẽ đạt được sau đó. Nếu bạn biết cách rút ra cho mình những bài học bổ ích, những người vĩ đại không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Họ luôn cố gắng san bằng mọi trở ngại để đạt được điều mình khao khát. Thomas Edison ước mơ về một bóng đèn có thể thắp sáng bằng điện, và ông đã bắt tay vào việc thực hiện hóa ước mơ đó. Thế nhưng ông phải tốn hơn 10.000 lần mới tìm được nguyên liệu phù hợp để làm sợi dây tóc về phát minh này. T. Edison đã nói: "Tôi đã trải qua 10.000 lần thử nghiệm khác nhau mới tìm ra được kết quả cuối cùng. Nhưng tôi không nghĩ rằng mình đã thất bại 110.000 lần. Tôi không hề thất bại lần nào. Tôi đã thành công trong việc chứng minh rằng có gần 10.000 chất liệu không thể dùng để chế tạo dây tóc bóng đèn. Và một khi đã loại bỏ dần những chất không phù hợp, cuối cùng tôi cũng tìm ra nó." Nếu bạn đang hướng đến một mục tiêu quan trọng nhưng cảm thấy thất vọng sau thất bại đầu tiên và muốn bỏ cuộc thì hãy tạm dừng lại. Hãy suy nghĩ về những điều bạn vừa trải qua. Hãy nghĩ về con đường thành công của các vĩ nhân và học tập tính kiên trì của họ. Kiên trì là yếu tố cần thiết để biến mọi khát khao thành các giá trị vật chất tương đương. Hẳn bạn từng nghe câu tục ngữ: nước chảy đá mòn. Giọt nước tuy bé nhỏ nhưng có thể làm mòn phiến đá nhờ vào tính bền bỉ của nó. Cũng vậy, bạn sẽ đạt được thành công như mong muốn nếu luôn kiên trì thực hiện mục tiêu. Thành công không phải là thứ mà bạn có thể thừa kế như tiền bạc hay các giá trị vật chất thông
thường, thành công chỉ đến khi bạn dám chấp nhận thất bại và kiên trì theo đuổi mục tiêu đã đề ra. Bất kể mơ ước của bạn là gì chăng nữa, điều bạn cần làm đầu tiên là hãy san bằng mọi trở ngại và tiến về phía trước với tất cả nghị lực của mình. Sự đơn điệu, nếu bạn cứ tiếp tục làm những gì đang làm ngày hôm nay thì 10 năm nữa bạn sẽ đi đến đâu, sẽ ra sao? Đôi khi hoàn cảnh đẩy đưa, bạn có thể trôi tuột ra khỏi phạm vi của dòng chảy thành công và bị cuốn về phía bờ thất bại. Nhưng nếu có một mục đích rõ ràng cộng với niềm tin sắt đá và quyết tâm cao độ, bạn sẽ mau chóng thoát khỏi dòng chảy ấy. Ý chí của bạn sẽ đủ sức đưa bạn trở lại bến bờ thành công, nơi thật sự thuộc về bạn. Bạn nên biết rằng sự thất bại chỉ mang tính tạm thời, vì đó là cách mà thiên nhiên dạy cho chúng ta bài học về tính khiêm tốn, sự khôn ngoan, sự chia sẻ, thông cảm. Bạn cũng nên biết rằng bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào cũng có mặt tích cực riêng của nó. Chúng ta đều biết thất bại là mẹ thành công. Thế nhưng một số người vì lo sợ thất bại hoặc không chịu cố gắng suy nghĩ và mở rộng tầm nhìn đã phải vất vả bươn chải trên lối mòn duy nhất suốt cuộc đời họ. Có thể nói, học cách xóa bỏ sự đơn điệu, nhàm chán là một trong những bài học quan trọng nhất đối với con người. Quả thật, nếu chấp nhận sự đơn điệu nghĩa là bạn đã tự triệt tiêu khả năng sáng tạo của mình. Khi đó bạn chỉ còn là cái bóng của chính mình và luôn cảm thấy mệt mỏi, buồn chán. Bạn sẽ mất đi khả năng làm việc độc lập và trở nên lạc hậu so với mọi người. Não bộ của con người hoạt động tốt nhất khi nó ở trạng thái hưng phấn. Do đó, hãy làm phong phú cuộc sống của bạn bằng những ý tưởng mới mẻ. Hãy chịu khó suy nghĩ và sáng tạo. Hãy đọc sách để có thể tận dụng trí tuệ và học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước. Bằng cách dung nạp vào trí óc nguồn tri thức bổ ích mỗi ngày, bạn sẽ tránh được nhiều sai lầm đáng tiếc. Hãy dũng cảm thay đổi môi trường sống cũng như môi trường làm việc nếu nó khiến bạn cảm thấy nhàm chán. Sự thay đổi đó sẽ tạo nên cảm giác hưng phấn và kích thích sự sáng tạo trong bạn. Bên cạnh đó, bạn cũng nên mở rộng các mối quan hệ của mình. Hãy gặp gỡ những gương mặt mới và tìm hiểu nét thú vị ở những người dám nghĩ, dám làm. Hãy tự hỏi, nếu cứ tiếp tục làm những việc bạn đang làm hôm nay thì 10 năm nữa bạn sẽ đi đến đâu và sẽ ra sao? Hãy luôn trong tư thế sẵn sàng đổi mới. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời là sự mắc phải sai lầm. Nếu kế hoạch thứ nhất bất thành thì lập một kế hoạch khác. Nếu kế hoạch thứ hai thất bại thì lại lập một kế hoạch khác nữa. Và cứ tiếp tục cho đến khi nào bạn thành công. Đa số những người thất bại gặp nhau ở một điểm thiếu sự kiên trì trong việc tạo ra những phép thử mới để thay thế những phép thử sai. Rút ra bài học từ sai lầm của chính mình chỉ đơn giản là cách chúng ta nhìn nhận sự việc. Một kết quả không mong đợi có thể trở thành lý do để người này bỏ cuộc, nhưng với người khác, nó có thể trở thành bước đệm giúp anh ta tiến lên phía trước. Chấp nhận sai lầm như một bài học là động lực để tiếp tục phấn đấu. Sai lầm là một phần tất yếu trong cuộc sống. Không ai toàn diện đến mức không bao giờ phạm phải sai lầm. Nhưng điều đáng nói là chúng ta học được điều gì từ những sai lầm mình đã mắc phải. Cách nhìn và ý chí của những người dẫn đến các ứng xử khác nhau trước sai lầm. Với người này, sai lầm để lại những bài học bổ ích, những kinh nghiệm quý giá. Với người khác, sai lầm lại trở thành vỏ ốc để họ thu mình trong đó, không dám mạo hiểm lần nữa. Hãy biết chấp nhận sai lầm như một động lực để tiếp tục phấn đấu. Nếu kế hoạch đầu tiên của bạn không mang lại hiệu quả thì hãy tập lập một kế hoạch khác. Nếu vẫn thất bại, hãy thảo ra một kế hoạch khác nữa. Chinh phục thành công là hành trình không có điểm dừng. Hãy tiếp tục vững bước cho đến khi bạn đạt tới khát khao. Một lần sau khi cha Henry Ward Beecher thuyết giáo tại giáo đường Plymouth ở Brooklyn, một chàng trai trẻ đến gặp ông và nói: "Thưa cha Beecher,
Cha có biết rằng trong bài thuyết giáo của cha sáng nay có một lỗi ngữ pháp hay không? Victor đáp, chỉ một lỗi thôi ư, ta nghĩ phải hàng chục lỗi cơ chứ. Rõ ràng 50% sức mạnh của Victor toát ra từ chính những lỗi lầm mà ông ta đã mắc phải. Chúng chứng tỏ ông vẫn là một con người trần tục như bao người khác. Điều khác biệt ở đây là ông dám thừa nhận sai sót để tự hoàn thiện bản thân. Con người thường mắc phải trong một trong hai loại sai lầm sau đây: một loại sai lầm do thiếu hiểu biết và một loại sai lầm do bất cẩn. Trong khi những sai lầm do thiếu hiểu biết có thể được khắc phục bằng quyết tâm học hỏi không ngừng, thì sai lầm do bất cẩn thường khiến con người trở nên yếu đuối và nhu nhược. Những người thường xuyên mắc phải loại sai lầm này luôn phải đối diện với thất bại vì họ đã lãng phí bầu nhiệt huyết và nguồn năng lượng của mình. Một trong những điều tốt đẹp mà bạn có thể làm mỗi ngày là hãy nỗ lực hết mình và không sợ phạm sai lầm. Đừng chối bỏ cũng đừng thất vọng nếu bạn mắc phải một sai lầm nào đó. Hãy tìm hiểu về chúng và rút ra những bài học hữu ích để tiếp tục tiến bước về phía trước. Hãy tự vấn tôi là người thành công hay thất bại. Nếu bạn là kẻ thất bại thì không có bất cứ lời giải bày nào có thể thay đổi được câu trả lời. Người đời luôn mong muốn thành công, tôn thờ thành công và không muốn phí phạm thời gian cho thất bại. Cách duy nhất có thể làm cho người ta nguôi ngoai thất bại là nhọt tỉa tính cách của mình và bằng kỷ luật tự giác lèo lái con thuyền của mình đến bến bờ thành công. Sẽ thật tuyệt vời nếu bạn có thể ngồi xuống một cách trầm tĩnh để trò chuyện chân thành và cởi mở với chính mình, bởi chắc chắn bạn sẽ có thể khám phá hữu ích về bản thân. Cho dù những khám phá ấy có thể gây chấn động trong tâm hồn bạn, bạn sẽ chẳng làm nên trò trống gì nếu suốt ngày chỉ biết mong ước, mộng mơ và hy vọng tự hiểu mình sẽ giúp bạn thoát ra những mộng tưởng đó. Không một ai có thể đạt được một điều gì đó mà không cần hành động, mặc dù trên thực tế có rất nhiều người muốn thế. Những gì đáng giá trên đời này đều có cái giá riêng của nó, và nếu bạn muốn sở hữu thì bạn phải trả giá, nhất thiết phải như vậy. Nếu ta sẵn lòng trả giá thì bất kỳ thứ gì ta muốn đều cũng đạt được, từ chuyện giảm cân, kiếm tiền đến những cột mốc quan trọng hơn mà ta muốn vươn tới. Chúng ta chỉ có thể đạt được những điều đó nếu bằng lòng trả giá. Kỷ luật là một điều kiện cần để đạt được những mục đích đáng kể. Ta bỏ công sức và thời gian, nhưng đừng bao giờ mong đợi bạn sẽ đạt được những gì mong muốn mà không cần phải trả giá. Nguyên tắc này thật đơn giản mà lại vô cùng quan trọng. Chúng ta thường lãng phí rất nhiều thời gian và công sức vào những việc đầu voi đuôi chuột chỉ vì không xác định rõ mục tiêu trước khi bắt tay vào việc. Đây là một sai lầm mà bất kỳ ai cũng có thể khắc phục bằng cách đặt câu hỏi tại sao trước khi làm một việc gì đó. Khi bắt đầu bằng câu hỏi tại sao, bạn sẽ xác định được mục tiêu và chiều hướng phát triển của mình. Bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và năng lượng của bản thân. Hãy tự vấn bản thân bằng những câu hỏi như: tại sao mình cần phải làm hoặc từ chối điều này? Tại sao mình lại lãng phí thời gian như vậy? Tại sao mình lại không biết ơn cuộc sống? Tại sao mình không dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bạn bè? Tại sao mình lại cứ lo lắng về những điều chưa xảy đến? Khi đó bạn sẽ tìm thấy câu trả lời của những trăn trở của mình, cũng như sẽ thận trọng hơn khi đưa ra quyết định tiếp theo, đặc biệt khi dành thời gian để trò chuyện với chính mình một cách trung thực và cởi mở. Bạn sẽ có thêm nhiều khám phá hữu ích và thú vị về bản thân, dù có thể những khám phá ấy sẽ gây xáo trộn tâm hồn và cuộc sống của bạn, nhưng nó cũng sẽ mang đến cho bạn cơ hội để hiểu rõ hơn về mình. Khi tổng kết những gì bạn đã làm trong thời gian qua với câu hỏi tôi là người thành công hay thất bại, bạn sẽ hiểu hơn chặng đường mình đã đi qua, cũng như định hình được hướng đi sắp tới. Không bao giờ sai lầm hay thất bại hoàn toàn. Nếu bạn nhận thấy những gì mình làm chứa đựng nhiều sai lầm, bạn hãy tự rèn luyện tính kỷ luật tự giác để có được những thay đổi tích cực hơn. Tất cả chúng ta đều mong muốn thành công, và chắc chắn chẳng ai muốn phí phạm thời gian cho thất bại. Knut Rothe từng nói,
Cả thế giới đều yêu mến người chiến thắng và chẳng ai nhòm ngó đến kẻ thất bại. Đánh giá đúng năng lực của bản thân sẽ giúp bạn thoát ra những mộng tưởng hão huyền và tạo dựng được một cuộc sống như mong muốn. Hãy hình thành cho mình thói quen hỏi tại sao trong mọi tình huống, nhưng thay vì đưa ra những lời ta tháng đầy luyến tiếc, bạn hãy nghĩ đến những giải pháp tích cực và tự đi tìm câu trả lời bằng chính nghị lực của bản thân. Khi làm được như vậy, bạn sẽ không phải hối tiếc về những gì mình đã làm hoặc không làm. Hãy sòng phẳng, chỉ có ý thức độc lập và lòng tự trọng mới nâng chúng ta lên trên những nhỏ nhen của cuộc sống và những bão táp của số phận. Đừng quên một chân lý là người ta trả lương cho anh không phải vì những gì anh biết, mà vấn đề là ở chỗ anh có thể làm được gì với những gì anh biết. Tôi đã từng quan sát và nhận thấy rằng những người được đào tạo qua bậc đại học có thói quen làm nhiều hơn phạm vi trách nhiệm của mình. Họ tiến bộ nhanh hơn rất nhiều so với những người cũng có thói quen ấy nhưng không được đào tạo bài bản. Do vậy, tôi rút ra kết luận nền học vấn ở bậc đại học trung cấp cho bạn một thứ kỷ luật tư duy mà bạn sẽ không có thể không được đào tạo. Nếu bạn có cơ hội đọc thuyết đền bù của Ralph Waldo Emerson thì bạn sẽ hiểu rõ hơn về kỷ luật chi trả. Ralph Waldo Emerson từng nói, người mạnh mẽ nhất chính là người có khả năng tự đứng trên đôi chân của mình. Nếu bạn vay nợ người khác dù số tiền đó nhiều hay ít chăng nữa thì khi đó bạn cũng đã phụ thuộc vào họ. Điều này đồng nghĩa với việc bạn phải đánh đổi một thứ gì đó. Thậm chí việc nợ nần về tài chính còn có thể khiến bạn đánh mất danh dự cũng như lòng tự trọng của mình. Do đó hãy cố gắng hoàn trả những món nợ mà bạn đã vay. Tiền bạc vốn là vấn đề tế nhị, bạn cần suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi có ý định vay mượn một ai đó, nhất là người thân, bạn bè. Việc vay tiền sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến mối quan hệ của bạn, bởi rất có thể nó là nguyên nhân chính dẫn đến sự đổ vỡ của tình bạn, tình thân. Ý thức được điều này, bạn sẽ nỗ lực hết mình để vượt qua những khó khăn mình gặp phải. Tất nhiên sẽ rất cần thiết và hữu ích nếu bạn nhận được sự giúp đỡ hay hỗ trợ của những người xung quanh. Nhưng ngay cả trong trường hợp đó, bạn cũng không nên lạm dụng lòng tốt của họ. Hãy nhớ sòng phẳng chính là nền tảng của bền vững. Mọi thứ đều có cái giá của nó. Người ta chỉ trả tiền cho những gì bạn thực hiện. Do đó, hãy tránh xa sự hào nhoáng của tiền tài, danh vọng, cẩn trọng với những lời đường mật, đồng thời hạn chế sự ích kỷ của bản thân. Đây là cách đơn giản có thể giúp bạn tránh được những sai lầm không đáng có, cũng như tự bảo vệ được mình trước cám dỗ của đồng tiền. Hãy giữ gìn danh dự và lòng tự trọng của bạn bằng cách trả tất cả những món nợ mà bạn đã vay. Khi đó, bạn sẽ không phải lo lắng về bất kỳ điều gì, cũng như luôn được sống trong thanh thản và hạnh phúc. Ý chí. Một khi trong đầu bạn đã lóe sáng những ý tưởng thành công thì việc phải đối diện với thất bại quả là đau đớn. Thế nhưng tất cả chúng ta đều phải trải qua thất bại, dù lớn dù nhỏ. Điều khác biệt giữa những người rốt cuộc rồi cũng biến ước mơ của mình thành sự thật và những kẻ vấp ngã rồi bỏ cuộc chính là khả năng rút ra được những bài học quan trọng từ cái mà Seppi gọi là những mũi tên tẩm độc bất ngờ, những rủi ro không lường trước được. Có vẻ như là trớ trêu khi chúng ta nhấn mạnh tầm quan trọng của thất bại trong triết lý về thành công. Thế nhưng trải nghiệm thất bại lại là một điều cần thiết, có thể xem đó như là một nền tảng thành công sau này. Điều quan trọng nhất khi đối diện với thất bại không phải là mức độ tổn thất mà bạn phải gánh chịu, mà là khả năng phân tích vấn đề và rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân mình. Nếu bạn đang hướng đến một mục tiêu quan trọng và muốn bỏ cuộc thì hãy tạm dừng lại và suy nghĩ. Hãy đặt câu hỏi về phát minh bóng đèn
Điện của Thomas Edison và câu chuyện về cuộc đời của Helen Keller, chắc chắn bạn sẽ được tiếp thêm nghị lực mà tiếp tục cuộc hành trình. Triết gia người Anh John Stuart Mill từng nói, tính cách là ý chí được tô điểm. Vì thế, rèn luyện ý chí là nhiệm vụ quan trọng nhất của một đời người. Cách tốt nhất để rèn luyện ý chí là hãy hành động để biến mọi ước mơ của bạn thành hiện thực. Dù phải trải qua bao nhiêu thử thách chăng nữa, hãy nhìn những người có ý chí mạnh mẽ, họ luôn ra tay hành động khi thấy việc phải làm. Có thể công việc đó tưởng như đơn giản và bất cứ ai cũng làm được, nhưng bằng cách hành động dứt khoát, trong khi những người khác mất nhiều thời gian phân vân, lưỡng lự, họ có thể nhanh chóng hoàn tất và tập trung vào những việc khác lớn hơn. Phần đông chúng ta sẵn sàng vứt bỏ mục tiêu và dự định của mình ngay khi có dấu hiệu đầu tiên của sự phản đối hay những điều không may. Chỉ có một vài người vững vàng tiến bước bất chấp mọi rào cản cho đến khi thực hiện được mục tiêu của mình. Bi kịch của những người thất nghiệp hoặc những người phải làm việc với đồng lương rẻ mạt là bi kịch của một ý chí không được rèn luyện. Nhà bác học E.H.R.M.N. từng nói, tôi không phải là người làm việc nửa vời. Lời khẳng định này ngụ ý rằng Harriman luôn làm chủ được ý chí của mình, và nhờ đó mà ông đã làm nên sự nghiệp lớn. Suy nghĩ không chưa đủ, cần phải biến suy nghĩ thành hành động. Hãy đề ra cho mình những kế hoạch và mục tiêu cụ thể. Hãy nghĩ đến chúng trong mọi hoàn cảnh. Hãy loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và ra khỏi tâm trí, và chỉ tập trung vào những điều bạn thật sự khao khát. Hãy nuôi dưỡng ý chí và của bạn bằng cách hành động dứt khoát và kiên trì theo đuổi mục tiêu. Bạn phải hiểu rằng những thất bại gặp phải trong đời chính là những thử thách giúp bạn tôi rèn ý chí. Vì thế hãy bắt tay vào làm những công việc mà bạn không thích và hoàn thành chúng một cách triệt để. Khi làm được điều đó, bạn sẽ đối mặt với những thử thách khác của cuộc sống dễ dàng hơn. Dám hành động. Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình. Cần lạc quan khi khởi đầu công việc và đầy hoài nghi khi kết thúc công việc. Tàu nằm trên bến thì lo gì sóng gió. Người ta đóng tàu không phải để cho nó nằm yên trên bến đợi. Thà dấn thân làm những việc to tát để nghe được âm vang của chiến thắng còn hơn chẳng bao giờ biết đến vị ngọt hay vị đắng của cuộc sống, bởi suốt ngày chỉ giam mình trong vùng trời xám mịt của vùng an toàn. Người ta sẽ chẳng sáng tạo được gì nếu trước hết họ không có một ý tưởng, một tư duy đột phá. Sự bất tử chỉ đơn giản là việc đưa ra quyết định dám hành động. Cuộc đời này luôn cần có những con người dám nghĩ, dám làm, những con người sẵn sàng hành động vì chính nghĩa mà không cần phải mất nhiều thời gian để tính toán thiệt hơn. Để làm được điều đó cần phải có can đảm và cả lòng hy sinh. Những bậc vĩ nhân làm nên lịch sử loài người đều là những người dám hành động, biết chấp nhận mất mát. Chẳng thà bạn phạm sai lầm, chẳng thà bạn đã phải dẫm tìm một lối đi mới và hữu ích, còn hơn là cứ phân vân lo sợ thất bại để rồi chùn bước. Khi dám nghĩ, dám làm, sức mạnh tiềm ẩn vốn có trong mỗi chúng ta sẽ trỗi dậy để hỗ trợ và tiếp sức đưa ta tiến lên phía trước. Hãy can đảm dấn thân vào những điều mới mẻ, hãy thử làm những công việc mới, hãy đi tiên phong nếu cần phá bỏ những tiền tệ. Bạn sẽ không phải mất thời gian mò tìm lối thoát từ những ngổn ngang của các hy vọng vỡ vụn và ước mơ héo úa. Hãy cố gắng tìm công việc của bạn tốt hơn những người tiền nhiệm. Đừng để cho cái bóng của người phía trên che khuất mặt. Để đạt được tất cả những điều đó thì trước hết bạn phải dám nghĩ, dám làm. Sự cộng hưởng. Không ai trong chúng ta giỏi bằng tất cả chúng ta. Tập thể làm nên sức mạnh, nhưng sức mạnh ấy có bền lâu hay không còn tùy thuộc vào động cơ gắn kết các thành tố của tập thể với nhau. Nếu đó là một động cơ tích cực khuyến khích các thành viên tự nguyện hợp tác thì sức mạnh của tập thể ấy sẽ tồn tại bền lâu. Còn nếu đó là một động cơ tiêu cực ép buộc các thành viên hợp tác do sợ hãi hay do một nguyên nhân mờ ám nào khác thì sức mạnh ở đây chỉ mang tính chất tạm thời. Về phương diện vật lý, đại lực có thể
được tạo ra bởi sự phối hợp của nhiều tiểu lực, nhưng độ bền, chất lượng, phạm vi và sức mạnh của lực ấy lại xuất phát từ cái mà người ta gọi là tinh thần. Nhờ có nó, người ta chung lưng đấu cật nhằm đạt mục đích chung. Nếu tinh thần của một tập thể là thiện chí, tự nguyện và tự do thì tập thể đó sẽ có được một sức mạnh hùng tráng và bền lâu. Trong tiếng Anh, cộng hưởng là together. Để dễ nhớ, bạn có thể chiết tên tự nó thành ba chữ together, nghĩa là cùng đích đến. Trên thực tế, nếu bạn biết kết hợp mọi nguồn lực xung quanh và biết tạo nên sự cộng hưởng bên trong mình thì nhất định bạn sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra. Sức mạnh của một tập thể phụ thuộc vào động cơ gắn kết các thành viên trong đó. Nếu động cơ khuyến khích các thành viên tự nguyện hợp tác với nhau thì sức mạnh tập thể sẽ tồn tại lâu bền. Ngược lại, khi các thành viên ràng buộc nhau một cách miễn cưỡng, chắc chắn sức mạnh ấy chỉ mang tính tạm thời. Hẳn bạn từng nghe câu chuyện ngụ ngôn về tay, chân, mắt, mũi, miệng vì tranh giành chức vị quan trọng nhất mà các bộ phận này đã bỏ rơi nhau. Chỉ đến khi tất cả cùng kiệt sức thì mới nhận ra rằng sự tồn tại của mình phụ thuộc vào sự tồn tại của các bộ phận khác. Mỗi bộ phận tuy đóng một vai trò riêng nhưng đều quan trọng như nhau. Thật tuyệt vời nếu bạn biết kết hợp mọi nguồn lực bên trong để tạo nên sức mạnh cho riêng mình. Ý tưởng về sự cộng hưởng chính là ý tưởng về sự tiến bộ. Khi bạn tập trung mọi nguồn lực của mình vào một việc gì đó, nghĩa là bạn đã sẵn sàng tiến về phía trước. Sự cộng hưởng không những giúp tập thể đoàn kết hơn mà còn có khả năng giúp con người tăng cường sức mạnh của chính bản thân họ. Đây chính là một trong những yếu tố căn bản giúp con người đạt được thành công như mong muốn. Hãy kết hợp mọi nội lực trong con người bạn cũng như mọi người xung quanh. Hãy ghi nhớ, cộng hưởng nghĩa là cùng đích đến. Tầm nhìn là nghệ thuật nhìn thấy được những gì mà người khác không nhìn thấy. Có hai điều quan trọng và có lẽ quan trọng hơn mọi yếu tố khác giúp mở rộng và phát triển tầm nhìn sáng tạo. Một là thiện chí làm việc, phải là thiện chí hết sức chân thành. Hai là động cơ cụ thể và phải là động cơ đủ mạnh để đưa thiện chí ấy đi xa hơn mục đích ban đầu. Tầm nhìn giúp ta nhìn thấy sự việc như ý mình muốn chứ không phải như một bức tranh xả thực. Kinh cổ ước nói rằng nếu không có tầm nhìn, con người sẽ tàn lụi. Tôi thừa nhận việc nghiên cứu lịch sử là quan trọng, nhưng sự so sánh tầm nhìn tương lai và lịch sử quá khứ của Thomas Jefferson đã khiến tôi tin rằng nơi mà chúng ta sẽ đến quan trọng hơn nơi chúng ta đã đi qua. Tầm nhìn sáng tạo là tầm nhìn vượt qua những giá trị vật chất thông thường. Nó nhìn thấy quá khứ để dự đoán tương lai nhưng không bao giờ dừng lại ở quá khứ. Nếu trí tưởng tượng chịu sự chi phối và kiểm soát của lý trí và kinh nghiệm thì tầm nhìn sáng tạo lại tách rời những điều này. Nó hướng đến mục tiêu bằng những ý tưởng cùng các phương cách mới. Trí tưởng tượng có thể tồn tại những hạn chế khiếm khuyết, nhưng tầm nhìn sáng tạo lại vượt qua tất cả những điều đó để theo đuổi mục tiêu cuối cùng của mình. Trong khi trí tưởng tượng tồn tại trong trí não của con người thì tầm nhìn sáng tạo tồn tại trong tinh thần của vũ trụ và được biểu hiện thông qua bộ não của con người. Tầm nhìn sáng tạo sẽ giúp bạn xuyên suốt được những điều đang xảy ra trong trí tưởng tượng của mình. Dù cùng có nguồn gốc là sự hoạt động của trí não, nhưng tầm nhìn sáng tạo lại khác với óc tưởng tượng. Nếu óc tưởng tượng đóng vai trò như một máy thu thập dữ liệu thì tầm nhìn sáng tạo sẽ được chuyển những dữ liệu ấy đến trung tâm não bộ để thiết kế nên những chiến lược và kế hoạch hiệu quả nhất. Người có tầm nhìn sáng tạo bao giờ cũng nổi trội hơn những người khác. Đây là yếu tố làm nên sự khác biệt giữa thiên tài và người bình thường. Thiên tài thường được sử dụng tầm nhìn sáng tạo, con người bình thường lại sử dụng trí tưởng tượng. Dù trí tưởng tượng cũng có quyền năng và đem đến những hiệu quả bất ngờ, nhưng chắc chắn nó không thể hoạt động được như tầm nhìn sáng tạo. Hãy sử dụng đôi mắt của mình để quan sát, và khi thấy được điều gì hay, hãy khắc ghi vào tâm trí. Mỗi người đều có cách nhìn khác nhau cho cùng một sự việc. Cậu bé James Watt đã nhìn thấy sức mạnh tiềm tàng trong luồng hơi bay ra từ ấm nước của mẹ. Còn Benjamin
Plankin thì chợt thấy những hữu dụng của chiếc đuôi con nhiều giấy. Các thế hệ kế thừa của những con người vĩ đại ấy cũng đã có cách nhìn tương tự nhưng khác biệt để cải thiện và thúc đẩy sự phát triển của nền văn minh nhân loại. Tăng tốc vượt thời gian, tầm nhìn sáng tạo giúp con người vươn lên, làm chủ cuộc sống của họ và chi phối những người xung quanh. Nếu không có tầm nhìn sáng tạo, bạn sẽ tự giới hạn cuộc đời mình và phải luôn lệ thuộc người khác. Tầm nhìn sáng tạo là sự kết hợp giữa tinh thần lạc quan và đôi mắt thông suốt. Ngay cả những người khiêm nhường nhất cũng có thể có tầm nhìn lớn lao. Nền tảng của tầm nhìn sáng tạo chính là ý tưởng, do đó hãy tập trung vào mọi ý tưởng của bạn. Tầm nhìn của bạn xa hay gần hoàn toàn phụ thuộc vào bạn càng khát khao và nỗ lực, tầm nhìn của bạn sẽ càng xa. Với tầm nhìn sáng tạo của mình, bạn sẽ có thêm sức mạnh để hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Hạnh phúc chân chính duy nhất là hạnh phúc xuất phát từ việc cống hiến cho một mục đích cao cả. Hạnh phúc và sự bình an trong tâm hồn mỗi người tùy thuộc vào những gì anh ta có thể chia sẻ với người khác. Thomas A. Edison đã khẳng định: "Tôi không bao giờ phát triển bất kỳ một ý tưởng nào mà không nghĩ đến những lợi ích nó có thể mang lại cho người khác." Tất nhiên, chúng ta không thể nói rằng quan hệ làm ăn là mối quan hệ đầy yêu thương giữa người mua và người bán. Tuy nhiên, nếu mối quan hệ ấy bao trùm ý tưởng phục vụ đồng bào thì cả hai bên đều được lợi rất nhiều. Henry Ford nói rằng mỗi chiếc xe ô tô chạy qua dây chuyền sản xuất đều có một phần con người tôi trong đó, và khi nghĩ đến một chiếc ô tô mà tôi bán được, tôi không nghĩ đến thuận lợi nhuận mà chỉ nghĩ đến những tiện ích khách hàng có thể nhận được. Thành công là có được thứ mà bạn muốn, còn hạnh phúc là muốn thứ mà bạn đang có. Hạnh phúc là ước mơ và là mục tiêu của tất cả mọi người. Suy cho cùng, mọi nỗ lực và hành động của con người đều chỉ hướng đến một mục đích duy nhất là sống hạnh phúc. Hạnh phúc có thể giúp con người cải thiện sức khỏe và tăng tuổi thọ. Người sống hạnh phúc luôn có khả năng lôi cuốn người khác bằng dáng vẻ tự tin của mình. Để có được hạnh phúc bền vững, nhiều người đã cố gắng tích lũy thật nhiều tiền bạc mà quên rằng tiền không thể mua được hạnh phúc. Tiền bạc chỉ có thể là phương tiện giúp con người có được hạnh phúc. Đó là lý do vì sao Henry Drummond cho rằng trong công cuộc tìm kiếm hạnh phúc, một nửa nhân loại đều nhầm hướng. Họ nghĩ hạnh phúc bao gồm việc tìm thấy, sở hữu và được phục tùng. Nhưng không, hạnh phúc chỉ được tìm thấy trong việc cho đi và phục vụ người khác mà thôi. Quả thật, hạnh phúc chỉ thật sự đến với những ai biết chia sẻ mà không cần đáp trả. Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết hài lòng với mục tiêu mình đã đề ra, đồng thời không ngừng nỗ lực để thực hiện, thực hóa chúng. Hạnh phúc không nằm ở cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi. Để sống một cuộc đời hạnh phúc, bạn hãy làm việc gì đó có ý nghĩa bằng tất cả tài năng và tâm huyết của mình. Xét cho cùng, hạnh phúc chỉ đơn giản là nhận thấy những nỗ lực của bản thân mình đã được đền đáp xứng đáng. Một cuộc đời hạnh phúc chính là một cuộc đời hữu ích. Hãy cảm nhận hạnh phúc từ những điều bình dị mà cuộc sống đã mang đến cho bạn. Và trên hết, hãy sống hạnh phúc từ những gì bạn đã cho đi. Những kẻ ngoài cuộc. Trong cuộc sống, có những tình huống cấp bách buộc ta phải đứng trước ngã ba đường và phải quyết định dứt khoát. Trước mặt ta là hai con đường mà ta phải chọn một. Đường thứ nhất là đường niềm tin, đường thứ hai là đường sợ hãi. Tại sao phần đông chúng ta lại chọn con đường thứ hai? Sự lựa chọn luôn gắn với thái độ tinh thần của chúng ta. Sở dĩ người ta chọn con đường sợ hãi là vì không chịu rèn luyện cho tâm trí mình biết suy nghĩ một cách tích cực. Bạn đã thất bại trong quá khứ ư? Thì đã sao nào? Các bậc vĩ nhân như Thomas Edison, Henry Ford, anh em nhà White, Andrew Carnegie chẳng từng qua thất bại đó sao? Thất bại chỉ là một tình trạng tạm thời, đúng hơn, chỉ là những thách thức thúc đẩy chúng ta nỗ lực nhiều hơn nữa mà thôi. Thỉnh thoảng chúng ta cũng nên đứng ra bên lề cuộc sống và nhìn lại chính mình để có được cái nhìn khách quan về bản thân. Cuộc sống là một trò chơi mà bạn phải chọn lựa hoặc trở thành người chơi hoặc chỉ là người ngoài cuộc. Nếu bạn tham gia vào trò chơi và cống hiến hết mình cho nó thì bạn sẽ tìm thấy được niềm vui và cuộc sống của bạn sẽ trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều. Ngược lại, nếu chọn làm kẻ ngoài cuộc, bạn sẽ để cuộc đời mình trôi qua trong tẻ nhạt, buồn chán. Thật đáng buồn là rất nhiều người trong chúng ta chọn lựa cách sống thứ hai vì không đủ can đảm để sống một cuộc đời đích thực. Những kẻ ngoài cuộc thường chẳng làm nên trò trống gì. Họ không thể chăm lo cho bản thân, cũng chẳng thể giúp ích
được gì cho những người xung quanh. Trong khi người khác bận rộn ở sở làm hay trong nhà máy thì họ lại sống như một loài tầm gửi, chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Sống và tồn tại là hai khái niệm thường xuyên được con người nhắc đến trong thế giới hiện đại. Bạn chỉ thật sự sống khi dũng cảm dấn thân và cống hiến hết mình cho những mục đích cao cả. Nếu không, cuộc đời bạn chỉ còn lại là sự tồn tại mà thôi. Hãy hòa mình vào cuộc sống, đồng thời tìm cho mình một công việc và tận tâm với nó. Hãy làm việc vui chơi và nghỉ ngơi hết mình để cảm nhận những giá trị đích thực của cuộc đời. Và quan trọng, đừng bao giờ cho phép mình trở thành một kiểu ngoài cuộc. Mục tiêu, nếu không nhìn vào mục tiêu bạn sẽ chẳng thấy nếu không nhìn vào mục tiêu bạn chỉ thấy toàn chướng ngại vật. Bạn có nhiều tiềm năng để thành công, nhưng trước hết bạn phải biết tâm nguyện của mình vào đâu, của mình hướng về đâu. Phải biết sống cho mình, rồi sau đó bạn sẽ phát hiện ra tiềm năng của mình để tận dụng nó. Bí quyết giúp bạn vươn tới hoài bão của mình chẳng ở đâu xa, bạn có thể tìm thấy chúng ngay trong nội lực của mình. Chúng ta cần ý thức rằng khởi điểm của thành công là mục tiêu xác định rõ ràng. Nói một cách đơn giản, làm sao ta có thể đạt được mục tiêu nếu ta không có mục tiêu? Rất nhiều người không hiểu được điều kiện tiên quyết đó của sự thành công. Sự thất bại trái lại chẳng cần mục tiêu gì cả. Xác định mục tiêu là bước khởi đầu không thể thiếu trên con đường đi đến thành công. Bạn không thể đòi hỏi điều gì ở cuộc sống này nếu như không có ít nhất một mục đích sống. Thế nhưng thật đáng tiếc là rất nhiều người trong chúng ta không hiểu được điều này, và việc họ gặp phải thất bại là không thể tránh khỏi. Bí quyết của mọi thành công là sự đấu tranh không khoan nhượng và nỗ lực hết mình nhằm hướng đến mục tiêu đã được xác định. Nếu bạn đã có một mục tiêu cụ thể và lòng can đảm để thực hiện nó thì bạn sẽ không bao giờ thất bại. Thật vậy, mục tiêu của bạn thường tương quan với tính cách của bạn. Khi John Cage, một nhà thơ nổi tiếng trong phong trào thơ lãng mạn của Anh ở thế kỷ 19, bắt đầu làm thơ, cậu đã bị các nhà phê bình nhạo báng, nhưng cậu đã không thèm để ý đến họ vì tin vào khả năng của mình. Quả thật, những bài phê bình kia chưa kịp tráo mực thì cậu đã tung ra bài thơ Endymion tuyệt vời. Cậu nói: "Tôi không sợ thất bại. Tôi hoặc là một tên vô danh tiểu tốt, hoặc phải đứng chung hàng với các bậc vĩ nhân." Khê mất ở tuổi 26 khi hãy còn là một cậu bé. Còn nhưng tiếng tăm ông thì lẫy lừng trên văn đàn thế giới. Nhiều người ngạc nhiên khi Woodrow Wilson, hiệu trưởng một trường tiểu học, đắc cử tổng thống Mỹ. Nhưng những ai biết ông đều hiểu rằng ông đã dày công chuẩn bị cho vị trí này trong một phần tư thế kỷ trước đó. Mục tiêu của ông không phải là chiếc ghế tổng thống, mà là khả năng đảm nhận vai trò tổng thống. Mục tiêu ấy hướng về nhiệm vụ thứ, chứ không chỉ là danh dự. Thực tế hoàn toàn không có khái niệm chó ngáp phải mồi. Những người thành công là những người làm việc chăm chỉ với một mục tiêu rõ ràng. Đơn giản thế thôi, mọi danh nhân thành đạt trên thế giới này đều bắt đầu sự nghiệp của mình với một mục tiêu. Kết quả, những tòa nhà cao tầng nguy nga và những thương hiệu tầm cỡ đã trở thành biểu tượng của quê hương họ. Bạn đã có mục tiêu chưa? Bạn chỉ cần một mục tiêu duy chính duy nhất. Hãy nhanh chóng xác định mục tiêu của mình, hãy theo đuổi nó đến cùng. Với lòng can đảm, nên tập trung vào một mục tiêu lớn và nỗ lực đạt được nó trong danh dự, hơn là phân chia mục tiêu của mình thành hàng chục mảnh nhỏ để rồi bị phân tán và chẳng thu về được gì. Hãy xác định cho mình một mục tiêu cụ thể. Hãy chịu khó suy nghĩ. Nguồn gốc của mọi hành động là tư tưởng. Nhà thơ nổi tiếng người Anh William Henley đã viết những dòng thơ mang đầy tính tiên tri như sau: "Ta là chủ nhân của số phận ta, ta là thuyền trưởng của con tàu tâm trí." Có lẽ Henley muốn nhắn nhủ rằng chúng ta là người làm chủ vận mệnh của mình, là thuyền trưởng lèo lái con thuyền tâm hồn mình, bởi đã có đủ sức mạnh để điều khiển và kiểm soát suy nghĩ của bản thân. Những bằng thơ bất tử của ông cũng nói cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta muốn trở nên giàu có, trước hết ta phải có khát vọng làm giàu, và khát vọng ấy phải đủ độ cháy bỏng để hướng chúng ta đến những kế hoạch cụ thể cho mục tiêu đề ra. Tất cả những người làm nên nghiệp lớn xưa nay đều là những người có tư tưởng lớn. Hãy chịu khó suy nghĩ. Nếu bạn chịu khó suy nghĩ thì bạn sẽ ít
phạm sai lầm, ít bị lúng túng, lo lắng hay sợ hãi. Nhưng bạn hãy hướng suy nghĩ của mình đến một mục tiêu cụ thể. Hãy hệ thống hóa những ý tưởng của bạn. Hãy lên kế hoạch hành động cho từng ngày, từng giờ, từng phút. Napoleon là một người chịu khó suy nghĩ. Có một lần vào giai đoạn khủng hoảng của Paris, người ta tìm thấy ông trong một gác xếp tồi tàn. Ông đang ngồi nghiên cứu đường phố Paris và bắt đầu suy nghĩ về chiến lược hành động tiếp theo. Hãy là người bạn đồng hành biết im lặng của chính mình. Hãy có trách nhiệm với nguồn tri thức mà mình sở hữu. Hãy vun trồng các giống cây mới trên mảnh đất thất bại của mình. Nếu biết xông pha và có quyết tâm sắt đá thì bạn sẽ gặt hái được hoa thơm quả ngọt. Bắt đầu ngay từ ngày hôm nay, bạn hãy chịu khó suy nghĩ về mỗi hành động của mình và ý thức rằng chỉ những người chịu khó suy nghĩ mới có thể làm được những điều lớn lao hữu ích. Thành công. Thành công chỉ đơn giản là do vận may mà có. Không tin, bạn hãy thử hỏi những kẻ thất bại mà xem. Bạn hãy luôn nhớ rằng điều quan trọng hơn cả là bạn có quyết tâm đi đến thành công hay không. Chỉ những ai luôn nỗ lực không ngừng thì mới có thể thành công và duy trì được sự thành công đó. Nhiều người cho rằng thành công về vật chất là do may mắn mà có, nhưng không, may mắn duy nhất mà bạn có thể trông cậy là may mắn tự tạo. Tính kiên định là điều không thể thiếu trong quá trình tự tạo ra những may mắn ấy. Với xuất phát điểm là một mục tiêu rõ ràng, trên con đường dẫn đến thành công, chắc chắn không ít lần bạn phải đối mặt với khó khăn, thất bại trong mong đợi. Thế nhưng thất bại chính là hình ảnh khác của thành công. Mỗi nghịch cảnh, thất bại hay đau khổ đều mang trong nó hạt giống của những lợi ích tương đương hoặc lớn hơn. Do đó, hãy học cách đối mặt và vượt qua thất bại. Chuyện kể rằng cách đây nhiều năm, một chàng trai đến xin làm nhân viên thu ngân cho một cửa hàng ở New England. Anh ít nói, thật thà và trung thành, nhưng những phẩm chất này cũng không thể khiến cho ông chủ hài lòng. Ông khuyên anh nên trở về quê vì theo ông, anh không có tố chất để trở thành một nhân viên kinh doanh giỏi. Nhưng ngày nay, nếu có dịp tản bộ trên phố State ở Chicago, bạn sẽ được ngắm tượng đài của chàng thanh niên ấy, biểu tượng của sự thành công. Chàng trai đó chính là Maxwell Field, thương gia vĩ đại của mọi thời đại. Nhưng thành công thật sự không chỉ được đo bằng tài sản vật chất mà còn thể hiện qua nhiều giá trị vô giá về mặt tinh thần khác. Khi qua đời, Lincoln hầu như không có tài sản nào đáng chú ý về mặt vật chất. Song chính những giá trị tinh thần mà Lincoln để lại cho các thế hệ sau mới thật sự là yếu tố làm nên tên tuổi và thành công của ông. Khát khao là nhân tố vô cùng quan trọng có thể giúp bạn đạt được thành công như mong muốn. Có khả năng bạn sẽ bị cuốn hút bởi công việc đầu tiên mà mình tìm được. Nhưng hãy nhớ rằng để thành công, bạn phải sẵn lòng vượt qua mọi khó khăn, trở ngại và duy trì được khát khao đến cùng. Hãy đặt cho mình một mục tiêu cụ thể và vạch ra kế hoạch cụ thể để đạt được nó. Nếu không, bạn sẽ chẳng bao giờ tiến xa trên con đường đang đi. Bất kỳ ai muốn thành công trong bất cứ lúc lĩnh vực nào đều phải sẵn lòng đốt bỏ con thuyền đã đưa họ qua sông và cắt đứt mọi con đường rút lui. Đó là cách duy nhất để duy trì ý chí, tinh thần khát khao, chiến thắng và điều kiện cần thiết để vươn tới thành công. Hãy nhớ rằng thành công có nghĩa là bạn đã làm tốt công việc của mình và làm ngay trong ngày hôm nay. Bởi khi bạn trì hoãn một việc gì đó, nghĩa là bạn đã thỏa hiệp với sự thất bại. Nền tảng của mọi chiến thắng là sự tự thắng chính mình. Không ai có thể giúp bạn giành được thành công ngoại trừ bản thân bạn. Bạn bè. Nếu anh chỉ nghĩ đến bạn bè khi cần được giúp đỡ thì chẳng mấy chốc anh sẽ mất hết bạn bè. Tình bạn phải được nuôi dưỡng chứ không phải tự nhiên mà có. Nếu muốn có người quen thì bạn chỉ cần giàu có. Nếu muốn có bạn bè, bản thân bạn phải là một người bạn tốt. Nếu bạn phải làm cho ai đó thất vọng thì nhất thiết đó không được gọi là người đã nâng bạn lên khi bạn vấp ngã. Một người bạn đích thực là người biết rất rõ về bạn và vẫn tôn trọng bạn. Tình bạn cần phải được biểu hiện thường xuyên thì mới có thể tồn tại dài lâu. Trong tình bạn đích thực không thể thiếu vắng lòng vị tha. Một trong những hạnh phúc lớn của đời sống là tình bạn, và một trong những hạnh phúc lớn của tình bạn là có người để gửi gắm một bí mật, một tâm tư. Không phải tất cả những người cười với ta đều là bạn, cũng không phải tất cả những ai làm ta bực mình đều là kẻ thù. Trong tình bạn, nếu không sẵn sàng tha thứ cho nhau những lỗi lầm nhỏ nhặt thì không có cách gì bền vững được. Cố chấp là thuốc độc giết chết tình bạn.
Bạn bè cần thiết cho cuộc sống của mỗi người tựa như việc chúng ta cần không khí để thở, cơm để ăn và quần áo để mặc. Không có bạn bè, cuộc sống của con người trở nên cô độc, buồn chán và vô nghĩa. Để có bạn, trước hết bạn phải trở thành một người bạn đúng nghĩa. Nghệ thuật kết bạn là nghệ thuật của trái tim. Chỉ khi bạn đến với người khác bằng cả tấm lòng của mình thì khi đó bạn mới được đền đáp. Tình bạn sẽ giúp chúng ta có thêm lòng can đảm, niềm vui và tìm thấy ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Bạn bè là chỗ dựa tinh thần vững chắc, giúp ta vượt qua mọi thử thách và vững vàng tiến bước. Nhưng tình bạn đúng nghĩa không tính bằng số lượng bạn bè mà bạn có. Vì thế, nếu bạn không thể và không muốn mở rộng mối quan hệ thì hãy tìm cho mình một người bạn đích thực. Đó là người có thể chia sẻ mọi buồn vui của cuộc sống và giúp bạn khám phá ra tiềm năng trong mình. Khi bạn tìm được một người bạn như thế, cũng có nghĩa là bạn đã tìm được chính mình. Người bạn đích thực là người luôn hiểu và ủng hộ bạn khi những người khác đã quay lưng, nhưng đó cũng là người sẵn sàng tranh luận hoặc khuyên can nếu bạn mắc phải sai lầm nào đó. Một đôi bạn thân thiết là những người có thể ngồi với nhau hàng giờ mà chẳng cần phải nói tiếng nào. Nhưng khi chia tay, mỗi người đều cảm thấy phấn khởi và tràn đầy niềm lạc quan, tin tưởng. Một tình bạn chân thành sẽ giúp chúng ta tiến lên phía trước và đạt được thành công như mong muốn. Hãy tìm cho mình một người bạn đích thực và vun đắp cho tình bạn ấy được bền lâu. Hãy nhớ rằng so với tình bạn, cuộc sống này thật ngắn ngủi. Một nửa của thế giới. Tình yêu sẽ giúp ta vượt qua nỗi sợ hãi để sống với những gì ta thật sự yêu quý và có ý nghĩa cuộc đời mình. Nguồn lực mạnh mẽ nhất trên thế gian này chính là tình yêu vô điều kiện. Đừng che giấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cho cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy không ngừng nói những lời thân thương một khi trái tim bạn còn rung động. Tôi xin dành những lời này để tôn vinh chị em phụ nữ cùng niềm hạnh phúc và nguồn cảm hứng mà các bạn đã mang đến cho thế giới nói chung và những người đàn ông nói riêng. Phụ nữ làm nên thế giới và cuộc sống của người đàn ông. Người xưa từng có câu: đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ. Quả thật lịch sử ghi lại rất nhiều trường hợp mà thành tựu của những người đàn ông vĩ đại có thể được truy nguyên trực tiếp từ ảnh hưởng của những người phụ nữ. Phụ nữ chính là nguồn cảm hứng đánh thức khả năng tưởng tượng, sáng tạo trong tâm trí đàn ông. Napoleon Bonaparte là một trong những người đàn ông đó. Khi được người vợ đầu tiên của mình, nàng Josephine, truyền cảm hứng, ông đã trở thành người hùng bất khả chiến bại. Khi sự suy xét thận trọng hay lý trí xúi dục Bonaparte bỏ rơi Josephine, ông bắt đầu suy sụp. Chẳng lâu sau, ông thua trận và bị đẩy ra đảo Seychelles. Tương tự, thành công của Henry Ford, tổng thống Andrew Johnson, một phần là nhờ vào người bạn đời luôn sát cánh bên họ. Vợ Henry Ford chính là nhà đầu tư ban đầu, còn tổng thống Andrew Johnson biết đọc là nhà vợ của mình. Tầm vóc của một người đàn ông không bao giờ sánh được với sự vĩ đại của người phụ nữ đã nâng bước anh ta. Rõ ràng, nếu không có sự đóng góp những người phụ nữ như Josephine, vợ Henry Ford, phu nhân ngài Andrew Johnson, thì có lẽ lịch sử nhân loại đã khác đi rất nhiều. Dù được biết đến và vinh danh hay không thì tất cả những đóng góp của người phụ nữ cho sự thành công của người đàn ông đều rất xứng đáng để ta trân trọng và ngưỡng mộ. Bản thân mỗi người phụ nữ đều tiềm ẩn một sức mạnh vô hình. Nếu họ muốn người đàn ông của họ thành công và biết cách hỗ trợ thì chắc chắn anh ta sẽ thành công. Đối với người đàn ông, không có sự khích lệ nào đánh giá bằng lời động viên của người phụ nữ mà anh ta yêu thương. Trong rất nhiều trường hợp, người phụ nữ hoặc sẽ trở thành động lực để đấng lang quân vững vàng tiến bước về phía trước, hoặc sẽ biến anh ta thành một kẻ vô dụng. Hãy sánh bước bên người đàn ông mà bạn yêu thương, cả lúc anh ấy đang ở đỉnh cao sự nghiệp lẫn khi bên bờ vực thất bại. Tôi tin rằng với tình yêu, con người sẽ vượt qua được tất cả thử thách của cuộc sống và tìm thấy hạnh phúc vĩnh hằng. Sự trân trọng trên đời này ít điều gì tác dụng mạnh mẽ hơn một sự khích lệ tích cực. Đó có thể là một nụ cười, một lời động viên chân tình hay một sự chia sẻ đúng lúc. Chúng ta đều biết rằng sự tin tưởng vào khả năng của người khác có những tác động tích cực
đến mức nào. Có một hiện tượng được gọi là sự tiên đoán tích cực. Hiện tượng này xảy ra khi ta biết tin vào người khác và đối đãi họ như với bậc hiền tài, kết quả là họ sẽ làm tốt hơn mọi công việc được giao. Hiển nhiên, nếu nhà lãnh đạo đối xử với cấp dưới giống như những người mà họ kỳ vọng thì kết quả công việc chắc chắn sẽ được cải thiện rất nhiều. Biểu hiện sự trân trọng đối với người khác là điều thiết yếu, và tự bản thân nó cũng mang lại cho bạn những niềm vui lớn lao. Chúng ta làm một việc tốt không chỉ vì đó là việc cần làm, mà là vì bản thân ta cảm thấy thỏa nguyện khi làm được một việc có ích. Cách đơn giản để biểu hiện sự trân trọng đối với người khác là nói lời cảm ơn, cũng có thể gửi đến họ một tấm thiệp tri ân nho nhỏ. Cảm xúc tích cực là một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống mỗi người. Cảm xúc tích cực không chỉ giúp con người cải thiện sức khỏe cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, mà còn có tác dụng như một bức bình phong giúp ta tránh được ảnh hưởng tiêu cực của những phiền não, bệnh tật gặp phải trong đời sống. Trân trọng và khích lệ chính là hai yếu tố cơ bản góp phần hình thành cảm xúc tích cực ở mỗi người. Nếu một ngày nào đó bạn trở nên giàu có và nhiều quyền lực, thì hãy tập thói quen vỗ vai người khác với một sự khích lệ chân tình. Trên đời này không có gì cảm kích cho bằng khi nhìn thấy tia hy vọng ửng hồng trên gương mặt người vừa được bạn trao đi lời khích lệ. Nếu bạn mỉm cười với cậu bé đánh giày thì giày của bạn sẽ được đánh kỹ hơn bình thường. Thậm chí đến một con ngựa đua cũng cần sự vuốt ve khích lệ để có thể mang về vòng hoa chiến thắng. Trân trọng sự đóng góp và giúp đỡ của người khác là một trong những thói quen tốt nhất mà mỗi người chúng ta nên tự hình thành cho mình. Chúng ta không ai lại cảm thấy hối tiếc khi nói lời cảm ơn hay khó chịu khi nhận lòng biết ơn từ người khác. Sở dĩ con người không muốn biểu hiện sự trân trọng của mình vì cảm thấy e ngại, và đây là một trong những sai lầm lớn nhất của họ, bất kể người đó là ai, bạn đời, bạn bè, đồng nghiệp hoặc một người xa lạ. Và điều người đó làm cho bạn nhỏ bé đến thế nào thì cũng đừng bao giờ quên nói lời cảm ơn với nụ cười tươi. Sự trân trọng luôn đem đến cho chúng ta niềm phấn khích cao độ, giúp chúng ta cảm thấy yêu đời hơn. Tại công sở, trân trọng và khích lệ chính là nền tảng giúp nhân viên thăng hoa cảm xúc tích cực khi làm việc. Một cuộc nghiên cứu cho thấy nguyên nhân chủ yếu khiến nhân viên bỏ việc chính là họ thấy mình không được đánh giá và trân trọng đúng mức. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến nhiều người thường xuyên phải làm việc trong trạng thái mệt mỏi. Nếu bạn là một nhà lãnh đạo, hãy biết khơi gợi niềm cảm hứng của nhân viên bằng cách trân trọng những cống hiến của họ và kịp thời khích lệ để họ nỗ lực hơn trong công việc. Với hai từ cảm ơn, bạn có thể làm theo những điều kỳ diệu. Người ta thành công không phải vì được số phận thiên vị, mà là do nhận được nhiều tình yêu. Chính những nụ cười, những tràng pháo tay nồng nhiệt, những tiếng reo hò cổ vũ là nguồn suối mát tưới tắm quyết tâm và ý chí phấn đấu trong ta. Cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp hơn, con người sẽ bình đẳng với nhau hơn nếu tất cả chúng ta đều biết biểu hiện lòng tri ân sau những gì mình nhận được. Ngoài ra, bạn cũng nên trân trọng và biết ơn những gì cuộc sống đã ban tặng: sức khỏe, gia đình, bạn bè, các cơ hội. Chỉ khi làm được như vậy, bạn mới thật sự cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc. Cách nhìn, động thái khám phá thật sự không phải là việc tìm ra một vùng đất mới, mà chính là việc bạn nhìn cuộc sống bằng đôi mắt. Cùng một công việc, cùng một sự kiện, ý nghĩa của nó trở nên cao đẹp hay tầm thường là tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi người. Mỗi người có một cái cách nhìn, nhận và xét đoán cuộc sống. Nhưng để có một cái nhìn toàn diện, bạn phải quan sát cuộc sống bằng cả đôi mắt, khối óc và trái tim mình. Cùng một sự việc chung, nhưng mỗi người sẽ hình thành các quan điểm, nhận định khác nhau về nó. Có những điều con người không thể nhìn thấy bằng mắt thường, mà phải dùng trái tim để cảm nhận. Người mù chính là người không chịu quan sát. Trong nhiều trường hợp, những người khiếm thị có thể nhìn thấy nhiều hơn những người sáng mắt. Trong những lần diễn thuyết, Helen Keller đã nói rằng cô có khả năng nhìn thấy những điều mà nhiều người sáng mắt không thể thấy được. Trong khi đó, Joseph Pulitzer, chủ nhiệm tờ New York Post, đã có những cải cách quan trọng và đưa tờ báo của ông trở thành một trong những tờ báo danh tiếng uy tín nhất nước Mỹ sau khi ông bị mù. Cũng như vậy, nhà sử học Fred Cott đã đưa ra những nhận định sắc bén và thuyết phục trong những cuốn sách nghiên cứu lịch sử khi phải sống trong cảnh tăm tối, và một sư PS
hết son, dù chỉ còn trong một mắt sáng, nhưng ông ta đã nhìn thấy và học hỏi nhiều hơn bất cứ ai. Thế giới của chúng ta vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều điều thú vị chờ đợi con người khám phá. Có thể bạn sẽ nhìn thấy những điều chưa ai nhận ra, nhưng cũng có thể trở thành che khuất chúng. Hãy cố gắng quan sát thật kỹ, đồng thời không ngừng học hỏi những điều chưa biết, và đặc biệt hãy tập nhìn bằng cả khối óc lẫn con tim. Đấu tranh, hãy tự tin đến tiến lên phía trước, tự khắc bạn sẽ tiếp thêm sức mạnh. Những tư tưởng lớn mà bạn đọc được trên từng trang giấy này là những kinh nghiệm thực tế được chắt lọc qua nhiều thử thách và đấu tranh đầy gian lao. Nếu bạn lật dở những trang sử từ buổi hồng hoang của nền văn minh nhân loại, bạn sẽ để ý thấy rằng cái tên tuổi bất tử được lưu truyền từ đời này sang đời khác đều là tên tuổi của những con người không ngừng đấu tranh để vượt qua gian khó, vượt lên thất bại buổi đầu. Tất nhiên, cũng có những người chẳng cần phải đấu tranh, chẳng cần phải vượt khó và chẳng hề thất bại mà vẫn có thể để lại những tượng đài bằng ngọc thạch. Nhưng những ai đã xây tượng đài trong trái tim của nhân loại, nơi mà không thế lực hoặc bàn tay nào có thể hủy hoại được, đều là những người phải hy sinh và tranh đấu. Nếu những nỗ lực đấu tranh, bạn đã sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Còn nếu bạn không dùng sức mạnh để của mình thì ắt nó tự mai một. Một chân lý không thể chối cãi, sức mạnh sẽ hấp dẫn sức mạnh, đó là bản chất của nhân loại. Để trưởng thành, tất cả chúng ta đều phải trải qua hai cuộc đấu tranh, một cuộc đấu tranh bên ngoài và một cuộc đấu tranh ngay trong tâm trí mỗi người. Nhưng cuộc đấu tranh quan trọng nhất, là có ý nghĩa nhất, chính là cuộc đấu tranh diễn ra ngay trong tâm hồn mỗi người. Đó là cuộc đấu tranh chống lại các thói quen không lành mạnh, những cơn nóng giận sắp bùng phát, những lời gian dối chực chào, những phán xét thiếu cơ sở và những căn bệnh hiểm nghèo. Những cuộc đấu tranh như thế diễn ra liên tục và thật sự rất gian khó, nhưng lại là điều kiện giúp bạn nhận ra cảnh giới cao nhất của mình. Đấu tranh giúp con người phát hiện ra những cá tính và khả năng đặc biệt của họ. Mine Richard Smith từng nói, kim cương cũng chỉ là những hòn than, nhưng chúng đã phải lao động cật lực để trở nên cao quý. Cũng như vậy, tất cả chúng ta đều chào đời dưới hình thức những viên đá thô sơ để bộc lộ hết những phẩm chất quý báu của mình. Chúng ta phải trải qua quá trình rèn luyện và thử thách không ngừng của cuộc sống. Hãy luôn cẩn trọng và can đảm, hãy tiếp thu ý kiến của những người xung quanh, nhưng đừng để họ chi phối quá nhiều đến cuộc đời của bạn. Hãy giải quyết những bất đồng trong khả năng của mình, nhưng đừng quên đấu tranh đến cùng để hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Đừng để bóng đen của nỗi lo sợ bao trùm lên cuộc sống. Bạn phải hiểu rằng dù có thất bại thảm hại đến mấy chăng nữa, thì bạn cũng đã học hỏi được một điều gì đó bổ ích cho mình. Vì vậy, hãy tin tưởng vào con đường mình đang đi và vững vàng trong cuộc đấu tranh vì những mục tiêu cao cả. Tổ tiên trong lịch sử nhân loại xưa nay không có một người nào khác hoàn toàn giống hệt bạn, và cho đến mãi ngàn sau cũng không thể tìm đâu ra một người như thế. Bạn là một người rất đặc biệt, phải trải qua biết bao khó khăn gian khổ mới có được bạn trên cõi đời này. Hãy thử nghĩ mà xem, hàng chục triệu tế bào đã phải đấu tranh quyết liệt và cuối cùng chỉ có một tế bào thắng trận, đó chính là tế bào hình thành nên bạn. Bạn mang trong mình những gen di truyền của biết bao thế hệ tổ tiên. Bản thân sự ra đời của bạn đã là một chiến thắng, và giờ đây bất kể khó khăn trở ngại nào ngăn cản bước chân bạn cũng chẳng là gì so với những chướng ngại bạn đã vượt qua để thể hiện diện trên cõi đời này. Mỗi chúng ta đều có sẵn trong mình một dòng máu chiến thắng. Bạn không cần phải là mẹ bạn, trừ phi đó là người bạn muốn trưởng thành. Bạn cũng không cần phải là ông nội, bà ngoại hay ai đó trong gia đình bạn. Bạn có thể thừa hưởng cái cằm, vầng trán, đôi mắt giống họ và biết ơn họ đã sinh thành, dưỡng dục bạn. Nhưng bạn không nhất định phải giống như những người từng sống trước bạn. Nếu bạn cần thừa kế gì ở họ thì hãy thừa kế sức mạnh và sự bền bỉ, bởi vì con người duy nhất bạn được phép trở thành là chính bạn. Duy chỉ có bạn quyết định mà thôi. Dù ít hay nhiều thì khi chào đời, mỗi chúng ta đều mang trong mình những gen di truyền từ tổ tiên.
cả ngoại hình lẫn tâm tính, những đặc điểm của tổ tiên bạn cả tốt lẫn xấu đều tồn tại đâu đó trong con người bạn. Do đó hãy tìm hiểu bản thân thật kỹ lưỡng để xem bạn đã được thừa hưởng những phẩm chất tốt đẹp nào từ tổ tiên của mình. Hãy tìm hiểu và phát triển chúng để tiến xa hơn các thế hệ cha ông. Có một câu chuyện rất thú vị về Massonet, một trong những tướng lính nổi tiếng của Napoleon. Trong thời kỳ đánh chiếm nước Nga, cánh quân của ông tổ chức một buổi dạ tiệc và mời rất nhiều quý tộc trong vùng đến dự. Trong buổi tiệc đó, một phụ nữ đến bắt chuyện với tướng này và say sưa kể cho ông nghe về dòng dõi quý tộc tuyệt vời của mình. Lúc vãn câu chuyện, bà hỏi thừa tướng này, cho phép tôi được hỏi tổ tiên của ngài là ai? Tướng này mỉm cười đáp, thưa bà, chính là tôi đây. Việc đóng vai trò tổ tiên của chính mình là một nhiệm vụ không hề đơn giản. Để làm được điều đó, bạn phải rèn luyện ý chí và nỗ lực hết mình để tiến lên trong cuộc sống. Khi bạn phục vụ người khác, quên mình hoặc làm được một việc gì có ích thì bạn đã kết nối bản thân với các thế hệ sau, đồng thời trở thành tổ tiên của mình. Đừng tự hỏi mình như thế nào so với các thế hệ đi trước, bởi bản thân sự ra đời của bạn đã là một sự kỳ diệu vô song, chắc chắn trong quá khứ cũng như trong tương lai, không một ai khác hoàn toàn giống bạn. Thay vì so sánh bản thân với tổ tiên, bạn hãy cố gắng để trở thành tổ tiên của chính mình. Hãy khám phá. Tôi luôn cố gắng làm những điều gì tôi chưa biết, và từ đó tôi có thể làm được những điều tưởng như ngoài khả năng của mình. Cuộc sống không có gì khiến ta phải sợ hãi. Cuộc sống chỉ chứa đựng những bí mật để ta tìm hiểu và khám phá. Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lên trái tim người khác. Não bộ là cơ quan quan trọng nhất của con người. Cũng vì thế, chức năng của não bộ là nặng nề nhất. Khám phá và phát minh ra những điều mới mẻ. Heinrich Jay Kaiser là một ví dụ điển hình về mối tương quan giữa năng lực lãnh đạo và sáng kiến cá nhân. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, ông đã làm cho cả thế giới phải kinh ngạc với sáng kiến đóng tàu của mình. Với sáng kiến này, nền công nghiệp đóng tàu thế giới đã rút ngắn thời gian và bước sang trang mới. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là trước đó, Kaiser chưa từng đóng tàu. Bí quyết thành công của Kaiser nằm ở việc ông không ngừng suy nghĩ và khám phá những điều mới mẻ. Những người sử dụng Anh ngữ hẳn không bao giờ quên ơn Webster, người đã dày công nghiên cứu, tập hợp và sắp xếp hàng trăm ngàn từ tiếng Anh để hình thành nên từ điển Merriam-Webster nổi tiếng. Sau Webster, Emerson, Poe, Dickens, Macaulay, Scott and rất nhiều người khác đã không ngừng khám phá để tiếp tục phát triển công cụ tìm kiếm này. Với những quan điểm riêng của mình, họ đã góp phần làm nên sự đa dạng cho nền văn học Mỹ nói riêng và thế giới nói chung. O. Henry được nhiều người mến mộ không chỉ ở văn phong châu chuốt mỹ miều mà còn ở những triết lý sâu sắc. Với sự trải nghiệm phong phú và khám phá không ngừng của mình, O. Henry đã phản ánh chân thật và đa dạng xã hội Mỹ đương thời, chân dung những nhân vật phải sống cuộc đời lẳng quẳng bế tắc. Trong tác phẩm của ông đã trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều thế hệ độc giả. Hãy tìm hiểu khám phá thế giới quanh mình, vì đó chính là nơi khởi nguồn của mọi sự sáng tạo. Hãy bắt đầu bằng một cuộc sống mới năng động và sâu sắc hơn. Hãy tìm cảm hứng từ những chuyến đi trong trang viết hoặc khám phá của các thế hệ đi trước. Nhưng bạn cũng nên nhớ rằng điều quan trọng là bạn đã học hỏi được điều gì từ chính cuộc thám hiểm này. Vì thế, trước khi não bộ của bạn thực hiện chức năng khám phá, bạn phải xác định được quan điểm và mục tiêu thật sự của mình. Khi ấy, hành trình khám phá của bạn chắc chắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Tinh thần lạc quan. Người lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội trong mọi hiểm nguy, còn kẻ bi quan luôn nhìn thấy hiểm nguy trong mọi cơ hội. Nếu như ngôi nhà của bạn bị cháy, hãy tự sưởi ấm mình bằng ngọn lửa ấy. Tôi không bắt buộc phải chiến thắng, nhưng tôi bắt buộc phải chiến đấu đến cùng. Tôi không nhất thiết phải thành công, nhưng tôi phải nỗ lực hết sức mình. Nỗ lực là sự cam kết thực hiện đến cùng và không từ bỏ. Lo lắng là loại độc dược được có thể phá hủy mọi cảm xúc tốt đẹp trong con người bạn. Nó có khả năng hủy hoại nguồn sức mạnh tinh thần và lây lan như một căn bệnh truyền nhiễm. Nhưng lo lắng lại không thể tồn tại trong bầu không khí vui vẻ lạc quan. Do đó hãy thôi lo lắng,
và học cách mỉm cười trước tất cả những tình huống xảy ra trong cuộc sống và trên hết hãy sống lạc quan. Tinh thần lạc quan không phải là trang sức bên ngoài, nó là kết quả của hàng loạt thái độ sống tích cực như óc hài hước, niềm hy vọng, khả năng vượt qua sợ hãi. Tinh thần lạc quan sẽ giúp con người loại bỏ sự lo lắng và sống một cuộc đời hữu ích. Thực tế, tất cả những thành công và những nhà lãnh đạo tài ba đều sống rất lạc quan. Bằng tinh thần lạc quan của mình, họ tập hợp mọi người xung quanh thành một khối thống nhất, cùng hướng về một tương lai tươi sáng. Bạn cũng có thể xây dựng cho mình một tính cách như vậy. Thay vì mãi lo lắng về những điều chưa xảy đến hay ôm niềm tiếc nuối cho dĩ vãng đã qua, hãy cố gắng sống hết mình ở hiện tại và học cách đối mặt với thực tế. Hãy phân tích và nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện, đồng thời định hướng cho các hoạt động sắp tới của mình. Khi đó, bạn sẽ không còn thời gian để lo lắng nữa. Hãy nhớ rằng, nơi nào có nụ cười, nơi đó không có chỗ cho sự lo lắng, sự dở dang. Nhiều người trong chúng ta vội vàng rút lui ngay khi vừa nhìn thấy dấu hiệu phản kháng đầu tiên. Câu nói sau đây của cựu tổng thống Mỹ Calvin Coolidge cho thấy tầm quan trọng của tính kiên định. Nếu chúng ta muốn biến trở ngại trên đường đi thành những mặt đá nâng bước ta đi, trên đời này không có gì có thể thay thế được tính kiên định, kể cả tài năng hay học vấn. Có biết bao người tài năng mà vẫn thất bại, có biết bao nhiêu thiên tài chẳng làm nên trò trống gì, và có biết bao trí thức phải sống một cuộc đời chật hẹp. Chỉ cần tính kiên định và lòng quyết tâm thôi là bạn cũng có thể làm nên nghiệp lớn. Câu khẩu hiệu hãy kiên định đã, đang và sẽ giải quyết mọi vấn đề của nhân loại. Thất bại không bao giờ đồng nghĩa với chiến bại, trừ phi bạn muốn thế. Emerson từng nói sức mạnh của chúng ta là từ sự yếu đuối mà ra. Chỉ khi chúng ta bị đánh cho tơi tả thì lòng tự ái mới chịu thức tỉnh và trang bị cho nó những nội lực đầy bí ẩn. Ngay cả một người vĩ đại cũng có thể dễ dàng trở nên tầm thường và nhỏ bé. Nếu chúng ta được nuông chiều trong nệm êm chăn ấm thì ta sẽ dễ dàng ngủ say. Còn nếu bị thúc ép, hiếp đáp, đánh bại thì chúng ta sẽ sớm khôn ra, sẽ rút kinh nghiệm, sẽ được kiểm chứng năng lực, sẽ ý thức được mình là ai, sẽ học được tính khiêm nhường và những kỹ năng cần thiết khác. Đằng sau mọi thất bại đều có bóng dáng của sự sao nhãng, cẩu thả và dở dang. Cách đây không lâu, một người bạn đã kể cho tôi nghe câu chuyện về một sinh viên của anh. Theo lời anh kể, khi đang giảng dạy tại một trường đại học khá danh tiếng thì có một sinh viên đến gặp anh. Đó là một sinh viên ưu tú nhưng đang cảm thấy chán nản việc học hành. Sau một hồi trò chuyện, anh đã nói với cậu sinh viên của mình như sau: hãy làm một việc gì đó thật trọn vẹn, đừng bỏ cuộc giữa chừng. Cậu sinh viên đó đã nghe theo lời khuyên của anh và với những nỗ lực của mình, cậu ta đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng hạng ưu. Hãy hoàn tất công việc trước khi hết ngày. Khi hoàn tất một công việc nào đó với kết quả tốt nhất, bạn sẽ được nếm trải cảm giác thỏa mãn, hạnh phúc và hưng phấn để tiếp tục thực hiện các kế hoạch còn lại. Việc quan trọng nhất chính là việc bạn đang làm. Do đó hãy tập trung toàn bộ trí tuệ và tâm huyết để hoàn thành nó. Hãy học tính cẩn thận, kỹ lưỡng để khi bạn đứng lên, mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ. Đừng bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt, bởi chúng chính là yếu tố quan trọng góp phần làm nên sự hoàn hảo cho công việc và cuộc sống của bạn. Mỗi người đều có rất nhiều nhiệm vụ cần phải giải quyết và không phải lúc nào cũng có thể hoàn thành tất cả. Nhưng nếu bạn chăm chỉ làm và làm tốt từng việc một thì nhất định bạn sẽ hoàn tất chúng. Điều tốt nhất mà bạn có thể làm là hãy cẩn thận và hoàn thành nhiệm vụ một cách triệt để. Đừng để sự dở dang phá hủy cuộc đời bạn. Biết lắng nghe. Để thấu hiểu một sự thật cần có hai người, một người nói và một người lắng nghe. Sự tĩnh lặng đích thực là sự nghỉ ngơi của trí não. Tâm trí cần sự tĩnh lặng cũng như cơ thể cần giấc ngủ vì nó giúp nuôi dưỡng và làm sảng khoái tinh thần ta. Tôi cho rằng một trong những sai lầm lớn nhất là nói nhiều và nghe ít. Bạn có thể tìm hiểu suy nghĩ của người khác bằng cách khéo léo khiến họ tham gia vào cuộc đối thoại. Và trong hầu hết mọi trường hợp, điều đó chẳng khó khăn gì. Nếu bạn chịu khó lắng nghe và nói ít đi một chút, bạn sẽ có lợi thế hơn rất nhiều so với người nói nhiều quá mức cần thiết. Thật tội nghiệp cho kẻ nào nói quá nhiều mà không hề nhận ra rằng
Những người xung quanh có khi còn biết nhiều hơn. Tuy nhiên, có thể nói rằng 95% trong số chúng ta lại là kẻ đáng thương đó. Để cố tỏ ra thông thái, nhiều người đã nói quá nhiều mà quên rằng càng nói họ càng bộc lộ sự yếu kém của mình. Hãy lắng nghe để học hỏi. Sự thông thái đích thực thường thể hiện qua tính khiêm tốn và sự im lặng. Tổng thống Mỹ Ulysses Grant vốn không phải là một người thông minh kiệt xuất, nhưng ông đã làm nên sự nghiệp của mình từ việc biết cách lắng nghe và học hỏi không ngừng. Đương thời người ta gọi ông là vị tổng thống trầm lặng. Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là bạn cũng nên chọn lựa đối tượng để lắng nghe. Hãy lắng nghe với lòng tôn trọng và tinh thần cởi mở trước những ý tưởng học thuyết mới. Hãy lắng nghe và thẩm thấu những kiến thức mà bạn thu nhận được qua những cuộc trò chuyện này. J.C. có nói, khiêm tốn thật sự không có nghĩa là không biết đến các giá trị của mình, mà chính là nhận ra những giá trị ấy. Việc lắng nghe không những giúp bạn hoàn thiện bản thân mà còn cải thiện các mối quan hệ của bạn. Khi biết cách lắng nghe, bạn sẽ có cơ hội học hỏi thêm những điều thú vị và thể hiện sự tôn trọng của mình đối với người đối diện. Hãy nói ít, đồng thời lắng nghe và quan sát thật nhiều. Trí tưởng tượng, ý tưởng là thứ tài sản duy nhất không có giá trị cố định. Tất cả mọi thành tựu trên thế giới này đều bắt nguồn từ ý tưởng. Muốn bước trên con đường thành công, bạn phải khơi nguồn cho dòng chảy của những ý tưởng trong đầu mình. Luôn tồn tại một con người khác ngay trong bản thân bạn. Một con người nhìn ra được sức mạnh tinh thần tiềm ẩn bên trong bạn. Con người đó không chấp nhận sự thất bại, mà sẽ thôi thúc bạn quyết tâm tiến bước lên phía trước để giành lấy những gì lẽ ra phải thuộc về bạn. Ý tưởng là nền tảng của mọi vật may và là khởi nguồn của mọi phát minh. Ý tưởng có thể kiểm soát được bầu không khí ta thở và cả những dòng chảy trong đại dương. Trong quá trình phát triển, ý tưởng không thể không có điểm khởi đầu với một mục đích thật cụ thể. Đây là nguyên tắc số 1 trong triết lý về thành tựu cá nhân. Tác giả Orison Swiss Maden nói rằng, để xây dựng được những lâu đài trên mặt đất, trước hết phải có những lâu đài trong ý tưởng. Napoleon Hill thì cho rằng ý tưởng đồng nghĩa với sự việc cả hai người ấy đều muốn nói lên một vấn đề. Mọi việc đều bắt nguồn từ quá trình tư duy. Trí tưởng tượng là tài sản quý giá nhất mà con người có thể có được. Xếp bên cạnh món quà kỳ diệu này của thiên nhiên, mọi thứ khác, tiền tài, danh vọng, nhà cửa đều trở nên thấp kém. Trong đa số các trường hợp, trí tưởng tượng là nguồn gốc của tất cả mọi thứ ấy. Hãy nuôi dưỡng trí tưởng tượng của bạn. Người ta sáng tạo là nhờ có óc tưởng tượng. MC Nado đã tưởng tượng ra những chiếc xe tốc độ cao có thể vận chuyển được hàng nghìn người mỗi ngày dưới đáy sông Hudson. Tất nhiên là người ta cười nhạo và ngoảnh mặt quay lưng với ước mơ ngông cuồng ấy của ông. Nhưng MC Ado đã biến ước mơ của mình thành sự thật. Trong đường hầm Hudson, Marconi từng mơ ước thấy những thông điệp của những người thân gửi về từ cách xa hàng nghìn dặm. Chúng trôi bồng bềnh trên những làn sóng trong không trung rồi phát thành tiếng đại đích đến thông qua một thiết yếu kỳ diệu. Người ta đã từng cho rằng ông bị bệnh tâm thần, nhưng ông không chịu lùi bước và đã khiến cả thế giới kinh ngạc trước sự ra đời của điện tính vô tuyến. Người ta gọi nước Mỹ là vùng đất của cơ hội, đó là xứ sở của trí tưởng tượng. Chính nơi đây, những con người khiêm nhường nhất đã vươn lên thành những người quyền lực nhất. Chính là do sự góp công của trí tưởng tượng, một anh nhân viên tầm thường có thể tưởng tượng mình là vị tổng giám đốc trong lĩnh vực mình đang phục vụ. Cứ như thế, anh ta từng bước tiến lên phía trước cho đến khi đạt được mục tiêu của mình. Bước đi đầu tiên hướng anh ta về chiếc ghế tổng giám đốc chính là trí tưởng tượng của anh ta. Beethoven từng nói trí tưởng tượng nhạy bén cũng giống như muối trong đời sống hàng ngày. Nếu không có nó, thế giới này chỉ là một bộ xương khô đét. Nhưng trí tưởng tượng càng phong phú thì trách nhiệm càng cao. Hãy nuôi dưỡng trí tưởng tượng trong từng việc nhỏ nhặt hàng ngày. Nhiều việc nhỏ nhặt góp lại sẽ nên nghiệp lớn. Những việc có ý nghĩa lớn lao rồi sẽ trường tồn
Lịch sử chính là câu chuyện về các thành tựu của những con người giàu tưởng tượng sử dụng. Nếu phải sắp xếp tất cả những điều kỳ diệu của cuộc sống theo thứ tự quan trọng thì trí não con người sẽ được xếp đầu bảng, bởi vì nó là công cụ giúp con người liên hệ bản thân với mọi thứ xung quanh và mọi hoàn cảnh đẩy đưa số phận họ. Lẽ đương nhiên, bộ não của con người là tặng phẩm bí hiểm nhất mà cũng đáng ngưỡng mộ nhất của tạo hóa, đồng thời nó cũng là tặng phẩm khó hiểu nhất và bị lạm dụng nhiều nhất trong tất cả những món quà quý báu trên thế gian. Mọi người, mọi sự thành bại và thất vọng của một đời người đều ảnh hưởng trực tiếp từ các cách thức mà anh ta sử dụng hay không biết sử dụng trí não của mình. Sự thay đổi là yếu tố quan trọng hàng đầu trong danh sách những điều kỳ diệu của cuộc sống. Đó là công cụ để vươn tới tiến bộ và là phương tiện giúp cho loài người đạt được đỉnh cao của sự phồn thịnh hôm nay. Có thể nói sử dụng một trong những từ có khả năng tạo cảm hứng nhất trong mọi ngôn ngữ sử dụng hướng đến phát triển của cuộc sống nói chung và con người nói riêng. Những vùng đất đai trù phú sẽ chẳng có nghĩa gì nếu không được con người biết đến và khai phá hợp lý. Cũng như vậy, từ cổ chí kim, tất cả những phát minh vĩ đại đều hướng đến mục tiêu phục vụ con người. Nếu không được áp dụng vào thực tế, chúng mãi mãi là chỉ là lý thuyết suông mà thôi. Mọi vật trên thế giới này đều cần được sử dụng, nếu không chúng sẽ dần mất đi tác dụng. Điều gì sẽ xảy ra đối với cánh tay của bạn nếu bạn không dùng nó trong một thời gian dài? Nó sẽ bị liệt và trở nên vô dụng. Không sử dụng đồng nghĩa với tàn lụi và diệt vong. Mỗi người sinh ra đều có một bộ não như nhau, chỉ có số ít người có não bộ ưu việt hơn người khác. Điều làm nên sự khác biệt giữa mọi người đơn giản chỉ là họ sử dụng trí não của mình. Nếu bạn không buộc não bộ phải hoạt động tích cực thì cuộc sống của bạn sẽ trôi qua trong sự tẻ nhạt buồn chán. Do đó hãy sử dụng bộ não của bạn một cách hữu ích. Cơ hội và may mắn luôn chia đều cho tất cả mọi người, nhưng điều quan trọng là chúng ta nắm bắt và tận dụng nó như thế nào. Biết cách sử dụng và tận dụng triệt để thời gian, cơ hội, trí não, cơ bắp của mình thì chắc chắn bạn sẽ đạt được điều mong muốn. Hãy luôn ghi nhớ, sử dụng đồng nghĩa với sự phát triển, phục vụ. Nếu bạn không biết điều khiển công việc của mình thì nó sẽ quay sang chỉ huy bạn. Một cử chỉ đẹp không bao giờ là quá sớm, vì nó có thể trở nên quá muộn bất cứ lúc nào. Nếu bạn phục vụ tốt hơn thì bạn sẽ mau tiến xa hơn trong lĩnh vực của bạn. Không phải ngày một, ngày hai mà có thể nhìn thấy được lợi ích của việc bạn làm, nhưng về lâu dài chắc chắn bạn sẽ được lợi. Bất kể bạn làm nghề gì, dù là anh hầu bàn hay nhân viên ngân hàng đi chăng nữa, thì những nỗ lực của bạn cũng không bao giờ là lãng phí. Luật đền bù là một quy luật tự nhiên và đáng tin cậy, cũng giống như luật vạn vật hấp dẫn. Có một thực tế không thể chối cãi được là bạn càng giúp nhiều người bao nhiêu thì bạn càng trở nên mạnh mẽ và có ảnh hưởng đến xung quanh bấy nhiêu. Bạn hãy thử áp dụng điều đó trong ngày hôm nay và tự mình rút ra kết luận. Hãy thực hiện điều đó ở nhà, ở cơ quan, ở nơi bạn có quyền hành và cả ở chốn khiêm nhường nhất. Hãy là một người phục vụ chân chính và hãy vui vẻ làm công việc phục vụ. Khách hàng chính là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của mọi doanh nghiệp. Do đó, nhã nhặn và tinh thần phục vụ là khẩu hiệu tiêu chí tuyển dụng của rất nhiều tổ chức. Andrew Carnegie rất coi trọng tinh thần hòa nhã. Ông coi đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần dẫn đến thành công cho mỗi cá nhân nói riêng và cả tổ chức nói chung. Carnegie cho biết ông sẽ không tuyển hoặc giữ lại bất cứ người nào không có tinh thần hòa nhã, dù trình độ và năng lực tốt đến thế nào. Xét ở khía cạnh nào đó, những người vĩ đại nhất chính là những nhân viên phục vụ tốt nhất. Họ luôn ý thức được rằng không có công việc nào cao quý bằng công việc phục vụ, không gì có thể mang lại hạnh phúc và sức mạnh lớn lao bằng việc được phục vụ người khác. Càng phục vụ, họ càng có cơ hội tiến xa hơn.
Sở dĩ tinh thần phục vụ được coi trọng vì nó chính là yếu tố giúp con người làm việc với một thái độ đúng đắn. Nếu bạn có tính cách ôn hòa, bạn sẽ luôn làm việc với tinh thần hòa hợp. Tính cách này là tài sản quý báu, có thể bù đắp cho những thiếu hụt về cả số lượng lẫn chất lượng mà một người có thể thực hiện. Cách đây vài năm, Wally chỉ là một nhân viên bán hàng vé tàu hỏa ở thành phố Oi, bang Pennsylvania. Thế nhưng Wally luôn thực hiện công việc của mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Anh sẵn sàng giao vé tận nơi cho khách, dù xa xôi đến đâu, thái độ phục vụ của anh đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng khách hàng. Điều này cũng được ban giám đốc của hãng ghi nhận và đánh giá cao. Giờ đây Wally đã là trưởng phòng phục vụ khách hàng của hệ thống tàu hỏa ERE. Chính thái độ phục vụ đã góp phần làm nên sự nghiệp của anh. Mẹ có một tình yêu thương cao cả và vĩ đại nhất trên đời, không phai nhạt theo tháng năm là tình yêu của người mẹ dành cho con. Không gì thiêng liêng hơn tình đồng loại. Bố mẹ yêu con yêu bố mẹ, điều đó không có gì lạ. Vì ngay con vật cũng biết yêu bố mẹ của chúng, nhưng gắn bó với nhau bằng huyết thống thì chỉ có con người mới có khả năng ấy. Đã bao giờ bạn nhìn thấy đại bàng mẹ dạy con tập bay? Khi các chú đại bàng con đã đủ lông đủ cánh, đại bàng mẹ sẽ đẩy con mình ra khỏi tổ. Đó là cách đại bàng mẹ dạy các con có lòng dũng cảm và sự tự tin đối mặt với sóng gió cuộc đời. Mẹ là tiếng gọi ngọt ngào và thiêng liêng nhất trong mọi ngôn ngữ, là tiếng gọi luôn ngân lên trên những cung bậc linh thiêng, đông đầy tình yêu thương. Tình yêu thương của mẹ chính là tình yêu thương vô điều kiện duy nhất mà chúng ta có thể nhận được trong đời. Không gì có thể so sánh với khoảnh khắc thiêng liêng của người phụ nữ lần đầu tiên được làm mẹ, đó là trải nghiệm lớn lao và vĩ đại nhất của loài người. Không gì có thể so sánh với tình mẹ dành cho con, cũng như niềm hạnh phúc lớn lao khi người mẹ nhìn thấy các con mình khôn lớn, trưởng thành, cuộc sống của chúng ta trở nên tươi đẹp hơn. Vì có mẹ, mẹ chắp cánh cho những ước mơ của con bay cao, bay mãi và là bến bờ bình yên. Dù thành công hay thất bại, con đều khát khao quay về. Nếu một ngày kia bạn vấp ngã trên đường đời, sự nghiệp phá sản, tình yêu đổ vỡ hay bị ai đó phản bội, hãy nghĩ đến mẹ và những kỳ vọng người đã dành cho bạn. Khi tìm về với mẹ, dù bằng xương bằng thịt hay chỉ trong suy nghĩ, bạn cũng sẽ cảm thấy được an ủi, hạnh phúc hơn rất nhiều. Hãy trân trọng những phút giây được sống bên mẹ. Hãy viết thư và gọi điện cho mẹ trong hoàn cảnh. Hãy về thăm người mỗi khi có thể. Hãy để sự hiện diện của mẹ trở thành nguồn động viên tinh thần cho bạn. Và nếu không may mẹ đã về nơi chín suối, thì hãy để những ký ức và người tiếp tục nhiều nhất và khích lệ bạn như khi người còn sống. Tôi sẽ, nếu không tìm ra lối đi có sẵn thì chúng ta sẽ khai phá một con đường mới. Nếu bạn gặp phải điều không may thì hãy để nó ngủ yên trong quá khứ. Hãy hướng tâm trí mình đến những thành công trong tương lai. Bạn sẽ nhận ra rằng sai lầm của quá khứ luôn đóng vai trò, đặc biệt trong vận may ở hiện đại. Bình yên trong tâm hồn thường gắn liền với sự phát triển của bạn. Thậm chí, ngay cả trong trường hợp bạn đang làm công việc thấp kém nhất trong xã hội, thì tâm trí bạn vẫn có thể hướng đến thành công. Nếu bạn muốn, hãy làm cho công việc của bạn trở nên có giá trị hơn. Hãy tạo động lực để biến những ước mơ thành hiện thực. Một khi ước mơ của bạn đủ lớn, thì tất cả những vấn đề khác đều không phải bận tâm. Phần thưởng cao quý nhất cho công sức lao động của một con người không phải là những gì người ấy nhận được, mà chính là qua đó anh ta tự cảm nhận mình đã trưởng thành như thế nào. Tôi sẽ làm cho ngày hôm nay trở thành một ngày đáng sống. Tôi sẽ nhớ về quá khứ như là một con đường đầy kinh nghiệm quý báu mà tôi đã đi qua. Tôi sẽ cố gắng hết sức và tập trung mọi thời gian, công sức vào việc hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm nay. Tôi sẽ làm những gì mà trước kia tôi không dám làm. Tôi sẽ sống với cả bầu nhiệt huyết của mình. Tôi sẽ mỉm cười thay vì chau mày, sẽ kiên nhẫn thay vì tức giận trên hết. Tôi sẽ làm chủ bản thân mình. Tôi sẽ trung thành với con đường mình đang đi. Tôi sẽ giữ vững niềm tin và mạnh mẽ tiến về phía trước. Tôi sẽ bắt tay vào thực hiện và hoàn tất mọi nhận định của mình. Tôi sẽ làm cho những việc mà tôi yêu thích. Tôi sẽ công bằng và chính trực, vì đó
là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Nếu thất bại, tôi sẽ rút ra cho mình những kinh nghiệm quý giá để không tái phạm thêm lần nữa. Tôi sẽ không lãng phí thời gian của mình, sẽ quan tâm đến sức khỏe, cẩn trọng với danh dự của bản thân. Tôi sẽ góp phần làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn, sẽ biến ngày hôm nay của người tôi gặp thành một ngày tốt lành. Tôi sẽ dành hết tâm trí của mình vào việc phục vụ những người xung quanh, bởi vì trong ánh hào quang của những việc tôi đã làm cho người khác luôn ẩn chứa vầng sáng của chính tôi. Tôi sẽ làm cho ngày hôm nay trở thành một ngày thật đáng sống.